chương 646, hóa kiếp xá lợi. Một ngày sau, tiêu phàm vẫn ngồi ở bên trong thư phòng, tuy nhiên trước mặt không mở ra quyển gia cừu, mà là một cái hộp gỗ nhỏ sơn màu vàng được chế tác vô cùng tinh xảo. Đạt nhĩ khách đứng ở bên ngoài, trên mặt mang nụ cười nịnh bợ, tất cả đều là vẻ mặt lo được lo mất. Tiêu tiên sinh, đây là di vật của tông già đại sư, nghe nói tông già đại sư khi còn sống rất thích nó, xem nó như vật tùy thân của đại sư, những thứ có liên quan đến tông Già đại sư chỉ còn lại có vật này thôi. Đạt nhĩ khách thấp giọng giải thích, ánh mắt nhìn tới nhìn lui ở trên người tiêu phàm và Angelina. Thực không biết tiêu phàm rốt cuộc có bao nhiêu sức hấp dẫn mà công chúa Điện Hạ đã ngồi ở trong này hai ngày với hắn. Đây cũng là kết quả bàn bạc của gã và đại thượng sư, quyết định đem di vật tông giả đại sư khi còn sống yêu thích đưa cho tiêu phàm xem qua. Tiêu phàm nói rất rõ, hắn muốn xem qua tất cả những kinh văn do tông giả đại sư tự viết, ngay từ đầu, Đại Thượng Sư và Đạt Nhĩ khách cũng không cảm thấy yêu cầu này quan trọng đến cỡ nào. Theo bọn họ biết, Tiêu Phàm cũng là một vị tôn giáo nhân sĩ, muốn xem kinh văn do Tông Già Đại Sư tự viết, hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng, có Erzelina làm bạn, Tiêu Phàm không phải nên cùng Erzelina đi ngắm hoa thưởng nguyệt trước, rồi mới ở chỗ này lật xem quyển ra cửa buồn tẻ vô vị. Hơn nữa Erzelina còn cam tâm tình nguyện ở trong này cùng hắn, không chút buồn bực. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Phàm rất coi trọng kinh văn do Tông Già Đại Sư tự viết. Chẳng qua, toàn bộ kinh văn do Tông Già Đại Sư tự viết hắn đã xem xong. Tiêu Phàm cũng lộ ra thần sắc cực kỳ thất vọng, nhất thời đều khiến Đại Thượng Sư và Đạt Nhĩ khách cảm thấy bất an. Tiêu Phàm không thu được thứ hắn muốn có ở nơi này. Audio điện tử võ tấn bền Đây là đại phiền toái. Nếu như Tiêu Phàm không đạt được ước muốn, bọn họ có thể tiếp tục lưu lại quốc gia này hay không thật khó mà biết trước. Đại giáo chủ Raman đương nhiên không muốn đắc tội công chúa Điện Hạ, chỉ cần tiêu phàm và công chúa Điện Hạ nói một tiếng, ngày mai, bọn họ không thể không dọn nhà. Cho nên, đạt nhĩ khách mất rất nhiều nước miếng mới thuyết phục được đại thượng sư đem chiếc hộp gỗ nhỏ sơn màu vàng giao cho tiêu phàm. Kỳ thật, trong chiếc hộp gỗ nhỏ sơn màu vàng này rốt cuộc có cái gì, đạt nhĩ khách một chút cũng không biết, không có ai biết. Đây chỉ là một vật nhỏ tông già đại sư khi còn sống rất yêu thích mà thôi, hình dạng cổ quái. Đại thượng sư sở dĩ do dự không chịu giao ra, mấu chốt là do vấn đề thể diện. Điểm này, đạt nhĩ khách cũng có thể hiểu được. Cho dù vật này là hoàn toàn vô dụng, đó cũng là đồ đạc của ta, dựa vào cái gì lại đưa nó cho ngươi. Tuổi thân quá. Tuy nhiên suy nghĩ của đạt nhĩ khách lại không giống với đại thượng sư. Đạt nhĩ khách là một chính khách, ở trong mắt chính khách, chỉ cần có ích lợi thì không cần nói tới chuyện cảm tình. chỉ cần thứ này có thể làm cho tiêu phàm vừa lòng để mọi người thoát được kiếp nạn trước mắt này vậy thì sao phải luyến tiếc. về phần thể diện, đạt nhĩ khách căn bản sẽ không lo lắng. sau này hùng mạnh rồi, cơ hội thích hợp sẽ thuận tay cầm về là được. cái đạt nhĩ khách lo lắng là không biết tiêu phàm có thích cái đồ chơi này không. lã thật sự không biết tiêu phàm rốt cuộc đang tìm cái gì. nghe xong đạt nhĩ khách giải thích tiêu phàm gật gật đầu hắn vẫn không tìm ra được những ghi chép có liên quan đến công pháp của kim cánh đại bàng vương tiêu phàm có chút hơi thất vọng tuy nhiên không đến nỗi thẹn quá thành giận kim cánh đại bàng vương là thần minh hùng mạnh cỡ nào công pháp của nó nếu dễ tìm như vậy thì quả là lạ hắn đến nơi đây cũng chỉ là ôm một tia hy vọng cực kỳ mong manh mà thôi có thể tìm được một chút manh mối đó là niềm vui ngoài ý muốn tìm không thấy cũng là chuyện bình thường Đạt Nhĩ khách cẩn thận dâng chiếc hộp gỗ nhỏ sơn màu vàng tới, nhìn qua khá là quý trọng đấy. Tuy nhiên Tiêu Phàm cũng không để ý, bởi vì hắn vẫn chưa cảm nhận được hơi thở đặc biệt gì ở cái hộp gỗ. Nhưng khi Tiêu Phàm tùy tay mở chiếc hộp gỗ nhỏ sơn màu vàng ra, bỗng chốc hai mắt liền híp lại, đồng tử chợt co rút mạnh mẽ. Một cỗ hơi thở kỳ lạ đập vào mặt hắn, thứ bên trong chiếc hộp gỗ nhỏ sơn màu vàng này không phải là nhỏ. Trước đó Tiêu Phàm lại không thể cảm nhận được chút hơi thở khác thường nào, bởi vậy có thể thấy được chiếc hộp gỗ nhỏ sơn màu vàng này cũng là một bảo vật không tệ, có thể hoàn toàn ngăn cách hơi thở, ngăn cách thần niệm kiểm tra. Tuy nhiên bây giờ Tiêu Phàm lại không có tâm tư để chú ý tới chiếc hộp gỗ nhỏ sơn màu vàng này. Ánh mắt của hắn lập tức đã bị thứ bên trong chiếc hộp gỗ nhỏ sơn màu vàng thu hút. Nhìn ngoại hình mà nói, thứ bên trong chiếc hộp gỗ nhỏ sơn màu vàng này không có chút đặc biệt nào, nó giống như một quả hạch đào mặt ngoài là hình cầu lồi lõm, sáng bóng. Là một chuyên gia phân biệt đồ cổ bí mật, tiêu phàm liếc mắt một cái có thể nhìn ra được. Bề ngoài của nó đủ để chứng minh chủ nhân của vật này trước kia rất yêu thích nó, gần như lúc nào cũng cầm nó trong tay, hình dáng mới có thể nồng đậm như vậy. Đạt nhĩ khách vừa rồi có nói, đây là thứ tông già đại sư khi còn sống vô cùng yêu thích, xem ra cũng không có nói dối. Nhưng cái hấp dẫn tiêu phàm chính là hơi thở kỳ lạ tản ra từ vật thể hình cầu nhìn qua đây tuyệt đối là một vật chết nhưng tiêu phàm lại cảm nhận được sức sống hùng mạnh trên người của nó thật giống như xích viêm thảo sau khi trưởng thành sức sống bao la như biển chẳng qua sức sống của xích viêm thảo không bị cản trở mà lộ ra bên ngoài nhưng sức sống của thứ này lại hàm xúc bên trong nếu không phải tiêu phàm đã bước vào được thiên nhân cảnh có thể bước đầu đối mặt cùng thiên địa vạn vật nếu là trước đây dù cảm giác thần niệm lực lớn mạnh tới đâu đối mặt với một viên cầu như vậy cũng không phát hiện ra sự khác thường của nó. Xích viêm thảo, được gieo trồng ở nơi cực âm của quốc gia nóng nhất, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, ẩn chứa sức sống hùng mạnh, tiêu phàm hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng thứ trong hộp gỗ nhỏ sơn màu vàng trước mắt này là một quả, hạch đào, không có dễ, rõ ràng không thể nào là vật còn sống, làm sao lại có thể chất chứa sức sống hùng mạnh như vậy. Tiêu phàm vươn tay ra, chậm rãi đem quả, hạch đào, cầm lên, thả ở trong long bàn tay hắn. Cẩn thận đánh giá. Trong đôi mắt mơ hồ có ánh sáng màu xanh lóng lánh. Không có tác dụng, Thiên Nhãn thần thông không có tác dụng đối với thứ này, hoàn toàn nhìn không thấu nó. Chỉ có thể xuyên thấu qua lớp vỏ kia, nhìn ra hình dáng thứ này, quả thật như là một quả hạch đào. Trừ cái đó ra, liền không gặt hái được được gì khác. Tiêu Phàm hai mắt khép hờ, rất cẩn thận lẩm bẩm thần niệm, tìm kiếm thứ bên trong quả hạch đào này. Thứ này rất đặc biệt tiêu phàm không thể không cẩn thận, không dám thả quá nhiều thần niệm để vào trong đó. Nếu chẳng may có thay đổi khác thường, liều mạng chặt đứt thần niệm là được, không đến mức nguy hại đến căn nguyên. Sự thật chứng minh, lo lắng của tiêu phàm là có đạo lý đấy. Không bao lâu, tiêu phàm liền nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, sắc mặt tái nhợt, dường như đã bị thương tổn. Tiêu phàm, Ozelina đang chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn, không chịu nháy mắt, lập tức liền lo lắng kêu lên nhìn tình hình này, đạt nhĩ khách âm thầm thở dài. Vị công chúa điện hạ này không ngừng lo lắng, xem ra ba hồn bảy vía đã bị tiêu phàm câu đi rồi, một trái tim hoàn toàn quấn trên người tiêu phàm. Đạt nhĩ khách thậm chí hoài nghi, cho dù tiêu phàm bảo cô đi tìm cái chết, công chúa điện hạ e rằng cũng không chút do dự. Thậm chí chỉ cần tiêu phàm và công chúa điện hạ nói một tiếng, bảo đại giáo chủ Raman đưa toàn bộ bọn họ trục xuất, quả thực cũng rất dễ dàng. Tiêu phàm hướng Erzalina khoát tay áo, gia hiệu bảo cô đừng lo lắng cho mình, hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên thần sắc cực kỳ vui sướng. Tuy rằng sợi thần niệm của hắn đã bị quả hạch đào này nuốt hết, nhưng Tiêu Phàm đã biết được nó rốt cuộc là vật gì. Hóa kiếp xá lợi. Vật thể này nhìn qua giống như quả hạch đào, mặt ngoài là vật thể hình cầu lùi lõm, nhưng kỳ thật nó lại là một viên Phật cốt xá lợi. Hơn nữa bên trong Phật cốt xá lợi là hóa kiếp xá lợi cực kỳ hiếm thấy hóa kiếp xá lợi chính là thứ mà đại đức cao tăng khi viên tịch đã đem tinh khí thần tủy của mình thông qua một loại pháp môn đặc thù cưỡng ép rót vào bộ vị nào đó trong cơ thể niêm phong cất vào đó sau khi thân thể hỏa táng sẽ lưu lại một viên phật cốt xá lợi như vậy bên trong ẩn chứa sức sống cực kỳ hùng mạnh trong truyền thuyết đây là bảo vật dùng để luyện chế hóa kiếp thế thân tốt nhất loại xá lợi từ này ẩn chứa tinh khí thần tủy của đại đức cao tăng tinh khí thần tủy này rất khó tái luyện để chính mình sử dụng trên thế giới này, không có chuyện không làm mà được hưởng. Nhưng mà, hóa kiếp xá lợi quả thật là một bảo vật vô giá. Chỉ cần dùng chân nguyên tinh khí để luyện hóa viên hóa kiếp xá lợi này, và tự thân hòa làm một thể mới có thể luyện chế ra hóa kiếp thế thân. Hơn nữa, những loại công pháp như thế này là sở trường qua nhiều thế hệ truyền nhân của vô cực môn. Cái gọi là, nghịch thiên cải mệnh, kỳ thật chính là bóp méo thiên cơ, đem sự trừng phạt của trời chuyển rời đến một người khác hoặc là vật nào đó, nhằm tránh được đại nạn giáng xuống đầu tuy nhiên xác suất thành công của nghịch thiên cải mệnh và trình độ cải mệnh đều dựa vào công lực của người thi triển pháp thuật đồng thời cũng phải xem độ khó khi thực hiện bóp méo thiên cơ và phúc duyên của vật thay đổi có tương quan hay không đơn giản mà nói tướng mệnh của tiêu lão gia tử muốn nghịch thiên cải mệnh thì tiêu phàm phải lấy mệnh thiên tử để ứng kiếp phúc lộc của người bình thường không thể đảm đương nổi tiếp số như vậy đấy hóa kiếp xá lợi chính là cốt xá lợi tử của đại đức cao tăng lưu lại bên trong ẩn chứa tinh khí thần tủy của cao tăng khi còn sống, sức sống căng tràn, dùng để thế kiếp hóa thân là rất thích hợp, cho dù kiếp nạn có lớn đến đâu cũng có thể ngăn cản được. Chẳng qua muốn hình thành hóa kiếp xá lợi này, điều kiện yêu cầu cực kỳ hà khắc, cũng không phải mỗi một vị cao tăng sau khi viên tịch đều có thể tìm được hóa kiếp xá lợi. Thứ này muốn hình thành cần cơ duyên và vận khí thật lớn, cho dù có cao tăng đã hoàn thành tất cả các bước cần thiết rồi, nhưng khi hỏa táng cơ thể, nếu điều kiện không thích hợp cũng không thể có được hóa kiếp xá lợi. tương tự, một người có thể phát hiện ra hóa kiếp xá lợi và có biện pháp thu hồi nó lại càng hiếm thấy. viên xá lợi từ này từ sau khi tông giả đại sư qua đời đã truyền qua tay không biết bao nhiêu đại thượng sư, nhưng không ai phát giác ra điều kỳ diệu ẩn chứa trong đó là một minh chứng rõ ràng. nếu không phải tiêu phàm đã tu luyện thiên nhân tương, thì đối với bảo vật hiếm có trên đời này chỉ sợ khi đối diện với nó cũng không nhận ra được như vậy sẽ đánh mất cơ hội tốt. Có thể thấy được mọi chuyện trên thế gian đều là do duyên pháp. Đối với viên hóa kiếp xá lợi này mà nói, tiêu phàm chính là người có duyên. chương 647, Điểm Xấu Thấy tiêu phàm thần sắc biến hóa, đạt nhĩ khách rốt cục âm thầm thở phào một cái. Xem ra thứ này có tác dụng với tiêu phàm, tuy nhiên ngay sau đó, đạt nhĩ khách lập tức liền tò mò, không kìm nổi hỏi. Tiêu tiên sinh, đây rốt cuộc là vật gì vậy? lời vừa mới nói ra đạt nhĩ khách liền cảm thấy hối hận hỏi như vậy không phải là thừa nhận chính mình căn bản cũng không biết lai lịch thứ này sao bị tiêu phàm cho rằng vô tri cũng không sao mấu chốt là gã cầm thứ này mà cũng không biết nó là gì há chẳng phải đến lừa dối tiêu tiên sinh sao thành ý này quả là có vấn đề tiêu phàm liếc gã một cái thản nhiên cười không nói gì cả lại cầm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ cẩn thận quan sát đạt nhĩ khách không khỏi buồn bực trong đầu hận thấu xương Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đương nhiên không thèm để ý đến sự căm hận của đạt nhĩ khách đối với hắn. Chỉ cần bản thân đủ hùng mạnh, cần gì phải để ý đến cảm giác của một chính khách đối với chính mình. Dù sao loại cảm giác này sẽ biến hóa theo quan hệ ích lợi. Dùng hai ngón tay cái nhấc lên, hai hàng lông mày của Tiêu Phàm lại hơi nhíu. Hắn trước đây khi kiểm tra các vật phẩm khác đều là dùng thần niệm cảm giác, nhưng lúc này đây lực thần niệm căn bản không thể đi vào được. Chiếc hộp gỗ nhỏ này không biết là dùng loại chất liệu nào chế thành, nó có sức ngăn cản lực thần niệm. Đạt nhĩ khách thượng sư, có thể cho tôi mượn dùng thư viện này thêm hai ngày không? Tiêu phàm không tiếp tục điều tra chất liệu của chiếc hộp gỗ nhỏ nữa, lập tức đem hóa kiếp xá lợi đặt lại trong hộp, ngẩng đầu nhìn đạt nhĩ khách, hỏi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đạt nhĩ khách vội vã trả lời. Đạt nhĩ khách thượng sư, tôi muốn mượn dùng cả thư viện, không chỉ là gian phòng này, trong khoảng thời gian tôi mượn dùng, tôi không muốn có bất kỳ người nào vào đây quấy rầy tôi. Nếu không rất dễ xảy ra chuyện. Tiêu phàm lập tức nói. Đạt nhĩ khách không chút do dự trả lời. Tiêu tiên sinh yên tâm, sẽ không có ai tới quấy rầy ngài. Đừng nói tiêu phàm chỉ muốn mượn dùng thư viện này một chút. Cho dù hắn muốn trưng dụng toàn bộ ngôi biệt thự, đạt nhĩ khách cũng chỉ có thể lập tức đồng ý. Không thể có nửa phần trần trừ. Về phần quấy giày trừ đạt nhĩ khách không dám cả gan tới đây, những người khác trong biệt thự đều sợ tiêu phàm, có thể trốn liền trốn thật xa. Ozelina, không, tôi muốn ở cùng với anh. Tiêu phàm lời còn chưa nói hết, cái đầu nhỏ xinh đẹp của Ozelina liền lắc lắc giống như đẩy trống, chặn lại những lời tiêu phàm muốn nói. Được rồi, tiêu phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ozelina hé miệng cười, bộ dạng vô cùng vui vẻ. Đạt nhĩ khách nhìn mà thấy choáng sau đó cả tòa thư viện đều biến thành khu cấm địa. Ngoại trừ đan tăng đa cắt cầm đao đứng hầu ở ngoài cửa, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, xung quanh biệt thự trong vòng 10 thước không có một bóng người. Tiêu phàm rời khỏi phòng sách, đi tới phòng nghỉ. Nhìn tiêu phàm bước đi, rồi không ngừng triển khai pháp thuật ở trong phòng nghỉ, ánh mắt Azelina tràn đầy tò mò. Trước kia khi ở cùng với tiêu phàm, cô chưa bao giờ nhìn thấy tiêu phàm thực hiện pháp thật, tiêu phàm cố ý tránh cô. Lần này cũng vậy, Tiêu Phàm, anh làm cái gì vậy? Đợi đến lúc Tiêu Phàm ngừng lại, Ezelina lập tức nhích tới gần, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên trán Tiêu Phàm, thấp giọng hỏi. Trong đầu càng thêm kỳ quái, cô luôn cảm thấy bộ dạng Tiêu Phàm đang rất cố sức. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Anh đang bố trí một pháp trận, đem hơi thở nơi này che lại, không để cho người bên ngoài biết." "Em không hiểu, cái gì gọi là pháp trận?" Ezelina nháy mắt nghi ngờ hỏi mấy thứ này, cho dù giải thích với một cô gái phương Đông cũng đã rất khó. Chứ đừng nói đến Azelina là một cô gái phương Tây tóc vàng mắt xanh. Tiêu phàm ôn nhu xoa cái đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói. Bây giờ có thể cô không hiểu, nhưng sau sau này cô sẽ hiểu đấy. Azelina thông minh sắc sảo, lập tức liền nắm được trọng điểm của những lời này, nhìn chăm chăm hỏi, Tiêu phàm, ý anh là về sau tôi có thể thường xuyên ở cùng với anh sao? Cô không nháy mắt nhìn thẳng Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại, lo lắng không yên. "Vậy cô nghĩ sao?" Tiêu Phàm ôm cái eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, hôn một chút lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của cô, cười hỏi ngược lại. "Ezelina lập tức vui vẻ, gắt gao ôm Tiêu Phàm, cả người đều mềm nhũn. Hạnh phúc đột nhiên đến như thế." Tiêu Phàm ôm lấy thân hình xinh đẹp của cô, trên mặt mang theo sự yêu thương, nhưng trong mắt lại hiện lên một chút u buồn. Người xem tướng không bao giờ nhầm lẫn như Tiêu Chân Nhân, lại hy vọng lần cảm giác này là sai. Lúc chạng vạng tối, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng ở trong phòng nghỉ, thần sắc ngưng động. Mấy giờ sau, không chỉ có phòng nghỉ này, ngay cả thư viện cũng đã bố trí xong pháp trận phòng hộ, lực cấm chế đã che đậy hoàn toàn tất cả vật kiến trúc của ngôi nhà này, khi thực hiện pháp thuật, chỉ cần không xảy ra hiện tượng thiên văn đặc biệt nào thì thuật sư bình thường rất khó phát hiện ra sự khác biệt ở nơi này dựa vào tu vi hiện tại của tiêu phàm, ngoại trừ một số yêu ma thượng cổ không biết giấu ở nơi nào và có khả năng tỉnh lại, thì rất khó có người có thể uy hát yêu ta ép được hắn. Tiêu phàm quyết định luyện hóa, hóa kiếp xá lợi, ngay ở chỗ này. Loại bảo vật cực kỳ hiếm thấy này, một khi gặp được, chỉ cần điều kiện cho phép thì nên lập tức luyện hóa, không nên kéo dài thời gian. Tuy nhiên điều khiến cho người khác thấy kỳ lạ là, Azelina cũng ngây ngốc, lặng lặng ngồi yên ở bên cạnh, tò mò chăm chú nhìn Tiêu Phàm. Chỗ Erlina ngồi là sinh môn của pháp trận, mặc kệ Tiêu Phàm dẫn phát ra loại hiện tượng thiên văn khó lường nào, chỉ cần nó nằm trong phạm vi khống chế của Tiêu Phàm, cũng sẽ không có thương tổn nào đối với Erlina. Chỉ có điều, thời điểm Tiêu Phàm thực hiện, tại sao lại để Erlina ngồi bên cạnh quan sát, chuyện này không ai biết được rồi. Nhưng cái có thể khẳng định chính là thái độ của Tiêu Phàm đối với Erlina có sự thay đổi rất lớn chẳng những thân mật hơn so với trước kia, hơn nữa càng thêm coi trọng cô. Ví dụ như một số nhà nghiên cứu, ngày bình thường thì có quan hệ rất chặt chẽ với người mình yêu, vợ chồng hài hòa. Nhưng chuyện đó chỉ giới hạn trong phạm trù gia đình, khi họ làm nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không đề cập đến vấn đề vợ con. Ở trong lĩnh vực nghiên cứu của mình, tùy ý thân mật như người yêu, cũng là không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào đấy. Trước đó, Tiêu Phàm đã đối xử với Ezeline như thế hắn đối với Azelina rất tốt, rất quan tâm, vì Azelina, thậm chí không tiếc sức mình ra tay gỡ Iota ít chết nhiều phần từ tội phạm quốc tế, trở mặt với nhóm tội phạm viễn đông chi hổ. Nhưng những việc có liên quan đến thuật pháp, cho tới bây giờ hắn cũng không nói cho Azelina biết, càng không thực hiện chúng ngay trước mặt của cô. Nhưng bây giờ, hắn đang muốn luyện hóa Phật cốt xá lợi, lại để cho Azelina ngồi bên cạnh xem, không biết trong đầu tiêu phàm rốt cuộc nghĩ như thế nào đấy. Tiêu phàm tay trái đưa ngang ngực, tay phải nắn bí quyết, miệng lẩm bẩm. Hai hàng lông mày của Azelina bỗng nhiên nhẹ nhàng dương lên, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc, không kìm nổi hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Cô cảm giác rõ ràng nguyên khí thiên địa trong phòng này đang biến hóa, chỉ có điều không rõ loại biến hóa này rốt cuộc là chuyện gì. Tất cả đều lọt vào mắt tiêu phàm, hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Trong cơ thể của Azelina quả thật đã bắt đầu xảy ra thay đổi thần bí, hôm qua hắn bắt mạch cho Azelina đã nhận ra điều này. Dường như có một loại lực lượng thần bí, ở trong cơ thể Azelina đang thức tỉnh, đang thay đổi thể chất của Azelina. Hoặc là nói, loại lực lượng thần bí này vẫn luôn tồn tại trong cơ thể của Azelina trước đó, chỉ có điều khi đó tiêu phàm chưa tu luyện, thiên nhân tương, nên không phát hiện ra. Hắn cảm giác thể chất của Azelina ất đặc biệt, trong cơ thể kia đang cất giấu một cỗ lực lượng thần bí, cực kỳ hùng mạnh. Chỉ có điều, giống như nó còn thiếu một cơ hội dẫn phát, cho nên vẫn chưa thực sự phóng ra. Cơ thể Azelina đang từ từ biến đổi, chỉ có điều loại lực lượng thần bí này không có ý định tiết lộ mà thôi. Nếu loại lực lượng thần bí này thực sự bùng nổ, phóng ra ngoài, tuyệt đối không chỉ có một chút huy lực như vậy đâu. Nói một cách khác, khi cơ thể Azelina hoàn toàn biến đổi, sẽ có được tiềm năng cực kỳ đáng sợ. Đối với loại này tiềm năng cường đại này, thậm chí ngay cả người đã bước chân vào Thiên Nhân Tương. Như Tiêu Phàm đều cảm thấy khó có thể dự đoán. Nhưng cũng vào lúc đó, Tiêu Phàm đã nhận ra một điểm xấu từ trong cơ thể của Erlina. Điểm xấu và loại lực lượng thần bí này cùng một nhịp thở, dường như do lực lượng thần bí ẩn chứa trong cơ thể Erlina dẫn phát ra cái loại điểm xấu này. Điều khiến Tiêu Phàm buồn bực chính là, điểm xấu này là loại tử kiếp, không thể hóa giải. Là một vị đại tướng sư, Tiêu Phàm hiểu rất rõ, muốn hóa giải tử kiếp Biện pháp duy nhất chính là nghịch thiên cải mệnh. Theo lý mà nói, hiện giờ Tiêu Phàm đã đặt chân vào trong Thiên Nhân Tương, rồi, tuy rằng vẫn đang là tầng thứ nhất, bước đầu lĩnh ngộ được bí quyết ở cùng vạn vật thiên địa, lại có đầy đủ các loại đan dược, Thiên Vương đan đã có năng lực thế kiếp. Nhưng trong cơ thể Ezerlina lại có một lực lượng thần bí hùng mạnh, khiến Tiêu Phàm không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng đối với việc hóa kiếp cho Ezerlina. Nguyên lý trong tướng thuật chính là như vậy năng lực của Azelina càng mạnh, muốn hóa kiếp càng khó. Bình thường phúc lộc đạo hạnh của núi tinh thủy quái cũng khó mà thay thế được. Tông già đại sư để lại viên hóa kiếp xá lợi này, lại là vật hóa kiếp rất tốt. Từ góc độ này mà nói, Azelina cũng là người có duyên. Có lẽ may mắn thế nào ở trong này lại tìm được hóa kiếp xá lợi. Chỉ có điều, vật hóa kiếp này có thể dùng vào thời khắc mấu chốt hay không còn rất khó nói dù sao bây giờ erzolina cũng không hiểu gì về thuật pháp khi nào sử dụng vật hóa kiếp này erzolina cũng không biết cần phải nhờ tiêu phàm tự mình thi triển trước khi hóa giải kiếp nạn erzolina nhất định phải đi theo bên cạnh hắn đây cũng là lý do vì sao khi tiêu phàm luyện hóa hóa kiếp xá lợi đã cố ý để erzolina ngồi bên cạnh hắn lúc luyện hóa hắn muốn để hóa kiếp xá lợi làm quen một chút với hơi thở của erzolina trước cũng tốt hư một tiếng viên, hóa kiếp xá lợi, trong hình dáng quả hạch đào bay lên, chậm rãi xoay tròn cách ngực tiêu phàm không xa. Ánh sang ẩm đạm, không chút thu hút nào, chương 648, biển máu. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm đã buông xuống. Trên cửa sổ phòng nghỉ treo một bức mảnh thiên Nga rất dày, từ bên ngoài nhìn vào căn bản không thể quan sát được tình hình bên trong. Trong phòng nghỉ, nguyên khí thiên địa quay cuồng bắt đầu khởi động, cách đó không xa ở phía trước ngực tiêu phàm, hóa kiếp xá lợi di chuyển lên xuống cùng với nguyên khí thiên địa đang cuồn cuộn dâng trào. Bây giờ hình dáng nó đã không còn, dáng vẻ quê mùa, thô kệch như lúc trước nữa, mà là hiện lên ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Ursulina nhìn chằm chằm vào viên hóa kiếp xá lợi giống như long châu kia, vẻ mặt vô cùng say mê. Thật đẹp, Ursulina quả thực không thể tưởng tượng được, màn ảo thuật này rốt cuộc được biến hóa như thế nào. Hạt ngọc châu kia khiến cho Ursulina nghĩ, dường như có sinh mạng sẽ sống lại thật sự là thần kỳ tuy nhiên vào giờ phút này tiêu phàm lại không lãng mạn như erolina trên chán hắn mồ hôi chảy đầm đìa liên tục mấy giờ đồng hồ không ngừng thi triển pháp thuật dù pháp lực của tiêu chân nhân có hùng hậu hơn bao nhiêu hắn cũng có chút mệt mỏi viên hóa kiếp xá lợi này đã bị kích phát hoàn toàn nhất là lúc vừa mới bắt đầu bay lung tung muốn tránh khỏi sự trói buộc của pháp lực nhưng nó đã bị tiêu phàm chặt chẽ khống chế được trải qua vài lần đọ sức rốt cục nó đã trở nên vô cùng hiền lành hai mắt tiêu phàm chặt chẽ nhìn thẳng vào hóa kiếp xá lợi hai tay căng lên bắn ra hạo nhiên chính khí hùng hồn bao bọc lấy viên xá lợi tử màu vàng bắt đầu luyện hóa mấy tiếng đồng hồ sau hào quang của xá lợi tử dần dần trở nên ảm đạm tầng ánh sáng lập lòe kia bị áp chế ở mặt ngoài của xá lợi tử có vẻ ngoan hiền hơn so với lúc trước dường như đã mất đi linh tính tay trái tiêu phàm nắn bí quyết tiếp tục khống chế được pháp lực, hình thành tường ngăn cách, chặt chẽ trói buộc xá lợi tử đã bị luyện hóa. Tay phải nhẹ nhàng bắn ra một phi đao lá liễu màu bạc, đi tới bên cạnh viên hóa kiếp xá lợi, đầu đao hướng xuống, yên lặng bất động. Một vết máu tươi chậm rãi hiện lên ở trên phi đao, dần dần hình thành một giọt huyết châu nho nhỏ ở chỗ đầu đao. Huyết châu này là lấy được từ trên người Ezelina đấy. Hừ. Tiêu Phàm gào to một tiếng giọt huyết châu ở trên đầu đao của phi đao lá liếu kia không chịu được rung động, chợt nhỏ xuống. Pháp lực xuyên thấu nhanh chóng hóa thành tường ngăn cách ngũ sắc, khiến giọt huyết châu rơi vào phía trên viên hóa kiếp xá lợi. Xoẹt, một tiếng vang lớn. Giống như giọt nước chợt nhỏ xuống vào bên trong chảo dầu đang sôi, huyết châu hóa thành vô số hạt huyết điểm nhỏ hơn, vùng khắp bốn phía. Tiêu phàm không khỏi hơi sững sờ. Phật cốt xá lợi không ngờ lại kháng cự máu tươi của Erzelina không muốn dung hòa với huyết châu. Kỳ thật, hắn đã luyện hóa hóa kiếp xá lợi đến bước cuối cùng, chỉ cần xá lợi và máu tươi của Erzelina dung hòa, việc luyện hóa được xem là thành công. Hóa kiếp xá lợi khi dung hòa hơi thở của Erzelina, thời điểm quan trọng nó tự nhiên sẽ hóa kiếp cho Erzelina. Chỉ có điều Tiêu Phàm lại chưa từng nghĩ, đến thời điểm cuối cùng, Phật cốt xá lợi không ngờ lại cự tuyệt. Không đợi Tiêu Phàm phục hồi lại tinh thần, hóa kiếp xá lợi chợt phóng ra một luồng ánh sáng lớn, một bóng người màu vàng hư ảo hiện ra trên không trung. Bóng người này chỉ cao có vài tấc, ngũ quan hiện ra rất rõ ràng. Chính là một vị tăng nhân mặc tăng bào. Y A A A A gạch nối dài gạch nối dài. Chuyện của tôi CS. Ấm nét đang nhìn chăm chú vào tình hình giữa sân, bỗng thấy sự biến hóa thần kỳ như vậy, không kìm nổi kinh ngạc, giơ tay che cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình lại và hét lên một tiếng. Hừ, tiêu phàm hét lớn một tiếng, tay phải mạnh mẽ xuất kích, bắn vào bóng người cao mấy tấc kia, đồng thời cũng bắn về phía Ezelina. Hắn muốn dung hòa bóng người màu vàng kia và Ezelina lại cùng với nhau. Nguyên khí thiên địa trong phòng nghỉ vốn đang được bình ổn vài phần, chợt quay cuồng như nước sôi, cuồng bạo mà hỗn loạn, bộc phát ra hơi thở kinh người. Một kích này của Tiêu Phàm, dường như đã kích phát toàn bộ pháp lực của hắn, uy lực mạnh mẽ không gì sánh kịp. Cái vượt ra ngoài dự đoán của mọi người chính là bóng người màu vàng kia dường như không thèm để ý đến những việc xảy ra xung quanh. Nó ngưng tụ trên không trung, di chuyển nhẹ nhàng về phía trước. Không tốn chút sức lực nào đã đột phá được bức tường ngăn cách bằng ngũ sắc của tiêu phàm, nháy mắt đã đi tới trước mặt tiêu phàm, chợt bổ nhào về phía trước, lập tức chui vào bên trong thiên đình của tiêu phàm, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Tiêu phàm cả người kích động, cảm giác được một sự ấm áp vô cùng thoải mái, nháy mắt liền giang rộng tứ chi của mình, hơi ấm lan tỏa khiến hắn vô cùng suy gờ sứ su g vừa rồi khi luyện hóa xá lợi từ hắn đã hao phí không ít pháp lực bây giờ đã được bù đắp đầy đủ cả người thần thái sáng lạng tinh thần tỏa sáng bên trong tường ngăn cách ngũ sắc do pháp lực tạo thành trở nên rỗng tuếch không còn gì cả viên phật cốt xá lợi vốn nên ở vị trí kia sớm chẳng biết đã biến đâu mất không thấy bóng dáng nữa tiêu phàm chố mắt một chút không khỏi cười khổ tâm huyết của hắn là muốn thay đổi kiếp nạn cho Azelina, hóa giải, điểm xấu, ẩn núp trong cơ thể kia cho cô, không ngờ kết quả là vị cao tăng thượng cổ này lại, cố chấp, như vậy, cứ muốn nhập vào hắn. Coi như là cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Tiêu phàm, Azelina út cuộc không kìm nổi ngạc nhiên, chạy tới kéo tay tiêu phàm, cười hì hì, vẻ mặt đầy hưng phấn. Màn, ảo thuật, vừa rồi tuy rằng diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng quả thật rất đẹp mắt cái bóng người kia đâu rồi nó đã đi đâu vậy tôi nhìn thấy nó hình như đã tiến vào trong cơ thể của anh có sao không vậy cho dù ơzelina ất quan tâm đến sự an nguy của tiêu phàm nhưng lúc này đây cô cũng không quá lo lắng bóng người màu vàng sau khi tiến vào trong cơ thể của tiêu phàm khiến tiêu phàm có chút thay đổi vẻ mặt hưng phấn tuyệt đối không phải là chuyện xấu đừng lo cho tôi đáng tiếc là tiêu phàm rỗi nhẹ tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Ozelina, thở dài lắc đầu. Kế hoạch vốn đang diễn biến tốt đẹp, bỗng nhiên bị thay đổi hoàn toàn, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Phàm cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu vị cao tăng thượng cổ này đã cố chấp như thế, xem ra chỉ có thể tìm biện pháp khác để hóa giải cho Ozelina. Chỉ là vật thần kỳ như vậy, thật đúng là có thể gặp được mà không thể cầu được, phải xem vận khí. Anh không lo lắng là tốt rồi, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi thấy rất thú vị đấy. Ozelina giống như đứa bé, cười hét vui vẻ, không mang nét kiêu ngạo và ung dung của công chúa điện hạ. Tiêu Phàm cười cười, lập tức nói: "Ozelina, cô qua bên kia ngồi đi, anh còn muốn làm một chuyện." "A hát, nhu thuận đồng ý, lập tức liền gật đầu, trở lại chỗ sinh môn trong pháp trận. Chớp chớp con mắt màu lam, cười hì hì, không biết Tiêu Phàm lại muốn tạo ra ma pháp gì tiêu phàm lại khoanh chân ngồi xuống tay phải vừa nhấc càn khôn đỉnh màu đỏ chậm rãi bay ra chậm rãi xoay tròn ở trước ngực hắn tiêu phàm bắt đầu nắn bí quyết những hình vẽ hỗn độn trên càn khôn đỉnh dần dần chợt lóe sáng lên tựa như vật còn sống nhanh chóng di chuyển vòng quanh tiểu đỉnh ơzelina chống cằm nhìn rất chăm chú tay tiêu phàm vừa nhấc lên lại một miếng phi đao lá liễu hiện ra bay đến phía trên càn khôn đỉnh lại ngưng kết ra một hạt huyết trâu nho nhỏ bị pháp lực của tiêu phàm thúc dục chậm rãi nhỏ vào trong tiểu đình. Nguyên khí thiên địa trong phòng lại sôi trào, khiến Azelina không kìm nổi hoảng sợ mồi thẳng người lên, kinh ngạc nhìn bốn phía. Tuy rằng nhìn không ra, nhưng Azelina lại có thể cảm nhận được. Lúc này đây, nguyên khí thiên địa đang dâng cuồn cuộn, thậm chí còn mạnh mẽ cường bạo hơn nhiều so với lúc luyện hóa Phật cốt xá lợi. So với Azelina, tiêu phàm càng kinh ngạc, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, Hắn đang thi triển huyết tương chi thuật của vô cực môn để chuẩn đoán tướng mệnh cho Erlina. Huyết tương chi thuật là tương pháp cao nhất của vô cực môn. Dựa vào tu vi hiện giờ của Tiêu Phàm, chỉ là suy diễn huyết tương cho một người, hơn nữa Erlina và hắn không có quan hệ thân cận đặc biệt, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay của hắn, không cần nói đến vừa rồi bóng người màu vàng trong hóa kiếp xá lợi đã hợp thể cùng hắn khiến pháp lực của hắn trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù pháp lực bị tiêu hao nghiêm trọng, tiêu phàm cũng không cảm thấy suy diễn huyết tương một người sẽ xuất hiện lực đối kháng. Ai ngờ máu tươi của Azelina vừa mới nhập vào trong đỉnh, liền dẫn phát một luồng nguyên khí thiên địa cực kỳ lớn, dường như trời xanh đang tức giận bởi hành động này của tiêu phàm. Tiêu phàm, hừ, lạnh một tiếng, chống đường trang trắng nõn lay động lên. Hạo nhiên chính khí trào ra bốn phương tám hướng, Lập tức đúc thành một vòng tròn phòng ngự, đem lực thiên cơ chắn ở bên ngoài. Theo sự biến chuyển tu vi của Tiêu Phàm, bình thường thiên cơ muốn cắn trả làm bị thương hắn càng ngày càng không dễ. Tiêu Phàm không để ý tới nguyên khí thiên địa đang gào thét ở bên ngoài vòng tròn phòng ngự, hắn ngưng thần tĩnh khí, thả thần niệm lực dần dần tiến vào Càn Khôn đỉnh. Mặc dù hắn đã biết, Càn Khôn đỉnh là bảo vật không gian, sẽ không gây trở ngại cho hắn giống như như trước nữa tiếp tục sử dụng Càn Khôn đỉnh để suy diễn huyết tương. Bảo vật thần kỳ như vậy, không phải với tu vi hiện tại của hắn là có thể hiểu được rõ ràng. Không thể biết được nguyên do như thế nào, vậy trước tiên hãy xem nó là điều đương nhiên. Thần niệm của Tiêu Phàm vừa mới thăm dò vào, Càn Khôn đỉnh, một cỗ huyết lãng tràn ra ngập trời, mãnh liệt hướng về phía hắn. Cỗ huyết lãng này thật lớn, tựa như sóng thần, Tiêu Phàm cảm giác giờ phút này hắn đang đứng phía trước một biển máu mênh mông vô bờ huyết lãng ngập trời. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đến cực điểm, huống chi nó đã hoàn toàn bao vây hắn vào trong đó, gần như như là vật hữu hình, nồng đậm khó tách. Tiêu phàm vốn có kiến thức rộng rãi và tâm trí chi kiên, nhưng cũng thiếu chút là nôn mửa tại chỗ. Ngay sau đó, mùi máu tanh trớt mất đi, huyết lãng ngập trời cũng chậm rãi lùi về phía sau, biển máu rộng có vẻ đã bình tĩnh trở lại. Một đóa huyết hoa nho nhỏ té lên, chậm rãi từ trong biển máu hiện ra một dáng người vô cùng xinh đẹp, thanh khiết hoàn mỹ, chính là Ozelina. Ozelina liếc mắt một cái liền trông thấy tiêu phàm ở bên bờ biển, lập tức nở nụ cười vui sướng, giang rộng hai tay chạy về phía tiêu phàm. Huyết hoa dưới chân tung bay, nhưng lại không dính vào da thịt trơn bóng của cô. Ozelina tuyệt mỹ đến độ không gì sánh được. Biết rõ đó chỉ là ảo giác, nhưng tiêu phàm vẫn không kìm lòng nổi, giang hai tay muốn ôm thể mềm mại tuyệt mỹ này. Vào lúc này, biển máu lại một lần nữa gầm hét, sóng lớn ngập trời dựng lên. Một bóng người đàn ông hiện ra ở trên những con sóng lớn, hung tận nhìn thẳng Azelina, miệng há to như chậu máu, răng nanh trắng tinh. Khi tiêu phàm sắp ôm được Azelina, bỗng nhiên gã một ngụm nuốt mất Azelina. Không, tiêu phàm quát to một tiếng, biển máu trước mắt trở biến mất, thần niệm lực đã lui ra khỏi càn khôn đỉnh. Giờ khắc này, cơ thể tiêu phàm đang chảy mồ hôi lạnh, trong nháy mắt quần áo đã ướt đẫm. Tiêu phàm, Tiêu Phàm, anh làm sao vậy?" Ursuline nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới, liên tục hỏi. Tiêu Phàm mạnh mẽ giang hai tay gắt gao ôm lấy thân hình mềm mại của cô, dường như hắn sợ nếu mình buông tay, cảnh tượng kia lập tức trở thành hiện thực, Ursuline sẽ biến mất trước mắt hắn. Ezelina ó rằng cảm nhận được cảm giác của Tiêu Phàm đối với cô, cho dù cô không biết vừa rồi Tiêu Phàm đã trải qua chuyện gì, nhưng hiện tại cô lại muốn tận lực hưởng thụ loại cảm giác này. Đối với Azelina mà nói, trên thế giới này sẽ không có bất kỳ một loại cảm giác nào tuyệt vời hơn so với loại cảm giác này, nó làm cho người ta mê say. Azelina, đừng sợ, tôi sẽ không để cho gã làm thương cô. Tiêu phàm hạ giọng nói một câu, giọng điệu rất kiên định. Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tiêu phàm, tôi thấy rất vui. Azelina liên tục gật đầu, càng ôm chặt tiêu phàm hơn. Về phần cái, gã, mà tiêu phàm vừa nhắc tới kia rốt cuộc là ai, Angelina cũng không thèm để ý. Cô chỉ để ý đến tiêu phàm, chương 649, chủ nhân gia tộc Mevan. Một lâu đài cổ lẳng lặng đứng sừng sững ở trên vách núi, còn vách núi bên kia là một vực sâu không đo được độ sâu, cả ngày bị mây mù che phù, thần bí khó lường. Dù là ai đứng dưới chân núi nhìn lên tòa lâu đài cổ này, đều nảy sinh tâm tình là không nhìn thấy gì cả. Lâu đài cổ cách thành phố Nắc ba mươi mấy cây em là tòa lâu đầy thời trung cổ được Đông Âu duy trì hò ân chỉnh nhất. Từ trước đến nay, tòa lâu đài cổ này thuộc quyền sở hữu của gia tộc Vân. Chủ nhân của tòa lâu đài này là đại biểu cho cả giới quyền thế của cả nước. Chủ nhân tòa lâu đài này là vương phi Vân, hay nói cách khác đó là vương phu nhân của Vân. cũng chính là mẹ ruột của Erzelina. Tòa lâu đài uy nghiêm trầm tĩnh xưa kia, ngày hôm nay lại cực kỳ bận rộn. Bởi vì hôm nay có một vị khách rất tôn quý đến đây. Để chào đón vị khách này, người hầu của tòa lâu đài cổ đã dùng 3 ngày 3 đêm để chuẩn bị. Đây vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là vị khách này rất kiêu ngạo. Bởi vì thời gian tiếp đón đã sửa cả thảy là 3 lần. Công chúa Azelina luôn ở bên cạnh vị khách tôn quý này, cũng chưa xác định thời gian chính xác vị khách này sẽ đến tòa lâu đài cổ. Quản gia tòa lâu đài cổ là ông Suskeswan, có huyết thống quý tộc mỗi ngày không thể không làm tốt việc chuẩn bị. Sau đó, công chúa điện hạ gọi điện thoại đến nói, hôm nay, hôm nay tiêu tiên sinh không có thời gian, không đến được, để ngày mai đi. Ông Sosketsowan không biết vị tiêu tiên sinh kia rốt cuộc quan trọng đến mức nào, chỉ biết hắn đến từ phương đông, là người mà công chúa điện hạ thích nhất. Như thế là đủ rồi. Có lẽ sau khi thừa truyền hàng ngàn năm nay, gia tộc Mevan sẽ tiếp đón một vị chủ nhân da vàng đến từ nước phương đông từ nay về sau gia tộc mevyn với huyết thống thuần khiết nhất sẽ bị thay đổi thân vương mevyn đời sau có thể sẽ là một vị con lai phương đông nghĩ đến đây Sosket soan đã cảm thấy rất chi hoang đường điều này sao có thể chứ huyết thống gia tộc menven là quan trọng nhất Sosket soan cho rằng vương phi tuyệt đối sẽ không cho công chúa làm càn như vậy đây là vấn đề nguyên tắc đúng hay sai người trẻ tuổi bây giờ tư tưởng rất thoáng thiết kết bạn bè thì cũng chẳng có vấn đề gì cả nhưng kết bạn và kết hôn là hai chuyện hò ẩn tò ẩn khác nhau. Huyết thống gia tộc Mevan không thể bị một người phương đông phá hư được. Trừ phi công chúa Điện Hạ từ bỏ quyền thừa kế gia tộc Mevan. Nhưng điều này càng không có khả năng. Công chúa Điện Hạ Azelina là con gái duy nhất của Vương Phi, cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia tộc Mevan. Vương Phi tuyệt đối sẽ không giao lại gia tộc cho ai khác ngò ai con gái mình. Vì thế con đường duy nhất chính là ngăn cản công chúa Điện Hạ qua lại vì tiêu tiên sinh đến từ phương đông kia, cho dù Susket Soan biết người đàn ông được công chúa Điện Hạ yêu ái nhất định phải là người rất ưu tú. Nhưng đây không phải lý do để làm bẩn huyết thống gia tộc Mevan được. Nhưng phản ứng của Vương Phi lại nằm ngoài dự đó ẩn của Susket Soan. Không những Vương Phi không phản đối cách làm của công chúa, mà còn yêu cầu Susket Soan phải chuẩn bị thật chu đáo, nhất định không được bỏ lỡ vị con rể đến từ phương đông này. Suskeswan vừa lắc đầu, vừa than thở, vừa chuẩn bị yến tiệc theo cách thức cao nhất. Lúc này, tòa lâu đài cổ uy nghiêm và yên lặng đã được thắp sáng bởi những ngọn đèn dịu dàng. Trong phòng khách lớn đang tổ chức tiệc tối, yến tiệc đã được chuẩn bị suốt 3 ngày lại chỉ có 3 người tham dự. Vương Phi Maven, công chúa Điện Hạ và Tiêu Phàm. Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Phàm đến tòa lâu đài cổ thời trung cổ ở châu Âu. Cách đây mấy năm trước, sau khi hắn thành tài đã đi du lịch khắp nơi, nhưng tổ chức yến tiệc ở đại sảnh tòa lâu đài cổ thì đây là lần đầu tiên. Bàn ăn dài làm bằng gỗ hồ đào xưa rất dài, đủ để chứa 40 người ngồi ăn cơm, trên mái vòm cao lớn treo đèn treo lớn, ánh nến dịu dàng. Trên dụng cụ để đựng đồ ăn có gắn những viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng bạc có vẻ cực kỳ tinh xảo. Mỗi một món ăn đều được chế biến rất tỉ mỉ, những người mặc trang phục người giúp việc mang những đĩa thức ăn tinh mỹ đến trước mặt khách với thái độ phục vụ nho nhã. Suskesuan cung kính đứng phía sau vương phi, hứng thú quan sát vị khách đến từ phương Đông xa xôi này, dường như ông ta đang đợi Tiêu Phàm vì không biết lễ nghi dùng cơm của phương Tây mà tự phạm sai lầm. Tuy nhiên, ông Suskesuan phải thất vọng rồi, từ đầu đến cuối Tiêu Phàm biểu hiện rất bình tĩnh, yên tĩnh thưởng thức những món ăn mà đầu bếp tỉ mỉ chế biến ra, không chút nào thất lễ cả. Khác với Suskesuan, lực chú ý của Tiêu Phàm đều đặt ở vương phi Me cách đó không xa. Vương phi Meven rất xinh đẹp, mang theo sức hấp dẫn của người phụ nữ thành thục, phong thái duyên dáng sang trọng. Hơn nữa dung nhan xinh đẹp tinh xảo càng khiến cho vương phi càng nổi bật, huynh quốc huynh thành. Cũng phải là người phụ nữ như vậy mới có thể sinh được cô con gái xuất sắc như Erzelina. Dường như không cần bất kỳ dấu hiệu nào cả, chỉ cần hai người đứng bên cạnh nhau thì ai cũng có thể nhìn ra được hai người là hai mẹ con. Nhưng điều khiến tiêu phàm chú ý không phải là vẻ bề ngò ai của Vương Phi Me cũng không phải những hành động tao nhã của bà, mà là bởi vì trên người cô che giấu linh khí dao động. Vương Phi Me là một cao thủ rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Tiêu phàm chắc chắn mình không nhìn lầm, thần niệm cảm ứng cũng không thể có vấn đề được. Hơn nữa Vương Phi Me không phải là cao thủ võ công thế tục mà bà ấy là một vị tu chân chỉ có điều linh lực dao động trên người Vương Phi không giống với người tu đạo ở phương Đông. Có lẽ Vương Phi Me chính là người thừa kế Tây Phương giáo sĩ mà Thanh Dương Tổ Sư từng nói. Trong không gian tu di, càn khôn đỉnh, Tổ Sư Thanh Dương đã từng nói với Tiêu Phàm người tu đạo ở phương Đông và giáo sĩ phương Tây không giống nhau. Về phần cụ thể là không giống nhau ở điểm nào thì Tổ Sư Thanh Dương chưa nói, lúc ấy Tiêu Phàm cũng không hỏi nữa. Thực sự thì lúc đó có rất nhiều việc quan trọng hơn hỏi việc này rất nhiều, tạm thời không đến phiên suy nghĩ những vấn đề như vậy. Vương Phi nhìn ánh mắt của tiêu phàm, cũng rất hứng thú, khóe miệng mỉm cười, dường như có chút hài lòng. Thấy vẻ mặt đó của mẹ, Angelina hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng. Ban đầu cô lắng nhất chính là việc mẹ cô sẽ phản đối cô và tiêu phàm, đây là điều mà Angelina không thể tiếp nhận. Nếu mẹ cô thực sự phản đối, Angelina sẽ không chút do dự mà từ bỏ quyền thừa kế gia tộc Mevan, một mình trở về Hoa Hạ Quốc, sống dựa vào tiêu phàm. Đối với Azelina, thì tiêu phàm là cả thế giới của cô, quyền thừa kế của gia tộc Mevan cũng không thể thay thế được. Mà hiện tại, cửa ải một quan trọng nhất đã qua được mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Xem ra sự ưu tú của tiêu phàm có thể chinh phục được bất kỳ người nào, đến điều quan trọng nhất là huyết thống cũng không trở thành chướng ngại. Cả buổi tiệc, người vui vẻ nhất chính là Azelina thời gian diễn ra bữa tiệc tối cũng không quá dài trong bữa tiệc mọi người tuân thủ nghiêm ngặt yến hội lễ nghi cũng không mở miệng nói chuyện với nhau mà chỉ im lặng dùng cơm sau khi ăn xong món điểm tâm thì vương phi mevân liền đứng dậy tiêu phàm và ơzelina vội vàng đứng dậy theo chăm chú nhìn vương phi vương phi mỉm cười nói tiêu tiên sinh chào mừng cậu đến thăm lâu đài cổ của chúng tôi tôi rất hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành chủ nhân của lâu đài này Đương nhiên, chỉ cần cậu đồng ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành chủ nhân lâu đài này. Tôi và gia tộc của tôi đều rất hoan nghênh Tiêu tiên sinh trở thành một thành viên của gia tộc chúng tôi. Khuôn mặt Azelina đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp tuyệt mỹ tràn ngập các màu sắc, hưng phấn không thôi. Cô không nghĩ tới mẹ cô sẽ hứa hôn với Tiêu Phàm ngay trước mặt cô. Vương phi đã nói rõ với Tiêu Phàm, chỉ cần hắn đồng ý thì hắn sẽ trở thành người nắm giữ tương lai của gia tộc Mevan tiêu phàm hơi hạ thấp người, mỉm cười đáp. Thưa phu nhân tôn kính, Arzalina công chúa Điện Hạ là bạn của tôi, cô ấy là một cô gái tốt. Vương Phi Mevân nhẹ nhàng cười, gật gật đầu. Ursulina không kìm lòng nổi cầm tay tiêu phàm, thậm chí trong lòng bàn tay mềm mại còn dịn ra một chút mồ hôi. Rời khỏi phòng khác, trở lại gian phòng của mình, Vương Phi chậm rãi ngồi xuống, bưng ly trà thơm ngát lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi mắt xanh thẳm nhìn ra ngò ai ban công và bầu trời tối đen hai hàng lông mày tinh xảo hơi nhướn lên trên ban công lâu đài cổ dường như có một bóng người đứng thẳng trong phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi phu nhân bà thực sự đã quyết định rồi sao cũng không biết qua bao lâu phía bên kia ban công vang lên giọng đàn ông vô cùng tao nhã tràn đầy sức hấp dẫn cùng với âm thanh này một người đàn ông chậm rãi đi từ ban công vào phòng dáng người cao to phong độ nhẹ nhàng Bá tước Mikhail, vị này đứng trên ban công phòng vương phi meven diện mạo anh Tuấn, cử chỉ tao nhã, chính là Mikhail tiên sinh được cơ khinh xa rất tôn sùng. Có thể thấy là ông ta và vương phi meven quen biết nhau, dường như giữa họ không có chút nào kiêng rè. Ánh mắt câu hồn đoạt phách của vương phi meven nhẹ nhàng đảo qua trên mặt Mikhail, than nhẹ một tiếng nói. Sao thế, lẽ nào hắn không phải là thân sĩ phương đông mà ông thích nhất hay sao? ông lại đích thân giới thiệu cho tôi. Mikhail cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Dù nói thế nào thì nếu chúng ta làm như thế là làm trái với bình thường. Dù tiêu phàm tiên sinh có ưu tú hơn nữa, thì rốt cuộc vẫn là một người phương đông, và hắn không có gen như chúng ta. Tôi thực sự không dám khẳng định con cháu của hắn và Azelina có thể xuất sắc hơn chúng ta của hiện tại hay không. Hai hàng lông mày của Vương Phi nhẹ nhàng trao lại, nói. Bá tước tiên sinh, ngài vẫn là bá tước Mikhail mà tôi từng quen biết sao. Là một trong những người kiệt xuất của gia tộc chúng ta, nhưng từ khi nào ngài lại trở lên do dự như vậy? Mikhail, ngài nên biết thế cục hiện tại hiểm ác thế nào, chúng ta thực sự không thể trần trừ do dự được. Nếu không thì chẳng những gia tộc của chúng ta, toàn bộ hoa hạ, thậm chí là cả thế giới sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mikhail cười khổ một tiếng, nói. Tôi thực sự không nghĩ tới có một ngày tôi sẽ trở thành chúa cứu thế, phải cứu vớt cả thế giới. Hơi có chút tự diếu. Bất kể thế nào thì hiện tại tiêu phàm là đối tượng đáng giá nhất mà chúng ta thu thập. Ít nhất tôi có thể xác định hắn đối với Azelina là thực sự trân trọng và chân tâm thật ý. Hắn từng có cơ hội ức hát yêu ta ép Erzalina, nhưng hắn không làm, biểu hiện của hắn từ đầu đến cuối đều rất tốt. Một người như vậy, đáng để chúng ta đặt cược tiền lên người hắn. Dường như Vương Phi không đa sầu đa cảm như Mikhail, mà ngược lại rất bình tĩnh, ngữ khí vô cùng kiên định. Cho dù chúng ta không muốn đặt tiền lên người hắn, thì sợ rằng không có thời gian để thay đổi chủ ý nữa rồi. Mikhail thở dài, đồng ý nói. Chương 650, Tẩm điện thân vương. Sasukewan tự mình dẫn đường cho Tiêu Phàm và Ozelina, chậm rãi đi qua con đường giống như mê cung trong lâu đài, hướng về phía trước. Diện tích lâu đài cổ của gia tộc Meven rất rộng lớn, chẳng những diện tích rộng mà hơn nữa còn cao 9 tầng. Hiện tại Saskatchewan đang dẫn tiêu phàm và Azelina lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất lâu đài cổ có một hoa viên, trong hoa viên có xây dựng một cung điện nhỏ. Đây là chỗ cao nhất lâu đài và cũng là nơi thần thánh nhất, được những người sống trong lâu đài cổ gọi là hạt minh châu trên vương miện. Đối với gia tộc Mevan thì hoa viên và viên minh châu trong cung điện này có ý nghĩa rất đặc thù, đó chính là nơi ở của nhiều thế hệ thân vương gia tộc Mevan. Chỉ có thân vương lên ngôi mới có tư cách biến cung điện này làm nơi ở, thậm chí vương phi Meven cũng không có tư cách đó. Mặc dù hiện tại mẹ của Erlina thực sự là chúa tể của gia tộc, nhưng thân lại là phụ nữ nên bà ấy không thể ngồi lên vị trí thân vương của Meven được. Gia tộc Meven không thừa nhận thân vương là phụ nữ. Một hàng ba người lên tới tầng thứ 8, Suskeswan tiếp tục dẫn hai người đi lên. Erlina không khỏi kinh nghi bất định không phải cô chưa từng lên tầm cung thân vương và hoa viên ở tầng 9 chơi. Nhưng ngẫu nhiên du ngoạn và khiến nó trở thành nơi ở của mình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng tầm cung này từ trước đến nay chưa từng mời người ngoài ghé thăm. Đi đến trước cánh cửa lớn làm từ gỗ cao su, Saskatchewan lấy ra chiếc chìa khóa cổ thật dài bên hông. Ozelina út cuộc không nhịn được hỏi. Đại quản gia, đây là ý gì? Saskatchewan khẽ khom người, kính cẩn nói công chúa Điện Hạ thân yêu, phu nhân đã phân phó cho tôi, mời tiêu tiên sinh và công chúa Điện Hạ ngủ lại tầm cung thân vương. Ursulina chấn động, không kìm lòng nổi mở to đôi mắt xinh đẹp, có chuyện gì vậy? Là chính miệng mẹ ta chỉ bảo sao? Đúng thế, công chúa Điện Hạ thân yêu, đây là so phu nhân đích thân sai bảo. Lúc nãy tiêu tiên sinh đã nhận lời mời của phu nhân, gia tộc Mevan sẽ tiếp đón vị chủ nhân đến từ phương Đông. Chúc mừng cô, công chúa Điện Hạ thân yêu. Sơ lại không người, yêu nhã nói. Ozelina không khỏi ngây dại. Tuy rằng cô sớm đã lĩnh giáo được phong cách làm việc gọn gàng của mẹ, nhưng chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể giải quyết, đơn giản thô bạo, áp đặt nhanh gọn như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ozelina. Là Vương Phi lo lắng không gả được con gái, nên phải khiến tiêu phàm, đẩy mạnh tiêu thụ, sao? Cứ như vậy sắp xếp cho bọn họ, động phòng mãi mãi ở bên tiêu phàm là giấc mơ cuối cùng của ơzelina chỉ có điều vương phi khẩn cấp như vậy khiến ơzelina có chút kỳ quái việc này không giống với tác phong của vương phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tuy nhiên thái độ của tiêu phàm đã khiến ơzelina ném những nghi ngờ này ra phía sau tiêu phàm cầm bàn tay nhỏ bé của cô ơzelina nháy mắt đã say rồi cửa gỗ cao su từ từ mở ra ánh sáng rực rỡ vô cùng sáng cho chiếu sáng hành lang mở tối. Wow! Nắm tay tiêu phàm đi lên tầng 9, Azelina lập tức bị kinh sợ rồi. Toàn bộ không gian hoa viên giống như một thế giới đồng thoại vậy, đèn neon ông năm màu rực rỡ, đèn huỳnh quan lóng lánh mê ly. Từ xa nhìn lại, điểm cao nhất lâu đài cổ quả thực giống như viên minh châu trên vương miện, đẹp giống như ảo mộng vậy. Đẹp quá! Azelina nhảy nhảy dựng lên, khanh khách mà cười không ngừng. Kể từ khi nhận tổ quy tông cô đã đến hoa viên này vài lần, nhưng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẹp như vậy, đẹp hơn rất nhiều so với những cảnh tượng lãng mạn mà Ozelina từng tưởng tượng ra. Xem ra để trang trí được không gian hoa viên được như thế này, thì chắc chắn là Suskesuan đã phải hao phí rất nhiều thời gian và sức lực. Cung điện cách đó không xa cũng đủ màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Thậm chí trên cửa lớn chính điện cũng không ngừng lóe ra dòng chữ Hán bằng ông phủ thân vương Maven nhìn thấy những chữ hán này ngay cả tiêu phàm cũng mỉm cười mỉm cười với sosketsowan đứng bên cạnh nói đại quản gia ông vất vả rồi sosketsowan thuộc sủng nhược kinh không ngừng liên tục cúi đầu nói cảm ơn tiêu tiên sinh khen ngợi đây là việc của chúng tôi tiêu tiên sinh nếu không còn gì dặn dò nữa thì tôi xin cáo lui trước mời tiêu tiên sinh và công chúa điện hạ hãy thưởng thức buổi tối tốt đẹp này sẽ không có ai đến quấy giày hai vị nghỉ ngơi đâu nói xong lại dùng một tay xoa ngực, cúi thật sâu, chậm rãi lui xuống, xoay người rời đi, khép cửa lớn bằng gỗ cao su lại. Cả hoa viên chỉ còn lại tiêu tiên sinh và công chúa điện hạ. Tiêu phàm, đến bắt em đi. Thân hình mềm mại của Azelina giống như nai con vậy, không ngừng chạy đi chạy lại dưới ánh đèn nê ông nhiều màu trong hoa viên, tiếng cười duyên dễ nghe như tiếng chuông bạc trong trẻo vậy nhìn bóng dáng nhẹ nhàng dưới ánh đèn neon của Azelina khiến một chút vẻ sầu lo trong mắt tiêu phàm lập tức biến thành sự chiều mến, lập tức đuổi theo Azelina trong biển hoa. Giờ phút này tiêu chân nhân không dùng bất kỳ pháp lực nào cả mà chỉ giống như một chàng trai bảnh bao bình thường, ẩm ý đuổi theo bạn gái trong biển hoa. Toàn bộ không gian hoa viên tràn ngập tiếng cười vui của họ. Sau khi Azelina trốn sau gốc cây vạn tuế, liền thò cái đầu nhỏ ra hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc rõ ràng khi nãy tiêu phàm ở ngay trước mắt, nhưng tại sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn từ phía sau dơ lên, khi Azelina hoàn toàn không có chút phòng bị nào, thì thân hình mềm mại của cô đã bị bàn tay đó giữ chặt. Ya, yeah, a, a, Azelina không kìm nổi hô lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cảm giác tê tê nhanh chóng truyền khắp thân, dưới chân mềm nhún, rồi ngã xuống trên thảm cỏ mềm mại không gian hoa viên trên tầng cao nhất của lâu đài cổ không phải dùng một ít bồn hoa thực vật xây lên, mà giống như trên mặt đất, được phủ lên một lớp đất phỉ nhiêu và trồng các loại thực vật lên đó. Toàn bộ tầng 9, ngoài tòa tầm cung ra thì tất cả những chỗ khác đều là thế giới đầy màu xanh. Cơ thể của tiêu phàm gắt gao đè lên, hai người mặt đối mặt với nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Azelina, mái tóc vàng, đôi mắt xanh lam, gần ngay trong gang tấc. Tiêu phàm, hàng lông mi dài nhẹ nhàng rung động, đôi môi khêu gợi cũng run rẩy, kiều diễm và ướt át. Tiêu phàm không chút do dự, không chút trần chứ, cúi đầu xuống hôn lên cái môi đỏ mỏng đang run rẩy đó. Ai? Một tiếng dê y dì yêu kiều phát ra từ lồng ngực Azelina. Cô chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, khi hạnh phúc đến, thậm chí Azelina còn không dám tin. Nhưng ngay sau đó Azelina đã hồi phục lại tinh thần, có thể cảm nhận được đầu lưỡi người đàn ông đang càn quấy trong miệng mình, cánh tay ngọc mịn của cô không kìm nổi gắt gao ôm của tiêu phàm, không chút nghĩ người tiếp đón, tình cảm mãnh liệt cũng theo đó mà ra. Cơ thể của hai người trẻ tuổi không ngừng rằng co trên thảm cỏ xanh tươi. Một bàn tay ôn nhu không biết từ khi nào đã xuyên qua chiếc váy trắng của Azelina, trực tiếp bao phủ lấy ngọn núi cao ngất, ngón tay mềm nhẹ nhẹ nhàng đảo qua nụ hoa kiểu diễm. Trong nháy mắt cơ thể mềm mại dịu dàng của Azelina trở lên căng thẳng, sâu trong lồng ngực lại phát ra tiếng dê y dị, tiếng dê gì càng ngày càng to. Tiêu phàm bỗng nhiên đứng lên, hai tay ôm cơ thể mềm mại của Azelina, đi nhanh về phía phủ thân vương. Azelina ôm chặt lấy cổ hắn, giấu cái đầu nhỏ đang xấu hổ trong lồng ngực hắn. Phòng ngủ ở tầm cung là một màu đỏ tươi, hơn nữa làm người ta giật mình chính là phòng ngủ này trang trí hoàn toàn dựa theo tân phòng từ xưa của phương Đông. Màu đỏ chót là chủ đạo, khắp nơi đều dán chữ, hỉ, được cắt từ giấy đỏ đây rõ ràng là phòng tân hôn mà Saskatchewan đã chuẩn bị chu đáo. Trang trí như vậy cũng coi như là hao tâm tổn trí rồi. Giờ phút này tiêu phàm đã mất đi sự ung dung nho nhã của ngày xưa, hai gò má ửng hồng, hơi thở gấp gáp, trên cổ hiện lên vân xanh. Hắn ôm Erzelina tiến đến phòng ngủ, cơ thể nhỏ bé của Erzelina liền rơi xuống chiếc giường cung đính màu hồng phấn. Chiếc giường này tuyệt đối là bảo vật cung đình kiểu dáng thuần túy phương Tây thời Trung Cổ. Ozelina duyên dáng gọi to một tiếng, không kìm lòng nổi nằm co lại trên giường cung đình, hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn vào tiêu phàm đã đột một thay đổi này. Dường như vị thân sĩ phương đông này đang có xu thế hóa thân thành, người man dợ. Rốt cục Ozelina cũng bỏ qua sự chống cự của mình. Dưới hai tay của tiêu phàm bày ra cơ thể hoàn mỹ không chút tì vết nào của mình, đẹp không sao tả nối. Tiêu phàm có khoảnh khắc sướng sờ, không ngờ cơ thể tuyệt mỹ này giống hệt với ảo giác mà hắn từng nhìn thấy trong biển máu trong càn khôn đỉnh. Tiêu phàm có thể xác định, ảo giác biển máu trong càn khôn đỉnh tuyệt đối chính là cơ thể mềm mại tuyệt mỹ của Azelina chân thực biến thành huyền ảo. Có lẽ tất cả sự suy diễn của huyết tướng thuật đều sẽ trở thành sự thật. Vậy người đàn ông có bốn cái răng nanh dài há miệng cắn nuốt Azelina là ai? Đương nhiên tiêu phàm cũng chỉ sướng sờ trong nháy mắt, hắn nhanh chóng ném huyết tướng thuật ra phía sau. Hai cơ thể trẻ tuổi dần dần hợp lại làm một, Tiêu Phàm thon dài rắn chắc và Ozelina mềm mại uyển chuyển, hình thành một bức tranh yêu mị trên chiếc giường cung đình màu hồng phấn. Đêm nay, Ozelina đều cho rằng mình đang trong mộng ảo. Ở trong mộng, cô hết lần này đến lần khác bị Tiêu Phàm chinh phục. Dù cô muốn phản kháng dễ dụa, nhưng mỗi lần phản kháng thì sẽ càng bị trấn áp cuồng bạo. Tiêu Phàm giống như một bạo quân vậy, trong lãnh địa của hắn, tuyệt đối không cho đấu tranh tồn tại tất cả thần dân nhất định phải ngoan ngoãn thần phục dưới chân hắn. Ursulina khẽ cắn đôi môi đỏ mọng chịu đựng sự bạo ngược của người đàn ông này. Khác với những cơn, ác mộng, khác, Ursulina hy vọng giấc mộng này sẽ mãi mãi kéo dài, mãi mãi không tỉnh lại. Audio điện tử võ tấn bền chương 651, huyết tộc tuần tra sứ giả thượng Mấy ngày kế tiếp, tiêu phàm cùng Adelina kết bạn xuất hành, dù lãm quốc gia này phong cảnh danh thắng. Quốc gia này có không ít cổ xưa đồ đằng thức kiến trúc. Trong đó một tòa rất nổi danh thần miếu, xâm nhập vách núi bên trong, là cổ đại những người đi trước từng điểm từng điểm tại trên mặt đá móc ra đích. Tiêu Phàm thấy nhiều hứng thú. Tại Adelina mà nói, mấy ngày nay là nàng trong cả đời vui vẻ nhất thời gian, theo mới đến muộn, đều cùng nam nhân mình yêu mến nhất nị, dính cùng một chỗ, mỗi ngày buổi sáng chỉ cần một mở to mắt có thể chứng kiến tiêu phạm anh Tuấn Anh Tuấn khuôn mặt, lập tức nghiêm chỉnh thiên đô hội tinh thần tỉnh lại, tinh lực sự dư thừa. Như vậy du lịch thật là tỷ lệ xuất lĩnh tính đích, không có bất kỳ trước mục tiêu, đi đến cái đó tính toán cái đó, muốn lúc nào rời giường tự lúc nào rời giường, cảnh điểm một thiên xem không hết là hơn xem một thiên, dương dương tự đắc. Adelina càng ngày càng, hơn, lười, rời giường thức dậy càng ngày càng, hơn muộn. Kỳ thật cái này không thể trách Adelina, chỉ có thể trách tiêu phạm vị này nhã nhận phương đông thân sĩ, tại giường che ở giữa biểu hiện, hoàn toàn cùng hắn ngoại tại hình tượng khác lạ, bất cứ lúc nào, vĩnh viễn đều là mạnh mẽ như vậy, bốc đồng người phần, Adelina huyền chuyển hầu hạ, đem hết toàn lực đến phụng dưỡng, cuối cùng nhất luôn nũng nịu xin tha. Hôm qua trời xế chiều bọn hắn đến trong núi thần miếu, nửa ngày thời gian không đủ du lãm, liền tại thần miếu phụ cận trong tử điếm ở đây, chuẩn bị ngày kế tiếp sáng sớm nữa du lãm còn lại khu vực. Lần này du lịch, Adelina cự tuyệt bất luận cái gì đặc thù phục vụ cùng bình thường du khách đồng dạng bốn phía chạy loạn, không có ai biết nàng công chúa điện hạ thân phận chân thật. Vì như thế mới có thể năng lực hưởng thụ chính thức hai người thế giới. Bất quá bọn hắn lần này ở vẫn còn rất cao đương khách sạn, cự tuyệt đặc thù phục vụ không có nghĩa là lấy muốn ngược đãi chính mình. Adelina có rất nhiều tiền, vương phi cho nàng một tấm thẻ, trong thẻ kim tiền là một cái thiên văn sổ tự cũng đủ adelina mua xuống toàn bộ thế giới bất luận cái gì một nhà sang quý nhất khách sạn đối với những chuyện này tiêu phàm không phải rất để ý hắn chỉ là tại trong mấy ngày này toàn tâm toàn ý mà lại để cho adelina cảm nhận được hắn ý nghĩ yêu thương tại đỉnh càn khôn trong nhìn qua biển máu một màn kia tượng một cái ác mộng tựa như thời khắc lượn lờ tại tiêu phàm trong óc hắn không biết một màn này sẽ ở khi nào biến thành sự thật Adelina trên người thiên cơ che đậy chi lực, thật sự quá mạnh mẽ. Cứ việc hắn đã muốn đặt chân thiên nhân cảnh cũng rất khó giòm phá, có thể thông qua huyết tương suy diễn chứng kiến như vậy một cái tình hình đã là phi thường khó lường. Loại này đối với tương lai không thể biết khủng bố, thành trầm thích tại Tiêu Phàm trong lồng ngực phiền muộn, cũng thúc đẩy hắn đối với Adelina gấp bội yêu thương, thời thời khắc khắc đem Adelina mang theo trên người, quyết không lại để cho Adelina rời đi chính mình thần niệm bao trùm phạm vi bên ngoài đã trong khoảng thời gian ngắn vô pháp có thể phá thiên cơ, tiêu phàm liền áp dụng loại này ngốc nhất phương pháp xử lý đến tiến hành đề phòng. Đối với một vị đại thầy tướng mà nói, loại này bất đắc sĩ tư vị tương không đảm đương nổi được. Bất quá đây hết thảy, đều sâu chôn sâu ở tiêu phàm trong nội tâm, tuyệt không biểu lộ ra, miễn cho phá hư Adelina Mỹ hảo tâm tình. Nhưng là, tiêu phàm không phá hư Adelina Mỹ hảo tâm tình, không có nghĩa là lấy người khác cũng sẽ như vậy tự giác trên cái thế giới này, vĩnh viễn đều có người mất hứng. Adelina tắm rửa xong, ăn mặc rộng thùng thình bằng bông áo ngủ. Hai chân một quyền, ngay tại trên ghế salon xem TV, trước mặt bầy biện một đống ăn vặt. Cao hứng bừng bừng mà bắt lại hướng trong cái miệng nhỏ nhắn nhét, tuyệt không bận tâm công chúa điện hạ hình tượng. Tiêu phàm ngồi ở sofa một chỗ khác, chậm rãi lật xem một bản cổ kịch, ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn liếc bên kia Adelina như hoa lúm đồng tiền cùng phấn quang gây nên gây nên thon dài đùi đẹp khóe miệng hiện lên một vòng yêu thương vui vẻ. Adelina hé miệng cười một tiếng, như là hào lơ đáng nhẹ nhàng đem áo ngủ vạt áo vung lên đến một điểm, loáng thoáng thấy được đáng yêu tiểu hùng nê nê. Nàng vẫn luôn là xuyên đeo loại này đồ án tiểu nội trong, trên không trung hoa viên cái kia đêm động phòng hoa trúc, có phần lại để cho tiêu phàm kinh hỉ một chút. Người một cái tiểu yêu tinh lại đang hấp dẫn người liếu tương đương. Tiêu chân nhân thì có điểm chứ không nổi đi, tiện tay đem sách cổ hướng trước mặt trên bàn trà quang ra, mãnh liệt phát qua, đặt ở Adelina trên người. Adelina xác thực sướng được đến tượng cái yêu tinh. Nghiêm khắc mà nói, yêu tinh cũng rất ít có tốt như vậy xem đích. Bất quá ngay sau đó, dị biến nổi lên. Hai đạo huyết hồng cái rùi hình dáng ám khí, từ ngoài cửa sổ kích xạ mà đến. Rõ ràng cửa sổ đóng chặt, cái này hai quả huyết trùy lại như không có gì, nhoáng một cái sẽ mặc qua thủy tinh, bắn vào, chỉ ở thủy tinh phía trên lưu lại hai cái cực kỳ thật nhỏ chỗ trống cả mặt thủy tinh cũng không tứ tán bạo liệt một cổ đặc hơn vô cùng mùi máu tanh mãnh liệt trong phòng tràn ngập ra đến ua -a, -a, a chính thâm tình chân thành cùng tiêu phàm hôn môi adelina không biết chuyện gì xảy ra vội vàng mở mắt huyết quang trói mắt liền vào lúc này một đạo tia ánh sáng trắng phóng lên trời như thiểm điện đón hai quả huyết trùy loại ám khí bắn tới trong phòng độ ấm bỗng nhiên trở nên lạnh giống như trong nháy mắt giảm xuống hai ba mươi độ nhiều, Adelina nhịn không được dùng mình một cái. Chỉ thấy cái kia đạo tia ánh sáng trắng bay vút mà qua, hai quả huyết trùy chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đông lạnh thành băng trùy, tự không chung một rơi mà hạ, nện ở khách sạn trên sàn nhà, bang bang, rung động, nhưng lại không vỡ vụn nổ bung, ngược lại đem khách sạn gian phòng gốm xứ sàn nhà gạch ném ra lược hai, đạo liệt ngân. Vẻ này đặc hơn vô cùng mùi máu tanh, lập tức tiêu tán, tựa hồ cũng ở đây giá lạnh mang tất cả phía dưới, bị đuổi tản ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi liễu tương đương. Tiêu phàm một nhảy dựng lên, trái rũi tay ra, một cái màu ngà sữa quan cháo lăng không di động hiện ra, đảo mắt liền đem Adelina bao phủ tại hạ, phải tay khẽ vẫy, cái kia đạo tia ánh sáng trắng bay trở về trong tay của hắn, nhìn kỹ lại, lại phảng phất là nào đó động vật lợi trảo, dài ước chừng vài tấc hiện lên hắc bạch hai màu. Đúng vậy tiêu phàm trước đó không lâu dùng ngàn năm tuyết yêu lợi chảo cùng, băng tủy, hỗn hợp luyện thành, băng phách phi đao. Cái này phi đao sau khi luyện thành, có lẽ hay là lần đầu ra tay, dùng cho thực chiến, trước mắt đến xem, hiệu quả rất là không tệ. Cái kia hai thanh huyết sắc cái rùi tuy nhiên tạm thời không biết là loại nào ám khí, lại tà khí bốn phía, cho thấy đắc không phải dễ đối phó. Bị bao phủ tại màu ngà sữa màn hào quang phía dưới Adelina chỉ cảm thấy toàn thân thoáng cái trở nên ấm áp đích, vẻ này thấu xương giá lạnh, hoàn toàn bị giải thoát bên ngoài, nửa điểm cũng ăn mòn không vào đến. Màu ngà sữa màn hào quang trong, từng đợt tươi mát đến cực điểm không khí bắt đầu khởi động, hết sức thoải mái. Adelina làm không rõ tình huống, đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám, mặt mũi tràn đầy đều là lo nghĩ ý, kêu lên tiêu phàm, chuyện gì xảy ra. Adelina, đợi tại màn hào quang ở phía trong chớ lộn xộn, không có việc gì, ta tới xử lý. Lập tức, Adelina tự nghe được tiêu phàm bình tĩnh ôn hòa thanh âm, lập tức liền an quyết tâm đến. Tiêu phàm tay vừa nhấc, vài cái phù lục bay ra, tại không trung hóa số lượng cái màu đỏ tươi hỗn độn đồ án, lập tức dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái càng lớn hồng sắc quang cháo, cuồn cuộn mà hạ, gắn vào trước kia màu ngà sữa màn hào quang phía trên. Adelina, đợi trong phòng, đừng có chạy lung tung, chờ ta trở lại. Tiêu phàm, Adelina cấp cấp kêu một tiếng, bỗng nhiên tự há to miệng, không thể chọn đến chỉ thấy tiêu phàm đi nhanh hướng mặt trời đài chạy tới, bỗng nhiên hóa thân thành một đầu ngân rực lè lè cự ưng, phóng lên trời, thẳng lên mây xanh. Adelina cho là mình nhìn lầm rồi, nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu, lại mở hai mắt ra, trong phòng sớm đã không thấy tiêu phàm bóng dáng. Thực không biết mình vừa mới nhìn đến hết thảy thật sự, hoặc là gần kề chỉ là ảo giác. Khách sạn trên không, tiêu phàm áo trắng bồng bềnh, thủ đoạn lưng đeo ở sau người, lăng không mà đứng, ánh mắt băng hàn, Ồ, một cái kinh ngạc thanh âm, từ tiêu phàm trái phía trước cách đó không xa không trung vang lên. Tại vị trí kia, có một tên hắc y nhân, cùng tiêu phàm đồng dạng, lăng không mà đứng, màu đen áo choàng đón gió bay múa. Người này hắc y nhân ước chừng 40 tuổi khoảng chừng gì đó, mang theo rất rõ ràng đông Âu nam tử đặc thù, nhìn qua tiêu phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không tưởng được, tiêu phàm rõ ràng cũng sẽ cưỡi gió phi hành thuật. Tiêu phàm phải phía trước, đồng dạng có một tên hắc y nam tử, ba 18 tuổi bộ dáng, so sánh với trái phía trước nam tử, thần tình trên mặt càng thêm lãnh đạm vài phần, nhìn về phía tiêu phạm ánh mắt, tràn đầy sát khí cùng địch ý. Đây là tới gần trong núi thần miếu một cái chấn nhỏ, chủ yếu là vì các du khách cung cấp một ít tiện lợi, quy mô rất nhỏ, cơ hồ chính là tại hoang giao giã ngoại một cái dân cư khá nhiều tụ cư điểm. Giờ phút này khách sạn phụ cận quán ba, chính náo nhiệt ồn ào, cãi nhau, đèn neon lập lòe không thôi, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không người chú ý tới, khách sạn trên không xuất hiện như thế một màn quỷ dị. Tiêu tiên sinh, thỉnh không nên hiểu lầm, chúng ta là tới đón tiếp công chúa Điện Hạ Đích. Rất nhanh, trái phía trước tên kia hắc y nam tử, liền đem kinh ngạc của của mình ẩn che giấu đến, khẽ cười nói, thật là tiêu chuẩn Oxford Anh ngữ. Tiêu phàm nhàn nhạt mà nhìn qua hắn, không rên một tiếng. Theo cái này lượng hai trên thân người, hắn cảm nhận được cùng si ân vương phi trên người phát ra đồng dạng linh lực chấn động không hề nghi ngờ bọn họ là đồng loại chỉ có điều hai người này linh lực chấn động so sánh với si ân vương phi còn muốn yếu hơn vài phần tiêu tiên sinh ta gọi sa đát vị này chính là đồng bạn của ta ilix. chúng ta đều là si ân thân vương điện hạ dưới trướng tuần tra sứ giả lần này là phụng mệnh đến đây nghênh đón công chúa điện hạ cùng si ân thân vương điện hạ phụ tử đoàn tụ đích hy vọng tiêu tiên sinh ban thuận tiện. Tuổi lớn hơn hắc y nam tử, nho nhã lễ độ nói, tận lực che giấu chính mình trong miệng bốn quả tuyết trắng răng nhanh Tiêu phàm tự cười, lạnh nhạt nói ra câu chuyện biên đắc không tệ, bất quá xa đát tiên sinh, ta rất muốn nói cho người biết, ta trước đó không lâu mới rời đi duy cầm cổ bảo, simi ân vương phi mới được là simi ân gia tộc hiện giữ gia trường. Ta thật không có nghe nói qua, còn có một vị simi ân thân vương. Sa đát sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, có chút không vui nói, tiêu tiên sinh, người không có nghe nói qua, cũng không có nghĩa là không có. Ngươi là người phương đông, đối với chúng ta Simeon gia tộc, hiểu rõ bao nhiêu. Ta đối với Simeon gia tộc, xác thực hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng Adelina đã từng đã nói với ta, phụ thân của nàng cũng sớm đã không ở cái thế giới này liễu tương đương. Cho nên, các ngươi lần sau cần tìm một người càng thêm hợp lý lấy cớ mới được. Tiêu Phàm nhàn nhạt cười, trong giọng nói mang theo nói không nên lời mỉa mai ý. Sa Đát còn muốn nói nữa, đồng bạn của hắn Ilyx đã sớm không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, nói ra, Sa Đát, cái đó đến phiền toái như vậy. Xử lý người này, mang lên công chúa điện hạ trở về là được. Những ngày người phương Đông, ta một cái đều không quen nhìn. Chương 652, huyết tộc tuần tra sứ Giả Hạ. Veo, mà một tiếng. Iliix bỗng nhiên động hai tay ngay dương, hơn 10 miếng huyết sắc tiểu trùy, không ngớt không dứt gấp tựa như tia chớp hướng tiêu phàm bay vụt mà đến, trong chốc lát huyết tinh xông vào mũi, người trong muốn ói. Tiêu phàm tuy nhiên không biết những này huyết trùy bên trong rốt cuộc ẩn chứa loại nào cổ quái, nhưng tà khí nặng như vậy, khẳng định không thể đơn giản khiến cái này huyết trùy nhiễm đến thân hình, nếu không sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng khó có thể đoán trước. Tiêu phàm bình tĩnh chạm tại trong hư không, dưới chân chưa từng di động nửa bước, tay phải vừa nhấc, lập tức hàn khí cuồn cuộn, nhiệt độ chợt hạ, một mặt dày đặc băng thuẫn lá chắn, tự dựng thẳng trước người mấy mét nơi, đem hơn 10 miếng huyết trùy từng cái ngăn lại. Lúc này đây, tiêu phàm cũng không vội vã vận dụng, băng phách phi đao, gần kề chỉ là kích phát trong đó ẩn chứa một phần nhỏ, băng tủy chi lực, ngừng tụ thành như vậy một mặt băng thuẫn lá chắn, làm thập phần có hạn phòng ngự. Đảo muốn nhìn, những này huyết trùy còn có chút cái dạng gì năng lực. Tiêu phàm nhưng không tin tưởng lắm, những này huyết trùy chỉ là bình thường ám khí mà thôi. Đạc đạc đạc, huyết trùy đụng chạm lấy băng thuẫn lá chắn, phát ra liên tiếp bạo vang lên. Loại này do, băng tủy, chi lực hóa thành huyền băng thuẫn lá chắn, hắn tính chất chi cứng rắn, tuyệt không kém hơn sắt thép, huyết trùy nhưng lại không bị bắn ra, tại đụng với băng thuẫn lá chắn lập tức, bỗng nhiên trở nên mềm đích, giống như hy bùn giống nhau, dính tại băng thuẫn lá chắn phía trên, sau một khắc, liền biến thành một vũng máu chỉ thấy băng thuẫn lá chắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng bị huyết thủy hòa tan, rất nhanh đã bị tan ra xuyên đeo một cái động lớn, đến tiếp sau tính ra miếng huyết trùy, từ nơi này cái tan ra xuyên đeo đại trong động một bắn mà qua, thẳng đến tiêu phàm. Những này huyết trùy phía trên, vậy mà mang theo tà mị chi lực, có thể hòa tan băng thuẫn lá chắn. Khó trách khách sạn gian phòng cửa sổ thủy tinh, đối với huyết trùy chút nào phòng ngựa chi lực đều không có, thậm chí đều còn không có nhìn rõ ràng thủy tinh đã bị tan ra hai cái lỗ nhỏ, huyết trùy lập tức chui vào, vào phòng. May mắn tiêu phàm quyết định thật nhanh, bằng phách phi đao, ra tay, đem hai quả huyết trùy triệt để đông lại, mới không có khiến chúng nó tiến thêm một bước thi triển thủ đoạn gì. Mắt thấy còn lại vài miếng huyết trùy muốn bắn tới phụ cận, tiêu phàm cười lạnh một tiếng, đỉnh càn khôn, bắn ra, đỉnh khẩu hỗn độn đồ án lưu truyền. Hóa vì một cái nho nhỏ nước xoáy, vốn là kích xạ mà đến huyết trùy, đụng một cái đến cái này nước xoáy, lập tức liền bị dẫn đắc trạch hướng trước kia phương hướng, trong nháy mắt, đã bị nước xoáy hút vào, kể hết thu vào, đỉnh càn khôn. Không thấy bóng dáng, đây là tiêu phàm thói quen từ lâu rồi, cùng không biết địch nhân giao thủ, chỉ cần có cơ hội, luôn biết sử dụng, đỉnh càn khôn, thu thập một ít gì đó, đợi có thời gian thời điểm lại tinh tế nghiên cứu, tranh thủ làm được biết mình biết người. Cho tới bây giờ sự thật đều chứng minh, tiêu phàm đó là một rất tốt thói quen hắn đối với địch nhân hiểu rõ càng nhiều càng sâu nhập, chiến thắng tỷ lệ liền càng lớn. Iliic vốn là khẽ giật mình, lập tức trong miệng phát ra khinh miệt cười lạnh thanh âm, mặt mũi tràn đầy khinh thường ý, tựa hồ đang chờ xem tiêu phàm chê cười. Cái này người phương đông quả nhiên là cái tự đại gia hỏa. Tại hoàn toàn không biết huyết trụ uy lực dưới tình huống, tự dám tùy tiện dùng bảo vật thu. Lập tức hắn tự sẽ hối hận làm như vậy đích, nhưng mà tiêu phàm tay khẽ vẫy, đỉnh càn khôn, lập tức biến mất không thấy gì nữa, cái kia vài miếng huyết trùy được thu vào trong đỉnh về sau, như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Iliix chờ mong tình hình, cũng không phát sinh. Iliix xứng sờ ngơ ngác một chút, mới ý thức tới vũ khí của mình, quả thật là bị người lấy đi rồi, không khỏi giận tím mặt, xoát, mà một tiếng, Iliix sau lưng mở ra một đôi đen xì cánh bằng thịt bàng, dài đến 2 mét, gương mặt phía trên cũng dài ra tầng một tầng màu đen lông tơ, miệng trở nên đầy đích, hai khỏa tuyết trắng răng nanh lộ ra miệng bên ngoài, cả người đều tràn đầy một cổ quỷ dị khí cùng thị huyết thô bạo. Trong khoảng khắc, ilix liền lộ ra huyết tộc diện mạo như trước, rơi hút máu. Xoát! ilix hai cánh dùng sức một cái, phóng lên trời, dưới cao nhìn xuống hướng tiêu phàm mãnh liệt phốc mà đến. Sa đát một mực hai tay ôm ngực, vững vàng mà đứng ở giữa không chung, một bên đang xem cuộc chiến, cũng không nhúng tay vào đến vây công tiêu phàm, đây cũng là bọn hắn đầu một hồi cùng đến từ đông phương tu chân giả, giao đấu. Sa đát rất muốn nhìn một cái, tiêu phàm rốt cuộc có những thứ gì bổn sự, lại bị Simi ân vương phi coi trọng như vậy. Vô thành vô tức liền đem chính mình nhất chiều chuộng con gái đưa cho người nam nhân này, liền một cái nghi thức đều chưa từng cử hành, liền an bài bọn hắn động phòng. Tự lại để cho y lý cái này phần tử hiếu chiến, trước thăm dò một chút đi. Tiêu phàm hai mắt ngưng tụ, bốn miếng, băng phách phi đao, vô thanh vô tức mà bay rồi đi ra ngoài, dùng nhập đến bốn phía trong bóng đêm. Băng phách phi đao là tiêu phàm tự tự luyện chế bảo vật, tuy nhiên dùng đều là thượng giai tài liệu, dù sao tiêu phàm tại luyện khí thuật thượng, tạm thời còn không có quá sâu tạo nghệ, như vậy lục lọi luyện chế ra đến bảo vật, uy lực tự nhiên xa không bằng viêm linh chi lưới kiếm. Chỉ có điều, vận dụng viêm linh chi lưới kiếm thật sự quá hao phí pháp lực, tung tính toán tiêu phàm hiện tại bước chân vào thiên nhân cảnh, pháp lực cùng cảnh giới đều có một cái đại tăng lên, lại vẫn không thể đơn giản khu động, viêm linh chi lưới kiếm, đối địch. Tiêu phàm phỏng trừng, đợi cho chính mình đem, thiên nhân cảnh, sáu tầng công pháp toàn bộ sau khi luyện thành, có lẽ tình hình sẽ có bất đồng. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, tiêu phàm tự đối với vô cực thiên tôn tràn đầy kính ngưỡng chi tình. Thủy tổ đại đạo mới thành lập thời điểm, chém gỡ yêu ta một gã ly hỏa yêu linh, còn sót lại binh khí đều là như thế uy lực, bởi vậy có thể thấy được, thủy tổ đạo hạnh là bực nào thâm hậu. Đã nhiều năm như vậy, vô cực thiên tôn khẳng định sớm đã đắc đạo thành tiên, bước lên vĩnh sinh đại đạo. Không trung rơi hút máu hùng hổ mà mãnh liệt phốc mà hạ, miệng rộng mở ra, một cổ huyết phụ phụt lên ra, khoảng cách tại tiêu phàm phía trên hình thành một chương cực lớn huyết phóng, vô thiên cái địa mà bao phủ xuống đến. Iliic vẫn còn không ngừng mà phụt lên huyết phụ dung nhập huyết trong lưới, làm cho huyết phóng không ngừng mở rộng, trở nên càng thêm dày đặc. Vẻ này đặc hơn đến cực điểm mùi máu tanh, tại huyết phóng chưa thật sao rơi xuống, đã bay thẳng mà đến. Tiêu Phàm sau lưng ngân rực lóe lên, tại huyết phóng sắp chạm đến đến đầu hắn đỉnh thời điểm, loại quỷ mị theo huyết phóng bao phủ phía dưới thoát thân ra, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Ilix không khỏi rất là kỳ quái, trong miệng huyết phụ đình chỉ phun ra, khắp nơi nhìn quanh. Ilix, cẩn thận thì hơn bên cạnh. Một bên đang xem cuộc chiến sa đát bỗng nhiên gấp vội kêu lên. Ilyek gấp vội ngẩng đầu hướng lên nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung một trích lớn gần trượng bàn tay, lóng lánh lấy màu ngà sữa sáng bóng, vào đầu chảo xuống dưới, tốc độ cũng không quá nhanh. Hừ, x vốn là cả kinh, lập tức liền khinh thường mà hừ một tiếng. Hắn tuy nhiên từ nơi này trích màu ngà sữa đại trên tay, cảm nhận được cực kỳ cường đại linh khí chấn động, đúng vậy di động tốc độ như thế chi chậm, có gì chỗ đáng sợ. Đen xì cánh bằng thịt một cái Iliic muốn hướng bên cạnh tránh ra. Liền vào lúc này, giấu ở trong bầu trời đêm bốn miếng, băng phách phi đao, đồng thời lộ ra hiện ra, hóa thành bốn đạo hắc trung sáng quang mang, theo bốn phương hướng bất đồng, hướng phía Iliic kích xạ mà đến. Iliic chấn động, biến thành rơi hút máu lông xù trên mặt, lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này hắn chính hướng một bên chấp động, chính là lực cũ sắp hết, lực mới không sinh thời điểm, lại muốn chuyển biến phương hướng, trên thực tế đã muốn không còn kịp rồi. Trong lúc cấp bách, Ilix miệng rộng mở ra, phun ra một đại cổ huyết thủy, trên không trung quay tít một vòng, liền biến thành một cái huyết sắc vòng bảo hộ, đem chính mình toàn thân đều bao vây lại, loè lòe tỏa sáng, tựa như máu tươi hóa thành mã não giống nhau, mỹ lệ vô cùng. Suy 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 suy, bốn miếng tuyết phách phi đao, cơ hồ là đồng thời đánh trúng huyết sắc vòng bảo hộ, phong duệ đầu đao gần kề chích bắn vào huyết sắc vòng bảo hộ một tấc khoảng chừng gì đó, liền đều cứng nở bất động, tựa hồ uy năng đã muốn hao hết thấy cái này khí thế hung hung bốn miếng phi đao tựu khinh địch như vậy bị ngăn trở, Ilyx vừa mừng vừa sợ, không kịp đối với tiêu phàm tỏ vẻ chính mình coi rẻ ý, dưới chân vừa động, đã nghĩ độn hướng xa xa, chỉ nghe một hồi, hí khả zz hí zzz, thanh âm truyền đến, lóng lánh lấy huyết sắc sáng bóng vòng bảo hộ trong nháy biến thành trắng noãn vẻ, vậy mà khoảng cách bị ngưng kết thành băng, Ilyx miệng há lớn, muốn gọi hô cái gì, cũng rốt cuộc không phát ra được, cơ hồ là lập tức, cả người hắn đều bị đông lạnh thành một cái băng điêu lơ lửng tại giữa không trung kỳ quỷ vạn phần vụt mắt thấy tình hình không đúng một mực bên cạnh đang xem cuộc chiến sa đát trong tay lộ ra một thanh hẹp dài bảo kiếm nhân kiếm hợp nhất hướng tiêu phàm kích bắn đi muốn giải cứu ilix nguy nan chỉ tiếc cái này lúc sau đã đã muộn tiêu phàm hảo nhiên chính khí biến ảo mà thành màu ngà sữa bàn tay lớn vào đầu chảo xuống dưới năm ngón tay như cái móc hướng chính giữa hợp lại một hồi chói tai tiếng vỡ vụn chuyển đến bị đông thành tượng băng y ích tính cả hắn huyết sắc vòng bảo hộ, bị niết đắc từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời băng cám, từ không trung tứ tán nhẹ nhàng rất xuống. Người này mặt mũi tràn đầy ngạo sắc không ai bị nổi huyết tộc tuần cha sứ giả, mấy cái đối mặt xuống, cứ như vậy mơ hồ mà vứt bỏ tánh mạng, chết ở hắn cho tới nay đều rất không quen nhìn người phương đông trong tay. Không, Sa Sadat kêu to lên, trong mắt hiện lên một vòng cực kỳ phẫn nộ thần sắc. Tiêu phàm ôm đồm từ Iliic, Phản giơ tay lên, lại là bốn miếng hắc ở phía trong sáng, băng phách phi đao, mang theo thấu xương kỳ hàn, hướng nhân kiếm hợp nhất kích xạ mà đến sa đát hàng loạt loại vọt tới. Cứ việc hắn là lần đầu tiên nếm thử luyện khí, nhưng cái này do ngàn năm tuyết yêu cùng, băng tủy, hỗn hợp luyện chế mà thành phi đao, băng hàn thuộc tính uy lực vô cùng lớn. Sa đát tận mắt nhìn đến Iliix tại bốn miếng phi đao vây công phía dưới, không hề có lực hoàn thủ, thoáng qua trong lúc đó đã bị Tiêu Phàm trảo tử trong nội tâm sớm đã vong hồn đại bốc lên. Giờ phút này lại là bốn miếng phi đao đánh tới, ở đâu còn dám đón đỡ. Bá, Sa đát sau lưng lược hai chi cực lớn cánh bằng thịt lộ ra hiện ra, mãnh liệt đi phía trước một cái, xoáy lên một cổ cuồng phong, mượn nhờ cái này cổ lực đạo, chính đi phía trước kích xạ thân thể ngạnh xanh xanh ở giữa không chung dừng lại. Lợi kiếm vung vẩy, đem bốn miếng phi đao từng cái đón đỡ bên ngoài, thừa dịp cái kia thấu xương kỳ hàn chi lực chưa tới gần, Sa đát hai cánh lại là mãnh lực một cái, về phía sau bay ngược, sau đó thân thể uốn éo, lần nữa vỗ hai cánh, cũng không quay đầu lại, hướng xa xa bay đi. Người này tuần tra sứ giả đầu óc, có thể so sánh y có tác dụng nhiều hơn, một thấy mình hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là tiêu phàm địch thủ, lập tức bước ra viễn độn, tuyệt không ham chiến dây dưa. Nhìn qua trong bầu trời đêm rất nhanh đi xa cực lớn rơi hút máu, tiêu phàm lạnh, hừ, một tiếng, không có đuổi theo thân thể ngưng tụ, từ giữa không trung chậm rãi đánh xuống, về tới khách sạn gian phòng. Dùng hắn hiện tại pháp lực cùng lĩnh ngộ tử viễn cổ yêu linh ngân rực lôi bằng phong độn thuật, thật muốn toàn lực đuổi theo, cũng chưa chắc tụ đuổi không kịp cái này huyết tộc bẩn cha sứ giả. Chỉ có điều ghi nhớ lấy Adelina an nguy, không dám rời xa. chương 653, Simi ân thân vương. Tiêu phàm. Chứng kiến tiêu phàm theo trên ban công phiêu nhiên mà vào, Ngoan ngoãn đứng ở vòng bảo hộ bên trong Adelina kích động không thôi, nước mắt sớm đã chảy xuôi xuống. Adelina, thu thập thoáng một tí, chúng ta trước lúc này rời đi thôi. Tiêu Phàm cử động giơ tay lên, Adelina trên người bạch hồng hai tầng vòng bảo hộ lặng yên biến mất, lập tức thấp giọng phân phó nói. Vừa rồi phát sinh ở khách sạn trên không trận này đại chiến, Tiêu Phàm không dám khẳng định tựu không có bất kỳ người chứng kiến. Chỉ cần có một người chứng kiến xem chừng cảnh sát rất nhanh sẽ chạy tới. Tiêu phàm tuy không sợ, lại cũng không muốn ở chỗ này cùng cảnh sát dây dưa không rõ. Thật sự là chậm trễ thời gian, tiêu phàm hiện tại trì hoãn không dậy nổi đích, hết lần này tới lần khác chính là thời gian. Nha! Mắt thấy tiêu phàm thần sắc mặt ngưng trọng, vốn là có rất nhiều lời muốn hỏi Adelina chỉ phải đêm đầy bụng điểm khả nghi đều nuốt xuống, tranh thủ thời gian thu thập hành lý. Mặc dù là hai người đi ra lữ hành, nữ hài tử luôn có rất nhiều vụn vụn vặt vặt mấy cái gì đó cần muốn thu thập, xa không có có nam nhân như vậy gọn gàng dứt khoát. Bất quá Adelina đoan trang trời sinh, cũng không tượng bình thường nữ hài như vậy mang theo vô số đồ trang điểm hộ gia phẩm, tương đối mà nói, muốn giản tiện rất nhiều. Adelina vừa mới thu thập xong hành lý dương, đổi tốt quần áo, đang chuẩn bị đi ra ngoài, điện thoại bỗng nhiên nóng nảy mà vang lên. Adelina cầm lên xem xét, không nói hai lời tự nhấn xuống tiếp nghe khóa, mụ mụ, ngươi là ai? Vốn là thoải mái ngữ khí thoáng cái nhổ ra đắc rất cao, xinh đẹp lông mày kẻ đen mãnh liệt dương bắt đầu đứng dậy. Công chúa Điện Hạ, phu nhân hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ. Người muốn mẹ của người an toàn lời mà nói, lập tức rời đi cái kia người phương đông, trở lại duy cầm cổ bảo đi. Đợi đợi chúng ta tiến thêm một bước chỉ lệnh, nhớ kỹ, tất nhiên phải lập tức rời đi cái kia người phương đông. Nếu không, chúng ta không bảo đảm phu nhân an toàn. Điện thoại bên kia, vang lên một cái trầm thấp giọng nam, bất tử bất tật nói, ngữ khí âm trầm. Ngươi là ai? Ngươi đem ta mụ mụ thế nào? Adelina gấp đến độ kêu to lên, vừa mới ngừng nước mắt lần nữa tràn mi ra. Xoạch một tiếng, bên kia không chút khách khí mà cúp điện thoại. Là phu nhân số điện thoại. Tiêu phàm hai hàng lông mày chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy, hỏi. Cứ việc Adelina không có miễn dẫn ra, vốn lấy hắn cảm quan nhạy cảm trình độ, vừa rồi cái kia một phen đối thoại, tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở. Đúng đích, cái này dãy số, ta mụ mụ một mực dùng, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ giao cho trong tay người khác đi đích, ta mụ mụ. Nàng nhất định là bị người bắt cóc liếu tương đương, tiêu phàm, người nhanh muốn nghĩ biện pháp, cứu nàng, người nhất định có biện pháp đích, đúng hay không? Adelina chân tay luống cuống, nắm chặt tiêu phàm tay, gấp đến độ nói năng lộn xộn. Tuy nhiên Adelina từ nhỏ bị người bắt đi, cùng Sim Ân Vương Phi trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Gần hai năm hai mẹ con mới lần nữa đoàn tụ, nhưng dù sao cũng là ruột thịt mẹ con, máu mù tình thâm, hôm nay tay của mẫu thân cơ bỗng nhiên rơi xuống những người khác trong tay, hơn nữa người kia miệng ra uy hát yêu ta ép nói như vậy. Lại để cho Adelina như thế nào không trong lòng nóng như lửa đốt. Tiêu phàm vỗ nhẹ nhẹ đập Adelina kiều nộn bàn tay nhỏ bé, nhẹ nói nói Adelina. Không nên gấp, vấn đề không có trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng như vậy. Những người này mục tiêu là ngươi, không phải phu nhân. Cho nên chỉ cần ngươi là an toàn đích, phu nhân chính là an toàn đích. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Adelina liên tục gật đầu, lại mãnh liệt lắc đầu, luôn miệng nói, tiêu phàm, ta không rõ, vì cái gì mục tiêu của bọn hắn là ta. Simeon gia tộc tài phú cũng không có nắm giữ ở trong tay của ta, là nắm giữ ở ta mụ mụ trong tay. Tại Adelina nghĩ đến, những người này nhất định là tại ngấp nghé Simeon gia tộc cực lớn tài phú cùng ẩn hình toàn lực. Nói như vậy, bọn hắn nên vậy bắt cóc chính mình, hướng mẫu thân vơ vét tài sản lớn tiền chuộc. Tượng như bây giờ, trực tiếp bắt cóc Phương Phi, lại chạy tới uy hát yêu ta ép nàng, làm cho nàng lập tức rời đi tiêu phàm, thật sự là rất không có có đạo lý. Tiêu phàm lắc đầu, nói ra Adelina, chuyện này cùng tài phú không có vấn đề gì, một chút quan hệ đều không có. Ah hát, cái kia, cùng cái gì có quan hệ. Adelina hoàn toàn bị làm hồ đồ rồi. Nói cho cùng, nàng chỉ là người 20 tuổi suốt đầu tiểu cô nương, cứ việc trải qua không ít nhấp nhô, cuối cùng còn chưa nói tới kiến thức rộng rãi, càng không có xử trí có chuyện xảy ra phong phú kinh nghiệm. Đi, chúng ta trước rời đi cái này, có một số việc, ta trên đường giải thích cho ngươi. Tiêu phàm kéo một phát Adelina tay, đi nhanh rời khỏi phòng. Rất nhanh, một đài Lamborghini xe thể thao, liền nhanh chóng cách rời cái chấn nhỏ này, thượng đi thông duy cầm cổ bảo đường cao tốc. Adelina, người đối với Simeon gia tộc, hiểu rõ bao nhiêu. Tiêu phàm một bên điều khiển lấy xe thể thao, tại đường cao tốc thượng nhanh như điện chấp, vừa nói. Cứ việc tiêu phàm là đầu vừa về đến quốc gia này, nhưng có toàn cầu vệ tinh hướng dẫn hệ thống ủng hộ, hắn hoàn toàn có thể tại bất kỳ một cái nào quốc gia làm tự giá bơi. Adelina khẽ lắc đầu, rất không minh bạch mà đáp, ta sẽ giải thích không nhiều lắm, mụ mụ rất ít theo ta nói tới Simeon gia tộc lịch sử. Ta ngẫu nhiên hướng nàng hỏi thăm, nàng luôn nói, tương lai ta sẽ biết đích. Lúc ấy Adelina cũng không phải rất để ý, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, lại cảm giác ra không đúng. Với tư cách Simeon gia tộc duy nhất pháp định người thừa kế, Simeon vương phi tựa hồ nên vậy rất hứng thú với đem gia tộc quang vinh lịch sử nói cho nàng biết mới đúng. Simeon gia tộc tại nơi này khu thế lực cùng lực ảnh hưởng là như thế cực lớn, theo lý, Vương Phi không cần phải đem ra tộc lịch sử gạt nàng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vuốt cầm, xem ra Adelina đối với chính mình thân là huyết tộc công chúa một chuyện, còn chưa không biết. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, ân Vương Phi chậm chạp không chịu đem chân tướng bẩm báo. Tiêu Phàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là không phải chúng ta đắc tội cái gì lợi hại thế lực? Adelina buồn giàu mà hỏi thăm. Suy nghĩ của nàng, như trước dừng lại ở thế tục tài phú, quyền lực như vậy mà thượng. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, còn không có đem chân thật tình huống nói cho Adelina. Hiện tại Adelina cảm xúc rất không ổn định, lại là tại chạy như bay trên xe đua, vạn nhất khiến cho Adelina cảm xúc kịch liệt chấn động, vậy thì không ổn liễu tương đương. Hiển nhiên Adelina lo nghĩ bất an, Tiêu Phàm khẽ thở dài một cái, thân thủ một điểm, Adelina lập tức liền hai mắt trầm trọng, chậm rãi tựa ở ra thật trên ghế ngồi, tiến nhập mộng đẹp. Mấy ngày nay, Adelina giấc ngủ chất lượng thật sao không được tốt lắm, thừa cơ hội này, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tuy nhiên đã muốn rời đi duy cầm cổ bảo vài ngày, nhưng bọn hắn vẫn là đi một chút ngừng ngừng, bởi vậy cách cổ bảo cũng cũng không quá xa, dùng trước mắt tình hình giao thông cùng Lamborghini tốc độ, 4 năm giờ hậu, có thể chạy về cổ bảo. Cứ việc có thể khẳng định, Simeon Vương Phi sớm đã không tại cổ bảo, bất quá tiêu phàm đắc trở lại cổ bảo tìm manh mối. Tất phải đến một kiện Vương Phi hàng ngày đồ dùng, Tiêu phàm mới tốt khởi quẻ suy diễn vương phi hiện nay đang nơi đại khái phương vị. Vô cực môn thuật bói toán, tại phương diện này là rất hữu hiệu quả đích. Khó trách thanh dương tổ sư từng nói, Trung thổ thế giới hiểu được xem bói mệnh lý tri học môn phái tu chân, đại bị tà ma ngoại đạo ghen ghét. Quả nhiên không phải là không có lý do. Từ vì Adelina suy diễn huyết tương, chứng kiến cái kia huyết hải nhất màn, tiêu phàm ở sâu trong nội tâm, liền một mực tâm thần bất định bất an thực tế hóa kiếp xá lợi rõ ràng kháng cự Adelina, không chịu cùng nàng hợp thể, càng thêm tăng thêm tiêu phàm lo nghĩ ý. Không có thay cướp vật, loại này, tử kiếp, thì không cách nào nhưng giải đích. Tuy nhiên tiêu phàm đã muốn đặt chân, thiên nhân cảnh, pháp lực thâm hậu, thuật pháp cao minh, vượt qua xa từ trước có thể so sánh. Càng như vậy, tiêu phàm mới càng là tin tưởng rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, người biết rất rõ ràng hắn sẽ phát sinh, lại cứ vắng vô pháp thay đổi. Loại này dày vò, mới thật sự làm cho người ta khó chịu. Sadat cùng Iliic hiện thân về sau, tiêu phàm treo lấy tâm ngược lại an định lại. Chỉ cần đối phương bắt đầu hành động, vậy là tốt rồi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần Adelina thời khắc ngốc tại bên cạnh mình, thời khắc mấu chốt, luôn có biện pháp có thể tưởng tượng đích. Thật sự không được, vậy thì dùng thân thay cướp, phản chính mình đã luyện hóa một khỏa, hóa kiếp xá lợi, lại không khỏi muốn vi phạm tiền bối cao tăng ý tứ liễu tương đương không biết nguyên nhân gì, Cao Tăng không muốn vì Adelina thay cướp. Chỉ có điều, hóa kiếp xá lợi lại thần kỳ, dù sao cũng là vật chết, tiêu phàm tự tin có thể khống chế được. Lamborghini tại đường cao tốc thượng bay nhanh, trong bầu trời đêm, cực lớn rơi hút máu mở ra hai cánh, hướng tây nam phương hướng chạy như bay mà đi, trên không trung xẹt qua một đảo hắc sắc cầu vồng, nhanh chóng vô cùng. Như thế cực tốc phi đột, đã đến sa đát cực hạn, trong cơ thể pháp lực liên tục không ngừng mà trôi qua đi ra ngoài, trên trán mồ hôi gợn sóng mà xuống. Nhưng mà Sa Đát không dám dừng lại xuống, cũng không phải sợ tiêu phàm đuổi theo, mà là phải trước tiên chạy trở về, hướng thân vương điện hạ báo cáo thất lợi nguyên nhân. Đối với làm việc không đắc lực cấp dưới, thân vương điện hạ từ trước thủ thiếu nhân từ Đối với thân vương điện hạ, mỗi một vị tuần tra sứ giả đều phát ra từ nội tâm kính sợ. Đương làm loan nguyệt dần dần thăng lên đỉnh đầu thời điểm, màu đen rơi hút máu tự trong mây đen hiện ra thân hình, một chút xoay quanh, liền xuống phía dưới bên cạnh một cái tòa lạc tại rậm rạp trong rừng rậm tiểu trấn bắn thẳng đến xuống dưới. Sau một khắc, tại một tòa cổ xưa trong đình viện, hiện ra sa đát bộ dáng, màu đen quần áo, màu đen áo choàng, sắc mặt tái nhợt đắc đáng sợ. Sa đát vừa vừa rơi xuống đất, bất chấp thở dốc, liền vội vã về phía lóng lánh lấy lờ mờ ngọn đèn dầu đại sảnh đi đến. Rất nhanh, sa đát liền xuyên qua tương đối náo nhiệt đại sảnh, đi tới một gian âm u trong mật thất một vị dáng người cao to nam tử lưng cõng hai tay đứng ở trên ban công ngửa đầu nhìn ra xa xa xôi tinh không mặc dù là đưa lưng về phía sa đát vẻ này bức người khí tức lại có mặt khắp nơi sa đát nơm nớp lo sợ đi ra phía trước quỳ một chân trên đất run giọng nói ra bẩm báo thân vương điện hạ chúng ta thất thủ liếu tương đương không thể nghi ngờ vị này uy nghiêm nam tử chính là hắn trong miệng simi ân thân vương thất thủ rồi thân vương điện hạ cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt mà phản hỏi một câu. Đúng vậy, thân vương điện hạ, cái kia gọi tiêu phàm người phương đông thật lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vừa mới một phát tay, trong nháy mắt, y li tự bị hắn gợi yêu ta ết mất. Ta muốn là hơi chút trần chờ vài giây đồng hồ, chỉ sợ cũng rất khó lại còn sống trở về hướng thân vương điện hạ bẩm báo tình huống. Sa đát cấp cấp nói ra, trên trán mồ hôi lạnh giò gì mà hạ, cũng không dám đưa tay đi lau sạch xuống. Bất quá tung tính toán tình thế như thế khẩn trương, vị này tuần tra sứ giả nói chuyện cũng có lẽ hay là rất chú ý kỹ xảo. Đem chính mình Lâm trận bỏ chạy rất xảo diệu mà miêu tả thành nào đó, thắng lợi, ta muốn không thông minh cơ linh một chút, như vậy hiện tại mà ngay cả hướng người báo cáo tình huống người đều không có. Làm hết sức, lại đến cái canh ba. Ta biết rõ, tháng này đại thần đám bọn họ đều ở tranh đoạt vé tháng, ta cũng biết Cuối tháng khả năng có gấp đôi. Đúng vậy, ai quản nhiều như vậy? Ta liền cho nghĩ tại đầu tháng thời điểm nhiều càng một ít, nhiều cầu vài trương tấm vé tháng. Cuối tháng chuyện xa xôi như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ quan tâm làm gì vậy đâu này? Chư vị bạn thân đám tỷ tỷ, các ngươi nếu thấy được rơi xuống cố gắng, nếu cảm thấy thằng nhãi này còn đáng giá ủng hộ thoáng một tí, tự mời các ngươi trở mình nhìn một chút phiếu vé cái sọt, nhìn xem còn có hay không bỏ sót vé tháng có lời mà nói, phần thưởng ta một hai, nhạc vui mừng a à, nhạc vui mừng a à. Bái tạ, chương 654, amina Na. Phải không? Simi ân thân vương rốt cuộc quay đầu, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn về phía Sa Đát. Vị này thần bí huyết tộc thân vương, xem tướng mạo ước chừng tại 40 tuổi khoảng chừng gì đó, chính là một người nam nhân nhất có mị lực tuổi. Xem ra hắn là cố ý đem mặt mũi của mình bảo chỉ tại cái tuổi này, không hề khởi cái gì biến hóa dáng người cao ngất, tướng mạo anh Tuấn, thân sắc kiên nghị, nhìn qua có thể biết ngay, tính cách cực kỳ cứng cỏi, là cái loại này không đạt mục tiêu thể không bỏ qua người. Trên chán, ẩn ẩn mang theo một tia lệ khí, làm cho người ta vừa thấy phía dưới, liền là trong nội tâm cạo cạo. Nếu như tiêu phàm ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì này vị simi ân thân vương, đúng vậy hắn tại, đỉnh càn khôn, biển máu ảo giác bên trong nhìn qua nam tử kia, há mồm thôn phệ Adelina Đích, chính là hắn. Cùng lúc đó, theo sân thượng chỗ tối tăm, chuyển đi ra một vị xinh đẹp thiếu phụ. Cái này thiếu phụ ước chừng 30 tuổi suốt đầu, mặc một bộ màu đen bó sát người lễ phục, hai ngọn núi cao ngất, bụng bằng phẳng, hai chân thon dài, dáng người lùi lõm sáng long lanh, cực kỳ gợi cảm, chỉ là cho sắc có chút lãnh khốc, đem trên người nàng vẻ này nhu hòa nữ nhân vị phá hư đắc sạch sẽ. Vị này xinh đẹp thiếu phụ hình tượng, cực kỳ sinh động mà thuyết minh cái gì gọi là hoa hồng có gai vừa thấy được người này xinh đẹp thiếu phụ, Sa Đát vốn là khẩn trương thần sắc trở nên càng thêm bất an, sắc mặt trắng bệch, kìm lòng không được mà cúi đầu xuống, không dám trực diện trên ban công hai người. Cái kia người phương đông, thật sự lợi hại như vậy. Sa Đát, ngươi nên biết, hướng ta nói dối, sẽ là như thế nào kết cục. Khơi khoảnh, Simeon thân vương thanh âm lần nữa vang lên, ngữ khí như trước nhàn nhạt đích, lại nghe được Sa Đát không rét mà run. Vĩ đại thân vương điện hạ, ta là ngài trung thành nhất người hầu, tuyệt đối không dám hướng ngài nói dối, cái kia người phương đông, xác thực rất lợi hại. Sa đát toàn thân mồ hôi đầm đìa, không đợi Simeon thân vương hỏi lại, liền cấp bách không thể đợi mà đem tiêu phàm cùng Ilyx giao thủ quá trình kỹ càng nói ra, giảng đến đặc sắc nơi, thậm chí còn đánh lượng hai thủ thế. Cái này Sa đát khẩu tài không tệ sai, nói được sinh động như thật, làm cho người ta có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Simeon thân vương nghe được hai hàng lông mày nhíu chặt Lợi hại như vậy Một mực lẳng lặng đứng ở bên cạnh Không nói một lời Mỹ lệ thiếu phụ Cũng có chút nhíu mày, có chút kinh ngạc nói ra Đúng vậy, Amina đại sứ Ta cũng không nói gì nửa chữ lời nói dối Sadat vội vàng đáp Ngữ khí thập phần kính cẩn Rất rõ ràng, đối với vị này xinh đẹp thiếu phụ Sadat trong lòng kính sợ ý Không thua đối với Simeon thân vương kính sợ Simeon thân vương hỏi, Adelina một mực đều cùng hắn cùng một chỗ. Hơn nữa hắn cũng không có đuổi theo ngươi. Đúng vậy, thân vương điện hạ, mấy ngày nay công chúa điện hạ một mực đều cùng hắn cùng một chỗ, bọn hắn lái xe du lãm nhiều cái phong cảnh danh thắng khu. Giống như cái này người phương đông rất để ý công chúa điện hạ an nguy, không chịu rời đi quá xa. Xinh đẹp thiếu phụ Amy na khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, tựa hồ mang theo một tia trào phúng, nói ra, nói như vậy, vị này đến từ đông phương tiêu tiên sinh, còn là một vị tận chức tận trách hộ hoa sứ giả. Khó trách vương phi điện hạ hội đem Adelina giao cho trong tay hắn, xem ra nàng sớm có dự cảm. Simi ân thân vương lạnh lùng nói ra, Miranda cũng là Simi ân gia tộc dòng chính truyền nhân, có Simi ân gia tộc thuần tránh nhất huyết mạch. Tiềm năng của nàng to lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng được đến đích. Xinh đẹp thiếu phụ Amy na khóe miệng nhếch lên, ngậm miệng lại, không tái mở miệng bất quá theo ánh mắt của nàng bên trong cũng có thể nhìn ra được, nàng không phục lắm, chỉ là không muốn công nhiên phản bác Simi ân thân vương mà thôi. Simi ân thân vương lại quay đầu nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói ra, Amina, theo hiện tại lên, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Ta mặc kệ ngươi dùng cái dạng gì phương pháp, 7 ngày trong, ta phải ở chỗ này nhìn thấy Adelina. Tuân mệnh, thân vương điện hạ. Amina nhẹ nhàng khẽ khom người, mỉm cười đáp, trong giọng nói, ẩn ẩn mang theo hưng phấn ý, tựa hồ đối với sẽ phải chấp hành nhiệm vụ, tràn ngập chờ mong. Đương nhiên, nếu có cơ hội lời nói, tận khả năng bắt sống cái kia người phương đông. Miranda có thể vừa ý hắn, nguyện ý đem Adelina giao cho trên tay của hắn, có thể thấy được người này huyết thống cũng không đơn giản, hẳn là rất tốt tế phẩm. Vĩ đại tổ tiên, sẽ rất ưa thích đến từ đông phương thành phần chính máu mới. Simeon thân vương lại nhàn nhạt mà phân phó vài câu thân vương điện hạ, ngài vừa nói như vậy, ta đều có chút mong đợi. Amy Na nói xong, duỗi ra huyết hồng đầu lưỡi, tại giày đặc gợi cảm trên môi đỏ mọng chậm rãi liếm lấy một vòng, một bước rủ xuống tham ướt át bộ dáng, tựa hồ rất chờ mong nhấm nháp đến từ đông phương thuần khiết huyết mạch. Lặng yên tư bảo tiểu trấn phát sinh phen này đối thoại, tiêu phàm tự nhiên nghe không được, không biết đã có người hơn chút lo lắng hắn thành phần chính, máu mới, liễu tương đương. Giờ phút này tiêu chân nhân điều khiển lấy tính năng chắc tuyệt Lamborghini xe thể thao, chậm rãi lái vào duy cầm cổ bảo đại môn. Ra ngoài ý định chính là, cổ bảo đại quản gia sắc tốn tiên sinh, rõ ràng còn không có chìm vào giấc ngủ, mà là ăn mặc chỉnh tề, tựa hồ một mực đợi đợi bọn hắn trở về. Tiêu phàm xác định, chính mình cũng không có gọi điện thoại thông chi sắc tốn hoặc là cổ bảo những quản sự khác nhân viên. Mắt thấy Lamborghini tại cổ bảo trong chậm rãi dừng lại, sắc tốn lập tức tiến ra đón, tự tay mở cửa xe, cúi người chào thật sâu, kính cẩn nói tiêu tiên sinh, ngài khỏe. Ngài cùng công chúa Điện Hạ cuối cùng đã trở lại, có một vị khách nhân tôn quý, đang tại chờ hai vị. Đại quản gia, ta mụ mụ đâu này, nàng có ai hay không? Ở mấy phút đồng hồ trước, Adelina vừa mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một hơi ngủ không sai biệt lắm 5 giờ, Adelina rốt cuộc bổ túc tinh thần, cái này đương làm khẩu, nàng mới chẳng muốn đi quản khách nhân nào không khách nhân, tôn quý không tôn quý. Nàng chỉ quan tâm mẫu thân mình an nguy, tuy nhiên biết rõ giờ này khắc này, Simeon Vương Phi không có khả năng vẫn còn cổ bảo, thực sự ôm vạn nhất chỉ muốn, có lẽ vừa rồi trích chỉ là có người cùng nàng hay nói giỡn đâu này. Sắc tốn vội vàng nói, công chúa điện hạ, phu nhân không ở nhà. Mikhail bá tước chính là vì cái này sự tình đến đích, hy vọng lập tức có thể nhìn thấy tiêu tiên sinh cùng công chúa điện hạ, có phi thường tin tức trọng yếu, cùng với hai vị thương lượng. Mikhail bá tước, tiêu phàm hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương bắt đầu đứng dậy. Lại nói tiếp, cái này vị bá tước tiên sinh, cùng tiêu phàm là, người quen biết cũ, liếu tương đương. Tiêu phàm sớm chỉ biết, Mikhail cũng là huyết tộc một thành viên. Chỉ có điều không nghĩ tới hắn và Simi ân vương phi quan hệ cũng rất mật thiết. Dù sao tiêu phàm là người phương đông, đối với trong huyết tộc bộ một ít tình huống, biết rất ít. Đúng vậy, tiêu tiên sinh bá tước tiên sinh là phu nhân lão bằng hiếu. Hắn trước mắt đang tại phu nhân trong thư phòng chờ, phân phó ta nói, chỉ cần đợi tiêu tiên sinh cùng công chúa Điện Hạ vừa về đến, lập tức xin mời hai vị đi tương kiến. Sắc tốn kho người nói ra. Tốt, dẫn đường. Tiêu phàm không chút do dự, vung tay lên, nói ra. Dưới mắt, chỉ sợ cũng chỉ có vị này Mikhail bá tước, có thể vì hắn giải thích nghi hoặc liễu tương đương. Adelina sắc mặt có chút không được tốt xem, rất hiển nhiên, nàng trước kia cũng không biết Simi vương phi có như vậy một vị lui tới mật thiết bằng hiếu. Vị này Mikhail bá tước, rõ ràng có thể tiến vào Simi vương phi thư phòng, hơn nữa là tại vương phi không tại thời điểm, cũng như trước có được như vậy, đặc quyền. Cần gấp nhất chính là, sắc tốn tựa hồ đối với loại tình hình này tập mãi thành thói quen. Nói cách khác, Mikhail bá tước cùng Simi vương phi ở giữa loại này quan hệ thân mật, đã muốn giữ vững rất lâu thời gian. Adelina đột nhiên cảm giác được chính mình bị xem nhẹ liếu tương đương. Chẳng lẽ không phải là nàng cùng mẫu thân quan hệ thân mật nhất sao? Như thế nào còn có cái này rất nhiều bí mật gạt nàng? Cuống hồ, Adelina ở sâu trong nội tâm, cuối cùng hoài niệm lấy phụ thân của nàng, đối với bất luận cái gì tiếp cận ân Vương phi nam tử, đều có được tự nhiên cảnh giác, thậm chí là phản cảm. Chỉ có điều, hiện tại rõ ràng không phải so đo những chi tiết này thời điểm tiêu phàm tựa hồ nhận thức vị kia Mikhail bá tước. Sắc tốn dẫn tiêu phàm cùng Adelina đi vào vương phi cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, kính cẩn nói, bá tước tiên sinh, tiêu tiên sinh cùng công chúa Điện Hạ đã đến. Lập tức, cửa thư phòng mở ra, một vị khí độ nhiễm nhiên nam sĩ, đứng ở nơi đó, đúng vậy Mikhail bá tước. Cửa phòng nhưng thật ra là khép hờ, Mikhail bá tước tự mình tới mở cửa, chính là tỏ vẻ chính mình đối với tiêu phàm tôn trọng, Mikhail bá tước có lẽ hay là như vậy phong độ nhẹ nhàng, nhưng tinh tế xem xét, có thể tại bá tước trên mặt chứng kiến che giấu rất khá vẻ lo âu. Nhất là lo nghi ánh mắt, cơ hồ không hề che giấu. Tiêu Tiên Sinh, công chúa điện hạ, hai vị cuối cùng đã trở lại. Vừa thấy được Tiêu Phàm cùng Adelina, Mikhail liền nhẹ nhẹ thở vào một cái, khẽ cười nói. Bá tước tiên sinh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Phàm cũng nho nhã lễ độ mà Hàn Huyên nói. Cảm ơn Tiêu Tiên sinh quan tâm, tự cá nhân ta mà nói, còn có thể. Nhưng trước mắt thế cục, thật sự là rất không lạc quan. Mikhail nói xong, thở thật dài một tiếng. Bá tước tiên sinh, xin hỏi, ngài vì sao lại ra hiện tại mẫu thân của ta trong thư phòng? Các ngươi trong lúc đó, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Mẫu thân của ta đi nơi nào? Nàng hiện tại an toàn không an toàn? Mikhail lời còn chưa dứt, Adelina liền không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, bắn lên hồi tựa như, khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đến đỏ bừng. Mikhail rất chân thành mà đánh giá nàng vài lần, thần sắc nghiêm túc bắt đầu đứng dậy, trầm giọng nói ra, công chúa điện hạ, ta cùng ngài mẫu thân là nhiều năm bạn tốt. Chúng ta quan hệ trong đó, có thể truy tố đến thật lâu xa đi qua quá khứ. Thật lâu xa đi qua quá khứ, cái kia rốt cuộc là bao lâu trước kia đâu này? Adelina nhịn không được truy hỏi kỹ càng sự việc. Thật sự Mikhail cái này tự sự khẩu khí lại để cho Adelina cảm thấy là lạ đích, trong đầu thẳng sợ hãi. Cụ thể bao lâu, ta còn thực nhớ rõ không phải rõ ràng như vậy liếu tương đương. 400 năm, không không, có lẽ 500 năm. Adelina không khỏi nở nụ cười, rất kỳ quái mà nhìn xem Mikhail, tựa như đang nhìn một người ngoài hành tinh tựa như, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, nói ra, ngài đang nói đùa sao, bá tước tiên sinh. Bá tước tiên sinh. Tiêu phàm hai hàng lông mày cũng có chút nhân bắt đầu đứng dậy. Mikhail nhìn về phía tiêu phàm, thần sắc càng thêm nghiêm túc, nói ra tiêu tiên sinh, tình huống bây giờ phi thường khẩn cấp, ta không thể giấu giếm nữa xuống dưới. Là thời điểm nói cho công chúa điện hạ chân tướng rồi. Cái gì chân tướng? Adelina lập tức cảnh giác mà hỏi thăm, kìm lòng không được mà cầm tiêu phàm tay, hướng trên người hắn dựa vào vãi lúa. Công chúa điện hạ, người phải biết rõ, simi ân gia tộc chính là huyết tộc truyền thừa. chương 655, huyết tộc truyền thừa. Không, người nói hưu nói vượn. Ta mới không phải hấp huyết quỷ. Adelina bỗng nhiên bộc phát, hướng về phía Mikhail hét dầm lên, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đến đỏ bừng, thần sắc thậm chí kích động, nước mắt tại nàng xanh lam trong con người không ngừng xoay tròn. Mikhail yên lặng nhìn xem nàng, tựa hồ đối với Adelina kích động sớm có đoán trước, ánh mắt nhu hòa, nhưng thần sắc cực kỳ kiên định. Tiêu phàm khẽ thở dài một cái, đem kích động không thôi Adelina kéo, vỗ nhẹ nhẹ đập vào nàng lưng, ôn nhu an ủi Adelina, không nên kích động, nghe bá tước tiên sinh đem bà nói cho hết lời. Không, không, tiêu phàm, người nhất định phải tin tưởng ta, ta không phải hấp huyết quỷ, ta không phải. Adelina bỗng nhiên khóc lớn lên, nhào vào tiêu phàm trên bờ vai, nước mắt chảy ra ra. Adelina, ngươi là công chúa, ngươi là ta công chúa tiêu phàm dán tại bên tai của nàng, nhẹ hôn nhẹ nàng mềm mại vành tai, không ngừng an ủi. Mikhail nghiêm túc nói, công chúa Điện Hạ, huyết tộc truyền thừa, cùng trong tưởng tượng của ngươi hấp huyết quỷ, là không đồng dạng như vậy, hoàn toàn không giống với. Hấp huyết quỷ chính là hấp huyết quỷ, có cái gì không giống với? Adelina theo tiêu phàm trong ngực ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mà sông Mikhail kêu lên. Tiêu phàm cùng Mikhail liếc nhau, đều âm thầm thở phào một cái chỉ cần Adelina chịu mở miệng hỏi, vậy thì có hy vọng. Sở dĩ Simeon Vương Phi một mực đều chưa từng đem bí mật này cáo chi Adelina, chính là lo lắng nàng vô pháp tiếp nhận. Dựa theo Vương Phi kế hoạch ban đầu, là hy vọng cùng Adelina nhiều hơn nữa đợi một thời gian ngắn, mẹ con trong lúc đó hôn lại mật chút ít, lại ăn ý chút ít, sau đó tìm một người cơ hội thích hợp, bất động thanh sắc mà lại để cho Adelina biết được sự thật chân tướng, đem tâm lý trùng kích xuống đến điểm thấp nhất thực tại bất kỳ một cái nào nữ hài nhi, chỉ sợ đều rất khó tiếp nhận mình là hấp huyết quỷ chuyện như vậy thực. Công chúa Điện Hạ, cho tới bây giờ, người có cảm giác đến chính mình không giống người thường sao? Người cần hút máu mới có thể năng lực sinh tồn được sao? Mikhail lập tức hỏi, ngữ khí càng thêm nghiêm túc. Những lời này lập tức làm ra dựng xào thấy bóng hiệu quả, Adelina lập tức ồn ào, không có có hay không, ta không cần hút máu, ta cho tới bây giờ đều không có hấp qua huyết. Ta không phải hấp huyết quỷ. Công chúa điện hạ, thuần khiết huyết tộc truyền nhân, xác thực cần huyết dịch mới có thể năng lực sinh tồn. Nhưng chúng ta không tất yếu tượng điện ảnh trên TV miêu tả cái kia dạng, hấp người sống huyết, đó là hạ đẳng huyết tộc mới có thể làm sự tình. Bọn hắn cũng không phải thuần khiết huyết tộc truyền nhân, mà là về sau bị cuốn hút người, kỳ thật chỉ là chúng ta người hầu mà thôi. Bọn hắn tuyệt đối không có thể đại biểu thuần khiết huyết tộc. Giống chúng ta như vậy thuần khiết huyết mạch truyền nhân, bình thường tại bình thường trong đồ ăn hấp thu một ít huyết dịch dinh dưỡng, cái kia như vậy đủ rồi. Chúng ta không cần chuyên môn hút máu đến duy trì tánh mạng. Hơn nữa, chúng ta cũng không ý kỳ ánh mặt trời. Mikhail bất từ bất tật mà giải thích nói, ngữ khí thập phần chân thành, con mắt ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng miết hướng tiêu phàm. Rất hiển nhiên, hắn lần này giải thích không chỉ là nói cho Adelina nghe đích, hơn nữa là tại hướng tiêu phàm làm một cái nói rõ dùng tiêu phàm tại phương đông thuật pháp truyền thừa địa vị mà nói, hắn nên vậy khinh thường cùng hấp huyết quỷ làm bạn. Người gạt người. Adelina trường lớn vũ mị con mắt, mặt mũi tràn đầy không chịu tin thần sắc. Thật muốn là như vậy lời nói, chúng ta đây cùng người bình thường có cái gì khác nhau. Mikhail không khỏi nở nụ cười, theo lời này ở phía trong, Adelina trên thực tế tại chút bất trí bất giác đã muốn thừa nhận chính mình huyết tộc thân phận, bởi vì nàng nói rất đúng, chúng ta khác nhau rất lớn mikhail khẽ cười nói bởi vì chúng ta rất lâu thọ công chúa điện hạ những vấn đề này không phải mấy câu có thể giải thích rõ ràng đích thỉnh hai vị tiên tiến phòng a chúng ta có thể hảo hảo đàm nói chuyện tốt lần này nhưng lại tiêu phàm chủ động đồng ý lôi kéo adelina tay vào simi ân vương phi thư phòng adelina cắn môi buông xuống cái đầu yên lặng đi theo tiêu phàm sau lưng đi tiến gian phòng sắc tốn đi theo tiến đến cho tiêu phàm cùng Adelina chuẩn bị nước trà. Sắc tốn tiên sinh, người cũng thế, cũng là huyết tộc người sao. Adelina bỗng nhiên mở miệng hỏi, trần chờ một chút, cuối cùng không có sử dụng, hấp huyết quỷ, xưng hô như vậy. Bởi vì đã bị đại lượng văn học tác phẩm nói dối, đối với Adelina như vậy cô nương xinh đẹp mà nói, hấp huyết quỷ tựa hồ vĩnh viễn đều là một cái nghĩa xấu. Sắc tốn xứng sờ ngơ ngác một chút, quan sát Mikhail, lúc này mới kính cẩn nói, công chúa Điện Hạ, đúng vậy, ta cũng là huyết tộc người. Rất sớm trước kia, ta liền cho vì Simi ân gia tộc phục vụ. Tốt mấy trăm năm liễu tương đương, công chúa Điện Hạ, bá tước tiên sinh nói được rất chính xác, thuần khiết huyết tộc người, cùng trong phim ảnh hấp huyết quỷ, là hoàn toàn bất đồng đích. Huyết mạch của chúng ta truyền thừa, phi thường cổ xưa. Bởi vì gen không giống người thường, tuổi thọ của chúng ta đều rất lâu. Sống lâu rất lâu chẳng lẽ không phải là trường xanh bất lão sao? Adelina lập tức hỏi. Mikhail nói ra, công chúa Điện Hạ, chính thức trường xanh bất lão, là không tồn tại đích. Thiên cơ chi đạo, chú ý vốn là tuần hoàn luân hồi, tự nhiên cân đối. Huyết mạch của chúng ta truyền thừa tuy nhiên không giống người thường, sống lâu so với người bình thường muốn dài lâu nhiều lắm, nhưng cũng không phải trường xanh bất lão. Thời gian vừa đến, chúng ta cũng đồng dạng sẽ giải yếu, đồng dạng sẽ chết. Đương nhiên, nếu có đại lượng tánh mạng tinh khí bổ sung, tuổi thọ của chúng ta có thể tiến thêm một bước kéo dài. Nhưng mà, trường xanh bất lão, cái kia thật sự chỉ là một mộng tưởng mà thôi. Không chỉ nói chúng ta huyết tộc làm không được, vũ trụ gian rất nhiều mặt khác cao đẳng chủng tộc, không có có người nào chủng tộc có thể làm được đến. Cái này căn bản là nghịch thiên hành sự. Mikhail những lời này, nghe đi lên đã muốn không giống lắm là xuất từ một vị huyết tộc bá tước chi khẩu, ngược lại càng giống là một vị phương đông tu chân chi sĩ tại Luận Đạo. Tiêu tiên sinh, ah hát không, ta nên vậy xưng hô ngài vì Tiêu chân nhân, Tiêu chân nhân, quý quốc cổ đại có rất nhiều tu chân môn phái. Mọi người truy cầu đích cũng là trường sinh chi đạo. Nhưng là trên thực tế chỉ là hữu hiệu mà kéo dài tánh mạng, muốn trường sinh bất lão, trừ phi có thể phi thăng tiên giới, trở thành thần tiên. Tiêu phàm mỉm cười, nói ra, kỳ thật, dựa theo Phật giáo kinh điển ghi lại chỉ có Phật có thể trường sinh bất tử. Thần đều không có bổn sự như vậy. Thiên thần chỉ là sống lâu so với người bình thường càng dài một ít, đúng là vẫn còn sẽ giải yếu sẽ chết. Cái gọi là thiên nhân nam suy, nói đúng là thiên thần sắp qua đời tình hình. Mikhail thật dài thở dài, nói ra, kỳ thật coi như là Phật, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chân tránh vĩnh sinh bất diệt. Nếu không, Phật giáo tự cũng không có quá khứ Phật, hiện tại Phật cùng vị lai Phật thuyết pháp liếu tương đương. Ngay Phật tổ đều cần dùng chuyển thế phương thức đến truy cầu vĩnh sinh bất diệt chi đạo, có thể thấy được muốn trường sinh bất tử là bực nào gian nan. Vị này huyết tộc bá tước, tri thức cực kỳ uyên bác, chẳng những đối với phương Đông đạo giáo truyền thừa rất có nghiên cứu, đối với Phật giáo điển tịch, khẳng định cũng đọc lướt qua qua không ít. Tiêu Phàm cười cười, nói ra, bá tước tiên sinh, ngài nên vậy thấy đủ liễu tương đương. Dù sao các người huyết tộc truyền thừa, thiên sinh ra được so với người bình thường sống lâu muốn dài hơn nhiều mà chúng ta nhân loại muốn đạt tới các người tự nhiên sống lâu, không biết lên giá phí bao nhiêu tâm huyết, kinh nghiệm cỡ nào gian nan tu luyện mới có thể có như vậy một tia hy vọng. Tại đỉnh Càn Khôn, tu khắp trời gian trong, Tiêu Phàm từng tại Thanh Dương Tổ sư nơi đó giải đến rất nhiều tu chân chi đạo bí mật. Biết rõ tại tất cả tu chân giả bên trong, nhân loại tự nhiên sống lâu là ngắn nhất tạm đích, cho dù tu luyện đến kim đan kỳ, cũng không quá đáng chính là mấy trăm năm sống lâu mà thôi. Thẳng nếu không thể càng tiến một bước Đại nạn tiến đến thời điểm, đồng dạng sẽ vẫn lạc mà vong, hóa thành nhất lũ thanh yên, biến mất trên thế gian. Mà một ít chủng tộc khác tu chân giả sống lâu so nhân loại muốn dài hơn nhiều, động hơn 1.000 năm, vài trên vạn năm rất thông thường, thậm chí còn là tự nhiên nhưng sống lâu dài đến vài ngàn năm thiên địa linh thú. Tương đối mà nói, huyết tộc truyền thừa tại phương diện này còn không coi là nhiều sao khó lường. Tượng Michael bá tước như vậy thuần khiết huyết tộc người, rốt cuộc có thể sống bao lâu? tiêu phàm không phải rõ ràng như vậy, nhưng phỏng trừng cũng sẽ không quá nghịch thiên, nên vậy tại ngàn năm cao thấp. Tiêu chân nhân, lấy việc có lợi thì có tệ, đây là khẳng định đích. Các ngươi thuần khiết nhân loại sống lâu tuy nhiên tương đối ngắn, nhưng thân thể của các ngươi, nhưng lại có tiềm lực nhất đích, cơ hồ có thể tiếp nhận bất luận cái gì cải tạo. Tuyệt đại bộ phận công pháp, các ngươi đều có thể tu luyện. Hơn nữa tại trí lực cùng một tính phương diện, thuần khiết nhân loại cũng cực kỳ xuất sắc. Các ngươi đạo gia truyền thừa, một mực đều chú ý đốn ngộ, Phật gia cũng có cảnh tỉnh vừa nói như vậy. Cái này là thuần khiết nhân loại ngộ tính phi phàm trực tiếp thể hiện. Giống chúng ta huyết tộc, tuy nhiên tự nhiên sống lâu so các người nhân loại muốn dài một ít, nhưng thân thể cải tạo tiềm lực muốn không lớn lắm. Chính là bởi vì như vậy, có thật nhiều công pháp chúng ta hoàn toàn không thể tu luyện, cho dù miễn cưỡng tu luyện, hiệu quả cũng kỳ kém vô cùng. Nói đến đây, Michael ánh mắt sáng ngời mà đánh giá Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Tiêu chân nhân, ngài hiện tại không đến 30 tuổi, pháp lực cũng đã như vậy dày đặc, sức chiến đấu kinh người. Cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, bá tước tiên sinh, theo ta được biết, trong nhân loại thích hợp tu luyện dù sao cũng là số rất ít. Tượng tiêu chân nhân như vậy thiên phú dị bẩm, kỳ tài kiệt xuất chi sĩ, lại càng vạn chung không một. Dùng tiêu chân nhân để làm kiểu mẫu nói rõ, không khỏi quá nhỏ chúng rồi, không chuẩn bị sức thuyết phục. Là số rất ít, nhưng từng cái bước trên truy cầu trường sinh chi đạo nhân loại tu chân giả chỉ cần có chỗ thành tựu đích, không có chỗ nào mà không phải là cùng giai tu sĩ bên trong người nổi bật. Điểm này, cùng dựa vào thời gian tích lũy, chậm rãi tu luyện ra một ít pháp lực chủng tộc khác, có bản chất khác nhau. Một người là chủ động tiến thủ, một người là làm từng bước, hoàn toàn bất đồng. Mikhail bá tước rất chân thành nói. Nhìn ra được hắn kỳ thật đối với người loại tu chân giả thập phần tôn sùng. Hơn nữa, tự nhân khẩu số đếm mà nói, thuần khiết huyết tộc truyền nhân cùng thuần khiết nhân loại số lượng, kém quá xa liếu tương đương. Tiêu phàm liếc hắn một cái, chậm rãi nói ra, bá tước tiên sinh, gần kề chỉ là tại cái không gian này, mới là tình hình như vậy. Tại hắn không gian của hắn, rốt cuộc là loại nào sinh vật chiếm cứ số lượng thượng ưu thế tuyệt đối, đã có thể khó nói. Mikhail bá tước sắc mặt không khỏi hơi đổi, tựa hồ tiêu phàm lời này nói đến nào đó trọng điểm, lại để cho hắn cảm thấy có chút chẳng phải tự tại. RS Audio điện tử võ tấn bền. chương 656, phân liệt simi ân gia tộc. Bá tước tiên sinh, ta muốn biết, ta mụ mụ tình huống, rốt cuộc thế nào? Adelina hỏi. Nàng rốt cuộc không hề dối rắm với mình là huyết tộc vấn đề này. Bởi vì nhìn về phía trên, tiêu phàm tựa hồ sớm đã biết chuyện này, cũng không có bởi vậy đối với nàng sinh ra bất luận cái gì phản cảm. Nàng hôm nay đã là Tiêu Phàm nữ nhân. Tiêu Phàm nếu không thích nàng, như thế nào lại cùng nàng hợp làm một thể? Điểm này rất quan trọng yếu. Tiêu Phàm thái độ như vậy, lại để cho Adelina rốt cục có thể miễn cưỡng tiếp nhận chính mình thân phận mới. Đương nhiên, muốn hoàn toàn thích ứng, còn cần một cái quá trình. Nhưng mà chỉ muốn cửa thứ nhất qua rồi, còn lại đến cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mikhail lắc đầu, trầm giọng nói ra, công chúa điện hạ, ta không muốn đối với ngài nói dối. Phu nhân tình huống, không phải tốt như vậy, có rất lớn khả năng, nàng đã bị bắt cóc liếu tương đương. Vì cái gì, rốt cuộc là người nào, tại sao phải bắt cóc ta mụ mụ? Adelina lại một lần nữa gọi quát lên. Mikhail bá tước trầm ngâm, tựa hồ chính đang suy nghĩ tìm từ, hơi khoảnh, mới chậm rãi nói ra, công chúa điện hạ, nếu như ta phỏng đoán không có sai lầm lời mà nói, bắt cóc phu nhân người, là một cái tự xưng là Simi ân thân vương người. Simi ân thân vương, ngươi nói đùa gì vậy? Ba ba của ta sớm đã không tại cõi đời này rồi. Adelina mãnh liệt mở to hai mắt nhìn. Ngoại trừ phụ thân của nàng, trên cái thế giới này, làm sao có thể còn có một vị Simi ân thân vương? Mikhail bá tước lắc đầu, nói ra công chúa điện hạ, Simeon gia tộc là chúng ta huyết tộc truyền lưu lâu nhất xa truyền thừa, cũng là thuần tránh nhất huyết mạch. Nhưng là, tại trước đây thật lâu, Simeon gia tộc cũng bởi vì bên trong ý kiến không hợp, phân liệt thành hai cái chi nhánh, ai cũng tự xưng chính tông. Đương nhiên, chúng ta đều cho rằng, duy cầm bảo truyền thừa, mới được là chính tông Simeon gia tộc. Ngài là Simeon gia tộc duy nhất hợp pháp người thừa kế. Tương lai, ngài cùng tiêu chân nhân nhi tử, đem trở thành mới nhất đại Simeon thân vương. Adelina vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức khuôn mặt ửng đỏ, nhìn tiêu phàm liếc. Tiêu phàm hai hàng lông mày nhân lại, lạnh nhạt nói ra, bá tước tiên sinh, điểm này, ta như thế nào trước đó cũng không biết. Rất hiển nhiên, Mikhail bá tước bọn hắn không đại minh bạch người phương đông truyền thống quan niệm, con của ta, chỉ có thể kế thừa ta gia tộc vinh quang. Tôn tử hòa ngoại tôn, là hai cái bất đồng khái niệm. Tiêu phàm rất ưa thích Adelina, nếu như Adelina mang thai con của hắn, tiêu phàm hội cao hứng phi thường. Nhưng cái này cũng không tỏ vẻ, tiêu phàm sẽ đồng ý lại để cho con của mình tử thành vì huyết tộc truyền thừa một thành viên. Cho dù là trở thành mới nhất đại Simeon thân vương. Mikhail bá tước đối với vấn đề này lại tựa hồ như đã sớm trong lòng có bị, nghe vậy nói ra tiêu chân nhân. Chúng ta không có muốn lừa gạt ý của ngài, mấy trăm năm qua, bởi vì một ít văn học tác phẩm phủ lên, cùng với số ít cấp thấp hấp huyết quỷ sở tác sở vi, để cho chúng ta huyết tộc thanh danh không phải tốt như vậy. Nếu như ngươi là phát ra từ nội tâm ưa thích công chúa Điện Hạ, chúng ta cho rằng, ngươi không biết chú ý huyết mạch của chúng ta cùng nhân loại lược không có cùng. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ra, bá tước tiên sinh, điểm này, ta xác thực không ngại. Ta là phát ra từ nội tâm ưa thích Adelina, nhưng là, có quan hệ đời sau ân thân vương sự tình, chúng ta cần lại cẩn thận thương lượng hiện tại tạm thời không cần dối rắm vấn đề này. Cho dù những ngày này, Adelina đã muốn mang thai, muốn sinh hạt tiểu hài tử, cũng phải là 10 tháng về sau liễu tương đương. Nam hài nữ hài còn không biết, nếu như là nữ hài, dựa theo Simeon gia tộc truyền thống, phải không có thể trở thành thân vương đích. Nếu thật là nam hài, có phải là muốn cho hắn kế thừa Simeon gia tộc? Lên ngôi vì Simeon vương, sao còn muốn xem tiêu chân nhân có đồng ý hay không? Cái này không phải việc cấp bách, Đúng vậy, tiêu chân nhân, ta cũng vậy thì cho là như vậy." Adelina hỏi, cái kia tự xưng là Simion thân vương đích, rốt cuộc là người nào? Mikhail bá tước nói ra, công chúa điện hạ rất hổ thẹn, người này phi thường thần bí, cho tới nay sẽ không người biết rõ hắn chân thật tình huống. Chỉ nghe nói, hắn là Simion gia tộc cái khác chi nhánh thủ lĩnh, tự xưng Simion thân vương, nhưng thấy tận mắt qua hắn sát rất ít người. Coi như là cùng hắn mặt đối mặt, cũng không biết hắn là hay không dùng chân diện mục kỳ nhân. Tiêu phàm chậm rãi nói ra, nếu như hắn thật là Simeon gia tộc cái khác chi nhánh thủ lĩnh, như vậy hắn tự xưng Simeon thân vương, cũng không tính toán không hợp thói thường. Mikhail có chút vuốt cằm, nói ra tiêu chân nhân nói đúng. Kỳ thật cũng có không ít tộc nhân, cho rằng cái kia một chi mới thật sự là Simeon truyền thừa, huyết mạch thuần khiết. Năm đó Simeon gia tộc phân liệt về sau, song phương phát sinh qua mấy lần đại xung đột, thậm chí có thể nói là chiến tranh. Tiêu phàm nhíu mày hỏi, vì cái gì, chẳng lẽ mâu thuẫn đã muốn không thể điều hòa đến loại trình độ này sao? Đúng vậy, chuyện này, năm đó huyên náo rất lợi hại. Phân liệt song phương có tất cả tùy tùng, lẫn nhau thậm chí nghĩ áp đảo đối phương, trở thành chúa tể, chiến tranh tự không thể tránh né liễu tương đương. Mấy trận đại chiến xuống, trên cơ bản thế lực ngang nhau, dù ai cũng không cách nào lấy được tính quyết định thắng lợi, cuối cùng mới tại các trưởng lão quay vần phía dưới, cuối cùng nhất định chỉ chiến tranh, miễn cưỡng nắm tay giảng hòa. Qua nhiều năm như vậy, cứ việc không có phát sinh lần nữa đại xung đột, lẫn nhau trong lúc đó, trên cơ bản còn là ở vào địch đúng đích. Chỉ có điều một cái tại lạng yên tư bảo, một cái tại duy cầm bảo, gì đó cách xa nhau, bình thường miễn cưỡng có thể làm được nước giếng không phạm nước sông. Mikhail bá tước nói đơn giản minh một chút simi ân gia tộc năm đó phân liệt tình hình. Lạng yên tư bảo, tiêu phàm xương cung mày, mãnh liệt dương bắt đầu đứng dậy, tựa hồ đối với cái này địa danh rất mẫn cảm. Adelina cũng có chút giật mình, hỏi, đúng đấy cái kia lặng yên tư bảo sao? Cối say thịt, Mikhail cười khổ một tiếng, nói ra, đúng vậy, công chúa Điện Hạ, chính là cái tại một trận chiến thời kỳ được xưng là cối say thịt lặng yên tư bảo. Lặng yên tư bảo cối say thịt, tại một trận chiến thời kỳ, hoặc là nói, tại cả nhân loại chiến tranh sử thượng, đều đại đại hữu danh chiến tranh thế giới lần thứ nhất thời kỳ, nước đồng minh cùng hiệp ước quốc tại cái chấn nhỏ này triển khai từ trước tới nay kịch liệt nhất trận địa công thủ chiến. Hắn thảm thiết trình độ là trong lịch sử bất luận cái gì một hồi chiến dịch đều không thể so sánh với đích. Tại gần một năm thời gian ở phía trong, song phương đầu nhập quân đội vượt qua 100 sư, cuối cùng nhất tử vong gần 30 vạn người, bị thương tiếp cận 60 vạn người. Thương vong cực kỳ thảm trọng, ở đằng kia tấm nhỏ hẹp trận địa trong, quả nhiên là thi tích như núi, máu chảy thành sông. Vì vậy, lặng yên tư bảo cái chấn nhỏ này, được xưng là cối say thịt, tàn sát sân cùng địa ngục. Simi ân gia tộc cái khác chi nhánh, ngay tại lạng yên tư bảo định cư. Tiêu phàm ẩn ẩn cảm thấy, cái này khả năng không phải trùng hợp, trong lúc này. Có lẽ hơi có chút ở bên trong liên quan, tuy nhiên Mikhail bá tước khăng khăng, thuần khiết huyết tộc người, cũng không cần hút máu đến duy trì tánh mạng. Nhưng mà, hấp huyết quỷ, xương hồ thế này, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Simeon gia tộc cái khác chi nhánh, đem lặng yên tư bảo cái này đã từng núi thây biển máu tàn sát sân tuyển vì gia tộc của chính mình căn cơ chỗ trên mặt đất, chẳng lẽ sẽ không có nguyên nhân khác? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, rất cẩn thận mà hỏi thăm, bá tước tiên sinh, Simeon cái khác chi nhánh gia tộc, thật là sớm trước kia tiểu đỉnh cư tại lặng yên tư bảo, có lẽ hay là về sau rời quá khứ đích. Ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng Mikhail bá tước. Mikhail bá tước chậm rãi nói ra, là về sau rời quá khứ đích, ước chừng tại chiến tranh chấm dứt 5 năm về sau. Tiêu phàm gật gật đầu, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Adelina nói ra, bá tước tiên sinh, vậy bọn họ hiện tại bắt cóc ta mụ mụ, là muốn lại một lần nữa nhấc lên lượng hai gia tộc ở giữa chiến tranh sao? Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, đây không phải lượng hai gia tộc, nhưng lúc này ai cũng sẽ không để ý như vậy nói sai. Mikhail nhìn nàng một cái, trầm ngâm hơi khoảnh, thấp giọng nói ra, công chúa điện hạ, chỉ sợ bọn họ không phải muốn nhắc lên chiến tranh, mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Là ta, vì cái gì? Lần này, Adelina lại chấn động. Ta không biết vì cái gì, ta chỉ là nhận được điện thoại của bọn hắn, nói nếu như muốn muốn phu nhân an toàn, nhất định phải tại 7 ngày trong, dẫn công chúa điện hạ ngài đi trước lặng yên tư bảo. Nếu không, bọn hắn tự hội thương tổn phu nhân. Mikhail ăn ngay nói thật, Adelina lại nhẹ nhẹ thở vào một cái, nói ra, nói như vậy, ta mụ mụ bây giờ còn là an toàn đích. Mikhail nói ra, căn cứ tình huống đến phỏng đoán, hẳn là như vậy. Nhưng cái này chỉ là bọn hắn nói, chân thật tình huống phải chăng như thế, nhưng không nhất định. Lặng yên tư bảo gia tộc chi nhánh, tính cách xa xa không có duy cầm bảo chi nhánh như vậy bình thản. Bọn họ là phần tử hiếu chiến, nếu như không là vì bị quản chế tại trưởng lão hội áp lực, bọn hắn đã sớm bắt đầu đi đến mở rộng chi lên đường. Adelina sắc mặt lại là biến đổi. Tiêu phàm nói ra, bá tước tiên sinh, lúc trước Simeon gia tộc rốt cuộc là làm sao chia liệt đích, ngài biết rõ tin tức sao. Mikhail lắc đầu, hai hàng lông mày chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy. Nói ra, thật xin lỗi, tiêu chân nhân, rất sớm trước kia, Simeon gia tộc tổ nứt ra, khi đó, ta cùng phu nhân đều còn không có sinh ra nì. Phân liệt nguyên nhân, tại chúng ta huyết tộc lịch sử ghi lại chung cũng không có kỹ càng ghi chép phu nhân nghe gia tộc lão nhân nói hình như là bởi vì lý niệm vấn đề một bộ phận hiếu chiến tộc nhân muốn nhanh chóng khuếch trương thế lực một bộ khác phận tính cách tương đối ôn hòa tộc nhân phản đối làm như vậy dù sao tộc nhân của chúng ta nhân số quá ít mà chỉ có chính thức có được thuần khiết huyết mạch huyết tộc người mới không e ngại ánh mặt trời có thể tại ban ngày tự do hoạt động những kia về sau gia nhập chúng ta huyết tộc nhân loại, bọn hắn gen tồn tại trời sinh khuyết điểm, ban ngày thì không có biện pháp đi ra hoạt động đích. Như vậy một chi sợ hãi ánh mặt trời quân đội, muốn chính thức thực hiện đối với người loại hữu hiệu thống trị, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Phu nhân cùng ta, một mực đều kiên trì, chúng ta huyết tộc người, phải cùng nhân loại chung sống hòa bình, trợ giúp lẫn nhau, mới được là tốt nhất sách lược. Toàn diện khai chiến, chỉ biết lưỡng bại câu thương, cho song phương đều tạo thành khó có thể đền bù tổn thất. Mikhail rất chân thành nói, làm cho người rất khó hoài nghi hắn thành khẩn. Bá tước tiên sinh, ta rất đồng ý ý kiến của ngươi. Xin thứ cho ta mạo muội, ta rất muốn hỏi một chút, có phải thật vậy hay không tưởng có chút văn học tác phẩm miêu tả cái kia giặc, nhân loại bình thường chỉ cần bị hấp huyết quỷ cắn về sau, tự sẽ biến thành hấp huyết quỷ, từ nay về sau trở thành huyết tộc một thành viên. Mikhail cười khổ lắc đầu, nói ra tiêu chân nhân, ngài nên biết, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thật muốn là như vậy lời nói, chỉ sợ từ lúc một số năm trước, vũ khí nóng còn không có phát minh lúc đi ra, cả địa cầu cũng đã bị huyết tộc hoàn toàn chiếm lĩnh. Trên thực tế, chỉ có có đủ đặc thù thể chất nhân loại, tại bị huyết tộc người cắn về sau, mới sẽ biến thành hấp huyết quỷ. Loại này đặc thù thể chất người số lượng cực kỳ ít ỏi, tỷ lệ vạn chung không một. Thì ra là thế. Tiêu phàm nhẹ nhàng gõ đầu may mắn chương 657, gia tộc thực lực. Màu ngân bạch Lamborghini xe thể thao, bôn ba Mercedes Benz tại châu tế trên đường lớn. Cái này đầu đẳng cấp cao châu tế đường cái, đi thông châu Âu Tây bộ tiểu trấn lặng yên tư bảo. Lái xe chính là tiêu phàm, Adelina tại trên ghế lái phụ. Theo Duy cầm bảo đi trước lặng yên tư bảo, cần ngang tốt mấy cái quốc gia, hành trình mấy ngàn cây em. Như thế trường khoảng cách lái xe, tương đương mệt mỏi. Bất quá đối với tiêu phàm mà nói, loại trình độ này thể lực tiêu hao, hoàn toàn có thể không đáng kể. Trên thực tế, tại lái xe ngang hơn phân nửa châu Âu đại lục thời điểm, tiêu phàm còn có thể đồng thời điều tức vận khí, không rơi hạ tu luyện. Cuối cùng nhất lựa chọn lái xe đi trước lặng yên tư bảo, là tiêu phàm cân nhắc lợi hại về sau làm ra quyết định. Dùng tốc độ mà nói, đương nhiên là thừa lúc ngồi phi cơ nhanh nhất. Duy cầm bảo thân mình tự có được thuộc về mình chuyên cơ nhưng tương đối mà nói, máy bay trên không trung cũng không phải như vậy an toàn, một khi lọt vào tập kích, tiêu phàm khó có thể chiếu cố tất cả mọi người chu toàn. Vô cực môn môn quy giáo lý, cũng không đem thế nhân chia làm ba bảy loại, thực sự ngoài ý muốn phát sinh, hơn nữa là bởi vì Adelina mà dạy ngoài ý muốn, tiêu phàm không thể đem đội bay nhân viên đưa chi không để ý. Tương đối mà nói, lái xe đi trước lặng yên tư bảo, chỉ là thời gian cần đắc lược trường một ít, hệ số an toàn cũng rất cao. Tiêu Phàm không vội, hắn có rất nhiều thời gian. Đã đối phương mục tiêu là Adelina, chỉ cần Adelina cùng mình cùng một chỗ, như vậy quyền chủ động tự thủy trung tại trên tay mình. Tại nhân thủ không đủ dưới tình huống, đương nhiên là đánh phòng thủ phản kích so đánh tiến công chiến muốn có nắm chắc nhiều lắm. Đối với Lặng Yên Tư bảo Simeon gia tộc phòng ngự tình huống, Mikhail bá tước cũng biết không nhiều lắm, chỉ biết là thuộc về Simeon gia tộc cái kia tòa nhà đại biệt thự tỏa lạc tại vị trí này biệt thự trong tình huống, biết rõ một ít bên ngoài mấy cái gì đó. Đây là nhiều năm qua, Duy Cầm Bảo Phương Diện cùng Mikhail Bá Tước hao tốn đại lượng tâm huyết, dụ dỗ lặng yên tư bảo gia tộc nào đó bên ngoài nhân viên làm phản, mới lấy được bộ phận tình báo. Lặng yên tư bảo gia tộc thành viên trung tâm, rất khó tiếp xúc tìm được. Cho dù tiếp xúc đến, cũng chưa chắc có thể thành công dụ dỗ. Xúi dục, đã tại trưởng lão hội quay vần phía dưới, lượng hai gia tộc chi nhánh xem như miễn cưỡng ký kết ngưng chiến hiệp định như vậy một ít quá rõ ràng động tác không thể làm tất cả mọi người phải thủ quy củ khiến cho quá giới hạn rồi chẳng khác nào là trọng khải chiến đoan một chút như vậy tình báo trên cơ bản không có bất kỳ thực tế tác dụng tiêu phàm hy vọng tại xâm nhập lạng yên tư bảo biệt thự trước kia làm đến càng nhiều là thực dụng tình báo nói thí dụ như biệt thự trên mặt đất kiến trúc tình huống cùng dưới mặt đất kiến trúc tình huống lực lượng phòng ngự như thế nào phân bố. Lại nói thí dụ như tưởng Sadat cùng Iliic như vậy tuần tra sứ giả, lặng yên tư bảo phương diện có bao nhiêu. Tuy nhiên một cái tuần tra sứ giả thực lực tại tiêu phàm trong mắt chưa nói tới quá mạnh mẽ, nếu như số lượng phần đông lời mà nói, như ông vỡ tổ sông tới, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ngoài ra, Mikhail Bá Tước còn nói cho tiêu phàm, những này tuần tra sứ giả là phân đẳng cấp đích, tổng cộng phân 3 cấp, d đẳng nhất chính là tuần tra người, cao nhất đợi thì còn lại là tuần tra sứ giả, đẳng cấp cao nhất đích thì là tuần tra đại sứ. Tuần tra sứ giả là lặng yên tư bảo gia tộc trung kiên chiến lực. Đề đẳng nhất tuần tra người, nếu như là thuần khiết huyết tộc huyết mạch. Như vậy có thể ngắn ngủi biến thân trở thành, rơi hút máu, hình thái, tiến hành cự ly ngắn phi đột, phát huy ra vượt quá thái độ bình thường sức chiến đấu. Nếu như là về sau mới gia nhập huyết tộc nhân loại, vậy thì không có được biến thân năng lực. Tương đối mà nói, có thể được tuyển bạt trở thành tuần tra người nhân loại hấp huyết quỷ, đều có cực kỳ cường hãn chiến lực, trong trăm có một. Đây cũng là hạ đẳng hấp huyết quỷ có thể có được cao nhất chức vụ. Tuần tra sứ giả đã ngoài, nhất định đều là thuần khiết huyết tộc người, có thể tùy thời biến thân trở thành, rơi hút máu, sức chiến đấu mạnh, tại phía xa tuần tra người phía trên. Tại tiêu phàm trong mắt, tuần tra người cơ bản có thể không đáng kể liễu tương đương. So tuần tra sứ giả còn muốn nhược nhiều lắm thực lực, tin tưởng lặng yên tư bảo phương diện. Không biết ngốc đến khiến cái này tuần tra người chạy đến tiêu phàm trước mặt đến trứng gà đụng tảng đá. Tuần tra sứ giả nếu như số lượng không phải quá nhiều lời mà nói cũng là không cần lo ngại. Cho dù nhất thời bán hội, tiêu phàm không thể đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát, tại không có liên lụy dưới tình huống, muốn bỏ qua bọn hắn tuyệt đối không coi là nhiều khó sự tình. Chính thức lại để cho tiêu phàm coi trọng đích, là Mikhail trong miệng nói tuần tra đại sứ. Nghe nói, tuần tra đại sứ tung tính toán tại thuần khiết huyết tộc trong đám người, cũng có thể nói thiên phú kiệt xuất nhất tuấn ngạn, năng lực mạnh, tại phía xa bình thường tuần tra sứ giả phía trên. Năm ba cái thậm chí càng nhiều là tuần tra sứ giả hợp cùng một chỗ, cũng chưa chắc là một gã tuần tra đại sứ đối thủ. Tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú tiêu phàm vừa nghe chỉ biết, đây tuyệt đối không phải, vài gia tăng vài, đơn giản như vậy. Một gã có thể đối phó ba năm tên tuần tra sứ giả tuần tra đại sứ, tại một tròi một trong tranh đấu, có khả năng phát huy trung cực chiến lực, tuyệt không chỉ có dừng ở vài tên tuần tra sứ giả sức chiến đấu thêm vào. Loại này đẳng cấp thượng bất đồng, thể hiện tại chiến đấu lực phương diện, chính là chất biến hóa. Một ít lực sát thương rất mạnh công pháp, công lực không đến cái kia phân thượng, cái kia là tuyệt đối thi triển không được đích. Cho dù nhiều hơn nữa tuần tra sứ giả hợp cùng một chỗ, cũng không làm nên chuyện gì. Nói thí dụ như, một quả đạn pháo nổ chết 10 người, 10 chuôi súng ngắn tất cả nả một phát súng, cũng có thể gỡ yêu ta ít chết 10 người. Nhưng cái này tuyệt không ý nghĩa, 10 chuôi uy lực của súng lục gia tăng cùng một chỗ có thể cùng một ổ đại pháo uy lực bằng nhau. Đối với trốn ở trong lô cốt địch nhân đến nói, súng ngắn thậm chí súng máy khai mở thương cũng tổn thương không đến một cọng tóc gáy, đại pháo đi lên, một pháo liền đem lô cốt nổ bay liếu tương đương. Cũng may Mikhail bá tước cũng nói rồi, loại này cực kỳ cường hãn tuần tra đại sứ, số lượng phi thường rất thưa thớt, tung tính toán tại lặng yên tư bảo gia tộc, cũng là thập phần hiếm thấy đích. Dù sao thiên tài thành phê hiện lên, dựa vào khổng lồ số đếm. Bất kể là cái nào Simeon gia tộc chi nhánh, thuần khiết huyết tộc người số lượng cũng không nhiều. Cùng loại như vậy trung kiên chiến lực, duy cầm bảo gia tộc cũng đồng dạng có được. Nếu không, luộc không cho tới hôm nay, đã sớm bị lặng yên tư bảo gia tộc tóm thâu. Nhưng là, Mikhail bá tước cũng rất thản nhiên mà nói cho tiêu phàm, duy cầm bảo bên này thực lực, Năm gần đây không bằng Lặng Yên Tư Bảo. Duy Cầm Bảo đã từng có được một gã thực lực cường hãn Tuần Tra Đại Sứ, đúng vậy tại mấy năm trước, bởi vì sống lâu sắp đi đến cuối cùng, cho nên cưỡng ép ta F đi tu luyện một loại nghịch thiên công pháp, kết quả tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng mà chết. Vị này Tuần Tra Đại Sứ vẫn lạc, làm cho Duy Cầm Bảo thực lực giảm lớn. Mà ân Vương Phi gặp chuyện không may thời điểm, bên người nàng đi theo bảo vệ hai vị Tuần Tra sứ giả, cũng đồng thời đã xảy ra chuyện hai vị này tuần tra sứ giả, cũng có thể nói là tuần tra sứ giả bên trong người nổi bật, gần với tuần tra đại sứ trọng yếu chiến lực. Tăng thêm Simeon Vương Phi chính mình, duy cầm bảo phương diện, liên tiếp tổn thất bốn gã cấp tột cùng chiến lực. Còn lại mấy vị tuần tra sứ giả, có hai gã tại trưởng quản lấy Simeon gia tộc tục vụ, mặt khác còn phải lưu lại hai ba người đến phòng thủ duy cầm bảo. Nếu như đem những này tuần tra sứ giả đều rút đi lời mà nói, vạn nhất lặng yên tư bảo bên kia quy mô tiến công, duy cầm bảo một thiên đô chống đỡ không đi xuống. Hiện thực sự thật tình huống chính là như vậy, dưới mắt duy cầm bảo đã muốn rất khó tổ chức lên một chi tượng chính là hình thức đội ngũ, hiệp trợ tiêu phàm đi trước lặng yên tư bảo cứu người. Đương nhiên, còn có Mikhail bá tước. Tiêu phàm nhìn ra được, Mikhail trên người linh lực chấn động, chút nào cũng không tại Simi ân vương phi phía dưới. So Sadat cùng Iliic hai vị này tuần tra sứ giả phải cường đại hơn nhiều. Nhưng là, Mikhail bá tước không thuộc về Simeon gia tộc, hắn là cái khác gia tộc thành viên trọng yếu, hơn nữa, bị trưởng lão hội trao quyền trưởng quản thế tục giới một ít trọng yếu tài sản. Cho nên, Mikhail cứ việc cùng Simeon vương phi quan hệ mật thiết, quan hệ cá nhân rất sâu, nhưng mà làm vì một ngoại nhân, hắn cũng không tốt nhúng tay Simeon gia tộc nội chiến. Một khi Mikhail bá tước nhúng tay tiến đến, sẽ xử vốn là phức tạp vấn đề trở nên càng thêm phức tạp vô cùng, thậm chí có khả năng đem mặt khác huyết tộc gia tộc đều cuốn vào đến cái này nước xoáy chung đến. Như vậy hiểm, người bình thường thật đúng là bốc lên không dậy nổi. Bởi vì Simeon là thuần khiết huyết tộc trong truyền thừa quy mô lớn nhất gia tộc, thực lực mạnh nhất. Tương đối mà nói, Mikhail chỗ gia tộc, thực lực muốn nhược không lớn lắm liễu tương đương. Tùy tiện cuốn vào đến như vậy nước xoáy chung đi, đối với Mikhail gia tộc mà nói, làm không tốt chính là tai họa ngập đầu cho dù Mikhail bá tước cùng Simeon Vương Phi ở giữa quan hệ cá nhân sâu hơn, cũng không dám lung tung làm ra quyết định như vậy. Bất quá, Mikhail có lẽ hay là nói ra, có thể hiệp trợ tiêu phàm bảo vệ tốt Adelina. Adelina tuy nhiên cũng là thuần tránh nhất Simeon gia tộc huyết mạch, có được lấy rất mạnh tiềm lực, nhưng trước đó, nhưng vẫn không có phát ra tới, thậm chí ngay cơ bản nhất công pháp đều chưa từng tu luyện. Trước mắt Adelina, cùng nhất nhân loại bình thường tiểu cô nương không có bất kỳ khác nhau mang theo như vậy một cái con ghẻ ký sinh, xâm nhập lặng yên tư bảo Simi ân gia tộc hang ổ đi cứu người, quay mắt về phía không thể biết nguy hiểm, dù cho tiêu chân nhân tu vi cao tới đâu, đó cũng là tuyệt đối điên cuồng cử động. Adelina giao cho Mikhail bá tước bảo vệ, tiêu phàm có thể khinh trang thượng trận. Đúng vậy tiêu phàm lại không chút do dự tự cử tuyệt Mikhail bá tước đề nghị, hắn kiên trì muốn dẫn Adelina cùng đi. Mikhail bá tước đương nhiên là một vị thân sĩ, hơn nữa tiêu phàm cũng không nghi ngờ hắn và Simi ân vương phi giao tình. Điểm này, theo hắn có thể một mình tiến vào Simi ân vương phi thư phòng có thể phán đoán được đi ra. Bất quá, tiêu phàm cuối cùng cùng hắn liên hệ không nhiều lắm, đối với huyết tộc tất cả gia tộc quan hệ trong đó lại càng không hiểu ra sao, không biết bọn hắn có những thứ gì chính là hình thức lợi ích liên lụy. Cái gọi là tình bạn, tại ích lợi thật lớn hấp dẫn trước mặt, thật là nan kinh được khảo nghiệm đích. Tại đây chính là hình thức thời kỳ phi thường, Tiêu Phàm tuyệt sẽ không đem Adelina an nguy đơn giản giao cho trong tay người khác đi, cho dù là Mikhail cũng không được. Người sáng suốt xem xét tựu minh bạch, hiện tại Adelina mới thật sự là mấu chốt. Adelina tại trong tay ai, ai tựu nắm giữ quyền chủ động. Nếu thật là Adelina bị Lặng Yên Tư Bảo Phương diện bắt đi, Tiêu Phàm chỉ có càng thêm bị động. Đương nhiên, Tiêu Phàm khẳng định cũng không còn ý định mang theo Adelina đi tiến công Lặng Yên Tư Bảo Simian gia tộc cứ điểm tiến công trước kia, tiêu phàm hội thích đáng an bài tốt Adelina, cho nàng tìm một người ẩn nấp sung thân chỗ. Thấy tiêu phàm cự tuyệt đề nghị của mình, Mikhail bá tước có vẻ có phần có vài phần bất đắc dĩ. Không hề nghi ngờ, dưới mắt Adelina chỉ kém tín tiêu phàm, tiêu phàm không gật đầu, Adelina sẽ không theo lấy bất kỳ ai khác đi đích. chương 658, sử dụng sở trường của người mà đánh bại người. Suốt ba ngày đi qua quá khứ, Lamborghini một đường thông suốt, chọn vẹn chạy hơn 4.000 cây em, đã muốn nhanh chống đỡ gần lạng yên tư bảo chỗ quốc biên cảnh. Châu Âu nhất thể hóa xây dựng, làm cho ra vào lãnh thổ một nước thủ tục giản tiện dị thường, nhiều khi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không có gì kiểm tra, đường cao tốc trực tiếp liên thông đích. Tiêu phàm hoa hạ quốc thân người phần, không có khiến cho bất luận cái gì phiền toái, lại càng không từng trở thành chướng ngại. Ngẫu nhiên đụng phải kiểm tra chạm, cũng có lẽ hay là thông suốt. Tiêu phàm cứ việc không có học tập thất diệu cung, mê hồn thuật, vốn lấy hắn tu vi hiện tại, ngắn ngủi khống chế thoáng một tí người bình thường đại não, quả thực chính là dễ dàng, không tồn tại vấn đề gì. Một người lái xe, ba ngày chạy hơn 4.000 cây em, đối với bình thường lái xe mà nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại tiêu phàm mà nói, bất quá chính là chút lòng thành. Rất nhiều châu Âu quốc gia đường cao tốc tình hình giao thông thật tốt, cá biệt quốc gia còn không hạn nhanh chóng, cũng có thể cực tốc bôn ba Mercedes-Benz. Tiêu phàm đắc như vậy, chậm, mỗi thiên hơn một ngàn cây em tựu dừng lại nghỉ ngơi, chủ yếu là vì chiếu cố Adelina. Nói sau, tại trước mắt loại tình huống này, nếu như Mikhail phân tích đáng tin cậy, mục tiêu của bọn hắn là Adelina lời mà nói, như vậy hiện tại sốt ruột đúng là lặng yên tư bảo phương diện, mà không phải tiêu phàm. Ngày thứ ba buổi tối, Lamborghini ngoặt hạ đường cao tốc, chuẩn bị đi trước cách đó không xa một cái trấn nhỏ tìm khách sạn ở lại nghỉ ngơi. Tiêu Phàm thoải mái mà nắm tay lái, tùy ý cùng Adelina nói chuyện nói chuyện phiếm, tận lực làm cho nàng buông lỏng tâm tình. Tiêu Phàm, chú ý. Vốn là mặt lộ mỉm cười Adelina bỗng nhiên la hoảng lên. Lamborghini đầu xe cách đó không xa, không biết lúc nào, bỗng nhiên thêm một người. Một gã hắc y váy đen mỹ nữ, cứ như vậy đứng ở đường cái chính giữa, mỉm cười nhìn qua bay nhanh mà đến xe thể thao, thần tình trên mặt thoải mái đến cực điểm phảng phất đang tại thưởng thức cái gì cảnh đẹp, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có phát giác được nguy hiểm. Adelina nhớ rõ rất rõ ràng, vị trí kia, vốn là không có người đích. Ai hội không có việc gì đứng ở đường cao tốc dẫn trên đường đi. Ai ngờ nháy mắt, cái này hắc y váy đen mỹ nữ liền đột nhiên xông ra, quả thực thật giống như ảo thuật đồng dạng. Người này đầu có tật xấu sao? Để cho nhất Adelina giật mình chính là, tiêu phàm rõ ràng chút nào đều không có giảm tốc ý tứ, Ngược lại một cước giẫm nát chân ga thượng, vừa mới giảm tốc xuống Lamborghini gầm lên giận dữ, thân xe bỗng nhiên run lên, hướng về phía trước cái kia hắc y đầy đặn mỹ nữ ném mạnh đi qua quá khứ. Tiêu Phàm. Adelina chấn động, kìm lòng không được mà thân thủ bắt lấy bắt tay, thân thể sau này chăm chú tựa lưng vào ghế ngồi, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Giờ khắc này, nàng rõ ràng tại Tiêu Phàm trong mắt chứng kiến một vòng đặc hơn sát cơ, thường ngày tao nhã Tiêu Phàm, phảng phất đổi người tựa như trở nên cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy thô bạo ý. Nhìn qua ném mạnh mà đến xe thể thao, Hắc Y Mỹ nữ khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt dáng tươi cười. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, Lamborghini tự đập lấy Hắc Y Mỹ nữ trước người, Adelina một tiếng kêu sợ hãi, chăm chú nhắm mắt lại. Nhưng mà, mong muốn chung cái chủng loại kia, mãnh liệt va chạm cũng không có phát sinh. Adelina vội vàng mở to mắt, trước mắt ở đâu còn có Hắc Y Mỹ nữ bóng dáng chẳng lẽ vừa rồi hết thảy, gần kề chính là ảo giác của mình. Bất quá ngay sau đó, Adelina chỉ biết, đây không phải ảo giác. Một hồi tràn ngập từ tính tiếng cười, thanh thanh sở sở mà thông qua quý báu xe thể thao xếp đặt thiết kế đắc cực kỳ đúng chỗ cách âm hệ thống, chuyển đến trong tai của nàng. Thân yêu công chúa Điện Hạ, ngài vị này đến từ đông phương Bạch Mã Vương Tử, nguyên lai là như thế thô lỗ sao. Một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc, tâm tác quả thực cùng với ngài xe tiêu đồng dạng, là một đầu man nghiêu a hát. Yêu nhã nữ giọng thấp, tại Adelina bên tai tiếng vọng không dứt. Ngươi là ai? Adelina kêu lên, nhưng nàng không thể xác định, bên ngoài người có thể không nghe được thanh âm của nàng. Tiêu phàm, chú ý. Sau một khắc, Adelina lại la hoảng lên. Chỉ thấy xe phía trước, bỗng nhiên dâng lên một cổ vòi rồng. Cùng Adelina trước kia tại trên TV nhìn qua vòi rồng bất đồng, Lamborghini chính phía trước này cổ vòi rồng, là huyết sắc đích, hồng lóng lánh, tung xem như tại biệt kín trong xe, Adelina cũng có thể rõ ràng mà nghe thấy được một cổ cực kỳ mãnh liệt mùi máu tươi, thiếu chút nữa muốn nôn mửa liên tục. Huyết hồng vòi rồng phô thiên cái địa, bao phủ mà xuống. Sau đó, Adelina hoảng sợ mà chứng kiến, vòi rồng chính trung ương, vậy mà có một người. Cái kia hắc y váy đen đầy đặn mỹ nữ. Không biết lúc nào, sau lưng của nàng dài ra một đôi màu đen cực lớn cánh bằng thịt, mở ra đến khoảng chừng dài hai ba thước, thỉnh thoảng hai cánh khẽ vỗ, thì có đại đoàn huyết phụ tự trong cơ thể nàng tuôn ra, gia nhập vào huyết sắc vòi rồng bên trong, làm cho vòi rồng uy lực lại lại tăng thêm một phần. Quả thực tựa như đến từ tà ác thế giới yêu linh. Hấp huyết quỷ. Nàng là hấp huyết quỷ. Adelina thét lên không ngừng, trên mặt lộ ra thất kinh thần sắc. Cứ việc nàng miễn cưỡng tiếp nhận rồi chính mình huyết tộc công chúa thân phận, nhưng ở sâu trong nội tâm đối với hấp huyết quỷ sợ hãi cùng chán ghét lại cũng không phải cái này chính là vài ngày có thể áp chế xuống dưới đích. Bỗng nhiên nhìn thấy khủng bố như vậy tình hình, Adelina lập tức liền đem chính mình thực tế thân phận ném ra. Đến trời cao vân ngoại, Adelina, đừng sợ. Liền ở phía sau, một bàn tay ấm áp đưa ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ dưa, tràn đầy chiều mến chi tình bay nhanh bên trong Lamborghini, chậm rãi ngừng lại, phi thường vững vàng, không có bất kỳ dừng ngay cảm giác cùng không khỏe. Tiêu phàm, cái kia, đó là cái gì? Huyết tộc tuần tra đại sứ. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, hai mắt có chút mị phùng. Hắn sớm đã tại hắc y mỹ nữ trên người cảm nhận được vượt xa xa đát cùng y linh lực chấn động, không hề nghi ngờ, nàng chính là Mikhail bá tước nói qua tuần tra đại sứ. Đương nhiên, như nếu như đối phương là nam nhân lời mà nói tiêu phàm thậm chí hội hoài nghi là simi ân thân vương tự thân xuất mã liếu tương đương tại đây đã muốn tiếp cận lặng yên tư bảo cái khác simi ân chi nhánh gia tộc người cũng nên lộ diện a -hat. adelina kinh hãi đợi trong xe không cần phải chạy khắp nơi không có chuyện gì tiêu phàm vừa cười vừa nói lập tức mở cửa xe đi xuống cửa xe mở ra lập tức vẻ này người trong muốn ói mùi máu tanh mãnh liệt tràn vào trong xe, Adelina vội vàng bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, lúc này mới cố nén không có thật sự nhổ ra, nhưng là đến mức bất thiện. Tiêu phàm tay vừa nhấc một cái màu ngà sữa màn hào quang di động hiện ra, lập tức mở rộng, đem Lamborghini bao phủ hắn xuống. Adelina lập tức cảm thấy vẻ này mãnh liệt mùi máu tanh như vậy ngăn cách bên ngoài, rốt cuộc người không thấy nhỏ tí tẹo. Tiêu phàm lại dương tay đánh ra ba cái phù lục, Hóa thành một cái càng lớn màu đỏ vòng bảo hộ, lại bọc tại màu ngà sữa màn hào quang bên ngoài, cùng với trong núi tiểu trấn lần kia đồng dạng, cho Adelina tăng thêm hai tầng phòng hộ. Dùng huyết sắc vòi rồng uy danh, dựa vào như vậy hai tầng vòng bảo hộ muốn ngăn trở vòi rồng ăn mòn, đó là đương nhiên không có khả năng, bất quá Tiêu Phàm cũng sẽ không lại để cho huyết sắc vòi rồng thật sự thổi sang cái này hai tầng vòng bảo hộ phía trên. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, hô mà một trường đẩy ra lập tức cuồng gió gào thét, uyển như sơn băng hải thiếu giống nhau, một cổ bàng nhiên sức lực, tịch đi lên, hướng vẻ này huyết sắc vòi rồng đón đánh mà đi. Cùng lúc đó, tiêu phàm trái giơ tay lên, hơn 10 đạo hắc trung sáng quang mang lóe lên, hướng bốn phương tám hướng vào tới, trong nháy mắt tựu không thấy bóng dáng. Đương nhiên, nếu nhìn kỹ lời mà nói, vẫn có thể đủ tại trong hư không chứng kiến hơn 10 đạo nhàn nhạt, nhạt bóng dáng. Cái này ngàn năm tuyết yêu lợi trảo cùng, băng tủy, hỗn hợp luyện chế ra đến băng phách phi đao, rõ ràng còn dẫn có một chút ẩn hình hiệu quả, đây là tiêu phàm luyện chế thời điểm chưa từng nghĩ đến đích. Nếu như là tại đất tuyết, băng phách phi đao ẩn hình hiệu quả sẽ tốt hơn. Liền vào lúc này, tiêu phàm một trường đẩy ra sức lực, đã cùng huyết sắc vòi rồng đụng vào nhau. Làm cho người giật mình một màn đã xảy ra. Gào thét trường lực va chạm đến huyết sắc vòi rồng, rõ ràng không có chút nào ảnh hưởng, cứ như vậy bị vòi rồng hấp thu đi vào, chưa từng kích khởi một điểm bọt nước, thậm chí ngay huyết sắc vòi rồng tiến lên tốc độ đều không có chậm lại nửa phần. Tiêu phàm mỉm cười, tựa hồ đây hết thảy từ lúc dự liệu của hắn bên trong, tay trái sờ quyết, miệng lầm bẩm cao gần tấc, đỉnh càn khôn, bắn ra, tiêu phàm tay phải năm ngón tay liên đạn, từng đạo hùng hậu pháp lực rót vào trong đỉnh. Thoáng qua trong lúc đó, đỉnh càn khôn, liền tạo thành một cái ba thước phạm vi hấp lực nước xoáy, nghênh hướng huyết sắc vòi rồng hắc y mỹ nữ khóe miệng lần nữa hiện lên một tia khinh thường dáng tươi cười. Thật sự, đỉnh càn khôn, quá nhỏ, quá không ngờ rồi, loại vật nhỏ này thả ra pháp thuật, có thể có nhiều hơn uy năng. Nhưng mà sau một khắc, hắc y mỹ nữ liền mãnh liệt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Thấy chính mình huyết sắc vòi rồng bỗng nhiên chấn động, sau đó liền hướng về, đỉnh càn khôn, huyễn hóa ra hỗn độn đổ nước xoáy kích bắn đi, tựa như bách xuyên quy hải nhất loại, phía sau tiếp trước tuôn hướng, đỉnh càn khôn. Cứ việc cái này huyết sắc vòi rồng mùi nghe thấy bắt đầu đứng dậy thật không tốt được, tiêu phàm làm mất đi chung cảm thấy một cổ cực kỳ tinh thuần huyết đạo chi lực. Thanh dương tổ sư nói được minh bạch, đỉnh càn khôn cần liên tục không ngừng mà thu nạp thiên địa tinh hoa, mới có thể năng lực tạo âm dương nhị khí, tẩm bổ lịch đại tổ sư sắp đặt trong đó tam hồn lục phách. Cái này huyết đạo chi lực tuy tương đối tà dị, nhưng coi như là thiên địa tinh hoa một loại, cho, đỉnh càn khôn tiến bổ phù hợp. Hắc y nữ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, chố mắt hơi khoảnh mới hồi phục tinh thần lại. Trước đó, nàng còn chưa bao giờ thấy qua có người như vậy đối phó nàng huyết sắc vòi rồng. Vốn là nàng huyết sắc vòi rồng thì có thôn vệ hết thảy đặc thù công hiệu, tiêu phàm đẩy ra trưởng lực nhìn như kinh người, đụng một cái đến vòi rồng liền là bị thu nạp đi vào, không hề kháng cự chi lực. Cái này còn không có đắc và đắc ý đâu rồi, cái này xảo trá người phương đông dĩ nhiên cũng làm, sử dụng sở trường của người mà đánh bại người, hơn nữa lực cắn nuốt tựa hồ vẫn còn tại huyết sắc vòi rồng phía trên, cứ như vậy làm chế nãi một lát, hùng hồ, cơ hồ thượng tiếp thiên địa huyết sắc vòi rồng, thoáng cái tự ít đi không sai biệt lắm một phần người. Thịt, hắc y mỹ nữ đau lòng không thôi, một câu thô sao sao đi ra. Lập tức cũng bất chấp đi tự hỏi tiêu phàm đây là cái gì bảo vật, lợi hại như thế, luống cuống tay chân mà cử động vung tay lên, ngạnh xanh xanh đem huyết sắc vòi rồng cùng, đỉnh càn khôn, hỗn độn đồ ở giữa liên lạc chặt đứt. Cái này huyết sắc vòi rồng là nàng dùng để đối địch một đại sát thủ giản, trong đó ẩn chứa nàng bổn nguyên chi lực, một khi địch nhân bị vòi rồng cuốn vào trong đó, lập tức cũng sẽ bị trong đó ẩn chứa bổn nguyên chi lực ăn mòn, trở nên thần trí không rõ, tùy ý nàng bài bố. Hôm nay bị, đỉnh càn khôn, điên cuồng như vậy hấp thụ, chỉ hoãn nữa một hồi, muốn suy giảm tới bổn nguyên liễu tương đương cái này người phương đông, quả thật tượng Sa Đát nói như vậy, rất có vài phần cổ quái. chương 659, Di hình đổi ảnh. Mắt thấy hắc y mỹ nữ quyết định thật nhanh, chặt đứt huyết sắc vòi rồng cùng, đỉnh càn khôn, liên lạc, tiêu phàm cũng không truy kích, cử động tay khé vẫy, đỉnh càn khôn, bay vụt mà quay về. Tiêu phàm đem thần niệm chi lực hướng bảo trong đỉnh một chút điều tra, liền là thỏa mãn gật gật đầu. Từ bước vào, thiên nhân cảnh, về sau, tiêu phàm thần niệm chi lực đại tăng, cùng, đỉnh càn khôn, câu thông liên lạc cũng càng tầng trên lâu. Loại này ẩn chứa huyết đạo chi lực vòi rồng, xác thực là đỉnh càn khôn, tiến bộ tốt tài liệu. Hắc y mỹ nữ thân thể run lên, huyết sắc vòi rồng xoay nhanh lấy quay trở lại, bỗng nhiên gian liền tràn vào trong cơ thể của nàng, không thấy bóng dáng. Sau lưng cực lớn màu đen cánh, cũng thu vào, thật giống như cả người đều lăng không lơ lửng ở trên hư không phía trên, tình hình có vẻ cực kỳ yêu dị. Khóe miệng vốn là mang theo vui vẻ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt trở nên âm u đích, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, cho thấy đắc rất là tức giận. Chỉ có điều một cái đối mặt, thiếu chút nữa bị tổn thất nặng, cũng khó trách nàng phẫn nộ không thôi liếu tương đương. Tiêu tiên sinh, ngài thật làm cho ta thất vọng, không nghĩ tới các người người phương đông đều là ăn trộm, dùng thủ đoạn như vậy. Tiêu phàm liếc nàng một cái, lạnh nhạt hỏi cô nương họ gì đại danh. Là Simeon gia tộc tuần tra đại sứ sao? Hắc y mỹ nữ cười lạnh nói, tiêu tiên sinh, xem ra người đối với chúng ta si ân gia tộc, hiểu rõ đắc không ít chứ sao. Đúng vậy, ta chính là tuần tra đại sứ, ta gọi Amina. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ra tuần tra đại sứ thực lực, quả nhiên không phải bình thường tuần tra sứ giả có thể chịu được bằng được đích, lĩnh giáo. Tiêu tiên sinh, nghe nói thủ hạ ta tuần tra sứ giả y ích, là bị tiêu tiên sinh sát hại hay sao? Amy Na thẳng tắp nhìn thẳng tiêu phàm, lạnh lùng hỏi, ngữ khí rất là bất thiện. Tất cả tuần tra sứ giả đều đều là thuần khiết huyết tộc truyền thừa, từ ngàn năm nay, đoàn người vị trí cái thế giới này tu luyện tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, linh khí khuyết thiếu gay gắt, muốn bồi dưỡng một cái hợp cách tuần tra sứ giả. Tương đương không dễ dàng, từng cái tuần tra sứ giả đều là gia tộc tinh anh chiến lực. Illyik bị tiêu phàm Iota chết, lặng yên tư bảo gia tộc tổn thất không nhỏ. Tiêu phàm có chút vuốt gằm, thần sắc nhàn nhạt đích Amy Na càng thêm tức giận, quát tiêu tiên sinh, người một cái người phương đông, ngạnh xanh xanh tham dự đến chúng ta ân gia tộc bên trong sự vụ bên trong đến, còn gờ yêu ta ít hại gia tộc bọn ta tuần tra sứ giả, thật sự cho rằng ân gia tộc dễ khi dễ sao. Tiêu tiên sinh chẳng lẽ muốn khơi màu đông tây phương tu chân giả ở giữa đại chiến. Đông tây phương tu chân giả ở giữa đại chiến. Tiêu phàm tự nở nụ cười. Amy Na tiểu thư, ta xem ngươi tựa hồ đối với trước mắt trung thổ tu chân giới tình huống, còn rất không biết a hát. Tựu trước mắt loại tình hình này, Đông Tây Phương có thể còn lại vài cái tu chân giả. Cho dù muốn chiến, chỉ sợ cũng chiến không đứng dậy a. Amy Na cũng là một tiếng cười lạnh, nói ra tiêu tiên sinh. Cái kia cũng chỉ có thể trách người cô lậu quả văn liễu tương đương. Loại tình huống này lập tức tựu sẽ cải biến, đợi thông đạo một lần nữa mở ra, vậy cũng tựu. Hắc hắc, Amy na tựa hồ cảm thấy có chút không ổn câu nói kế tiếp lập tức tựu nuốt trở vào báo chi dùng hai tiếng cười lạnh tiêu phàm sắc mặt lập tức trở nên thập phần nghiêm trọng hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn thẳng Amy na trầm giọng hỏi Amy na tiểu thư người đang nói cái gì thông đạo chẳng lẽ các người dám mở ra không gian thông đạo sao tu di trong không gian thanh dương tổ sư từng từng nói qua một ít đã từng sụp xuống không gian thông đạo có khả năng một lần nữa mở ra quả thật như thế, không biết sẽ có những thứ gì chính là hình thức yêu ma quỷ quái hội thông qua không gian thông đạo đi vào trung thổ thế giới. Đến lúc đó tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn, đương nhiên, cũng có khả năng dẫn đầu mở ra thông đạo liên thông chính là một người khác loại tu chân giả, không gian giới diện, có thể đem đại lượng người thần thông quảng đại loại tu chân giả tiếp dẫn đến trung thổ thế giới đến, đoạt trước một bước thành lập vững chắc căn cứ địa, chống cự tà ma ngoại đạo ăn mòn thậm chí trực tiếp đem những kia đi thông mặt khác tà ma giới diện thông đạo triệt để phong ấn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết vấn đề cũng không là không thể nào đích. Chỉ có điều, loại này thuần túy đánh bạc vận khí sự tình, tiêu phàm có lẽ hay là không thích lắm. Bị bất đắc dĩ, ngẫu nhiên vì chi, cũng thì thôi, thường xuyên như vậy đi đánh bạc vận khí. Tuyệt đối không phải thành thục bảo hiểm cách làm. Thanh Dương Tổ Sư nói được minh bạch, đỉnh càn khôn là không gian bảo vật, tại đặc biệt trong hoàn cảnh, là mở ra không gian thông đạo cái chìa khóa. Đã cái chìa khóa tại trên tay mình, như vậy mở ra không gian thông đạo chuyện như vậy, tiêu phàm nhất định phải tìm khống chế tại trong tay mình. Amy Na cũng không lại cùng tiêu phàm đàm luận cái đề tài này, hướng vững vàng đứng ở giữa đường Lamborghini nhìn lướt qua, trên mặt tức giận khí sắc, bỗng nhiên hế quét là sạch, khanh khách cười một tiếng, nói ra tiêu tiên sinh, chúng ta simi ân gia tộc trước sau như một khoan dung độ lượng rộng lượng tiêu tiên sinh cũng là phương đông rất có danh vọng cao nhân, y lý sự tình, chúng ta có thể không truy cứu. Chỉ cần tiêu tiên sinh đem công chúa điện hạ giao cho chúng ta là được rồi. Tiêu phàm cười cười, nói ra, Amy na tiểu thư, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta rất sợ các ngươi truy cứu. Adelina là bạn lữ của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ giao cho các ngươi sao. Amy sắc mặt thoảng qua trầm xuống, nói ra tiêu tiên sinh, thỉnh cầu ngươi không cần phải lầm rồi, Adelina là chúng ta Simeon gia tộc công chúa, thỉnh nàng trở lại gia tộc bọn ta đi, chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sao? Người dựa vào cái gì ngăn cản? Thỉnh, các người bắt cóc Adelina mẫu thân, cái này chính là các người mời phương thức. Tiêu phàm dáng tươi cười có chút lạnh. Amy cảm thấy sự kiên nhẫn của mình, đang tại một chút mà bị mài rơi. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định cùng tiêu phàm, nói chuyện phiếm nói chuyện, Amy na thân mình cũng không phải cái lắm mồm loại người. Trực tiếp đem tiêu phàm xử lý, đem bà Adelina mang đi, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều vừa ra tay thiếu chút nữa ăn thiệt thòi nhỏ, Amy na mới rốt cuộc phát giác, tiêu phàm không phải dễ đối phó như vậy, không thể không nén xuống tính tình, cùng tiêu phàm, đàm điều kiện. Tiêu tiên sinh, ta tin tưởng ngài là người thông minh. Trên thế giới này, bất kỳ vật gì cũng có thể giao dịch, Mấu chốt tự xem giao dịch điều kiện có thích hợp hay không. Adelina là chúng ta simi ân gia tộc công chúa, ta nhất định phải dẫn nàng trở về. Điểm này, không có đàm phán đường sống. Bất quá, đã tiêu tiên sinh đem nàng an toàn hộ đưa tiến đến nơi này, chúng ta sẽ không để ý hướng tiêu tiên sinh tiền trả một ít thù lao. Tiêu tiên sinh cần gì, cứ mở miệng, chỉ cần không tính quá không hợp thói thường lời mà nói, ta nghĩ tới ta đều có thể đáp ứng. Nếu như tiêu tiên sinh là ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp huyết tộc nữ hài lời mà nói, cũng không có sao, ta có thể đưa tiến ngươi hai cái. Ta hướng tiêu tiên sinh cam đoan là 100% xử nữ, hơn nữa 100% xinh đẹp. Tiêu phàm sắc mặt trầm xuống, rất lãnh đạm nói, mi na tiểu thư, xem ra ngươi là lãnh khốc vô tình người, hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là cảm tình, càng không hiểu được cái gì gọi là tôn trọng. Đã như vậy, ta chỉ có một điều kiện, thì phải là thỉnh cầu ngươi lập tức rời đi, không cần phải lại tại đây dây dưa không rõ. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Amy Na ngửa mặt lên trời cười ha hả, vốn là trầm thấp hơi từ tính nữ giọng thấp, thoáng cái trở nên thập phần bén nhọn, đâm chọc người màng nghĩ. Người Phương Đông, người quá kiêu ngạo rồi, kiêu ngạo đắc buồn cười. Bá. Amy Na sau lưng vậy đối với đã muốn thu lại màu đen cánh bằng thịt, mãnh liệt mở ra, lập tức đem trời chiều quang mang hoàn toàn che đầy. Sau một khắc, hai cánh khẽ vỗ, Amy Na hóa thành một đạo hắc sắc tia chớp, bỗng nhiên hướng tiêu phàm kích xạ mà đến. Trong bóng đen hàn quang lóe lên, Amy Na trong tay nhiều hơn một chuôi phong duệ lợi kiếm. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, thoảng qua mang theo khinh thường ý. Cận thân vật lộn, nhưng là của hắn cường hạng. Tuy nhiên dưới mắt hắn đã muốn bước vào, thiên nhân cảnh, trong cơ thể ngưng kết kim đan, có thể xếp vào tu chân giả, hàng ngũ. Nhưng mà nhiều năm qua luyện tựu một thân siêu phàm nhập thánh võ công, xuất thần nhập hóa quyền thuật thủ pháp, nhưng lại không vứt bỏ. Võ công cùng quyền thuật thủ pháp, tại pháp thuật công kích lúc, tự nhiên không có bao nhiêu tác dụng, nhưng cận thân vật lộn hiệu quả như trước phi thường rõ ràng. Một gã huyết tộc nữ tử, vậy mà lộ ra lợi kiếm chuẩn bị cùng hắn vật lộn, Tiêu Chân Nhân đương nhiên cam tâm tình nguyện phụng bồi. Tiêu Phàm sau lưng hai chi ngân sắc cửa cánh hư ảnh lóe lên, cả người bay bổng cách đi lên không tránh không né, trực tiếp hướng về Amy Na đón đánh đi lên. Đương làm tiêu phàm sau lưng ngân sắc cửa cánh hư ảnh thoáng hiện thời điểm, Amy Na hai mắt có chút hít mắt một chút, hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Cứ việc chỉ là một hư ảnh, Amy Na vẫn đang cảm giác được một cổ cực kỳ uy mãnh viễn cổ hoang dã khí tức. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất chính mình đối mặt là một đầu đến tự viễn cổ hoang dã cự ưng, mà không phải một cái nhã nhận thậm chí hơi có vẻ gầy yếu đông phương nam tử. Amy Na tốc độ nhanh, tiêu phàm tốc độ lại càng không chậm, thoáng qua trong lúc đó, hai người liền đã gần trong gang tấc. Tiêu phàm tay phải thành hổ chảo bắt chi hình, đi phía trước tìm tòi, muốn thi triển tay không đoạt dao sắc kỹ xảo, bắt Amy Na. Trước mắt bóng đen lóe lên, bỗng nhiên tựu mất đi Amy Na thân ảnh, ngay sau đó, khanh khách, nhõng nhẽo cười thanh âm tại tiêu phàm sau lưng vang lên, tiêu phàm mãnh liệt xoay người, chỉ thấy hàn quang trói mắt, ngân sắc lợi kiếm thẳng hướng chính mình trước ngực đâm tới không đợi tiêu phàm làm ra phản ứng, bóng đen lại lóe lên. Amy Na lại không thấy bóng dáng. cái này huyết tộc nữ tử, vậy mà ở giữa không trung liên tục sử xuất di hình đổi ảnh thân pháp. cái gọi là di hình đổi ảnh kỳ thật cũng là thuấn di thân pháp một loại, chỉ là tương đối mà nói, vẫn còn tương đối cấp thấp. nhưng ở giữa không trung thi triển đi ra, cũng đã rất khó lường liễu tương đương. trong chốc lát chỉ thấy không trung bóng đen nặng nề. Amina đảo mắt liền huyễn hóa ra vô số thân ảnh, đem tiêu phàm bao quanh bao vây lại, khanh khách tiếng cười duyên không ngừng, mang theo nói không nên lời mị hoặc ý. Ngay từ đầu còn không có gì, liên tục không ngừng tiếng cười duyên hợp cùng một chỗ, lập tức liền uy lực đại tăng, làm cho người chút bất trì bất giác tráng váng đầu não trướng, trong nội tâm dâng lên một cổ cực kỳ bực bội cảm xúc. Cao thủ tranh chấp, đây chính là đại húy kỵ. Cuống hồ mà lại, quanh người bóng đen rậm rạp chẳng chịt, tựa như ảo mộng, điện quang thạch hỏa gian, lại ở đâu được chia ra ai là chân thân ai là hư ảo. Tiêu phàm bình tức tĩnh khí, trong mắt lục mang lóng lánh, vận khởi thiên nhãn thần thông. Kỳ thật những này đều đều là hư ảnh, Amina chân thân, sớm đã vô thanh vô tức mà bay đến tiêu phàm đỉnh đầu, miệng hơi mở, một cổ nồng đậm huyết vụ thẳng phun mà hạ, nhưng lại cùng huyết sắc vòi rồng đồng dạng huyết đạo chi lực, chỉ là so vòi rồng nồng đặc nhiều lắm rồi, uy lực tự nhiên cũng là không giống tiểu khả. Hừ, Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, cũng không ngăn cản khung, lại càng không đón đánh, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, giống như giống như sao băng, tự giữa không chung gấp rơi mà xuống. PS, cảm tạ nữ nhân lão công trở thành đại hào môn giàu sang quyền thế trưởng môn, trưởng môn uy vũ. May mắn chương 660, chém gờ yêu ta Ngay tại Amy Na thi triển, di hình đổi ảnh, thân pháp, ý đồ vây khốn tiêu phàm thời điểm, hai gã hắc y nhân không biết từ chỗ nào hiện thân ra, cực nhanh về phía đứng ở đường cái ở giữa Lamborghini bay đi. Theo khí tức thượng phán đoán, đây là hai gã tuần tra sứ giả. Trước đó vài ngày tại tiêu phàm trong tay thoát được tánh mạng Sadat, tự là một người trong số đó. Đừng nhìn Amy Na trong miệng nói được nhẹ nhàng linh hoạt, tựa hồ cũng không thế nào đem tiêu phàm để ở trong lòng, kỳ thật làm tương đối sung túc chuẩn bị. Ngay từ đầu sẽ không tưởng tượng có thể nhất cử đánh bại tiêu phàm, sau đó nghênh ngang mà đem Adelina mang đi. Thiết lập sách lược chính là Amina tự thân xuất mã, cuốn lấy Tiêu Phàm, cho hai gã thủ hạ lợi dụng sơ hở cướp đi Adelina tranh thủ thời gian. Tiểu Thuyết, Tiểu Thuyết Trương và Tiết Đổi mới nhanh nhất có thể thấy được Amina là một cái rất hiện thực sự thật người. Đã được nhận được nhiệm vụ, tự lấy hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu đệ nhất. Chỉ tiếc, nàng có lẽ hay là đánh giá thấp Tiêu Phàm đối với Adelina quan tâm trình độ. Cùng nàng đồng dạng, Tiêu Phàm mục tiêu đệ nhất là cam đoan Adelina an toàn có thể hay không diệt sát địch nhân, vẫn còn tiếp theo. Amy na đơn giản như vậy dương đông kích tây kế sách, nếu là có thể giấu giếm được tiêu phàm, đó mới thực gọi kỳ quái. Hai gã tuần tra sứ giả chưa đến gần Lamborghini, tiêu phàm dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống, vẻ này vào đầu chân áp mà ở dưới bảng nhiên sức lực, làm cho hai người lập tức cảm thấy hô hấp không khoái. Bá bá, hai gã tuần tra sứ giả không chút do dự lộ ra sau lưng cực lớn màu đen cánh bằng thịt, trong nháy tự hoàn thành, rơi hút máu, biến thân. Hai người thân thể cường hãn trình độ lập tức tăng lên một mảng lớn, khí tức trở nên càng cường đại hơn. Sa đát cắn răng một cái, mãnh liệt dừng lại bước chân, ngẩng lông xù gương mặt. Hai tay ngay dương, hơn 10 miếng huyết sắc tiểu trùy hàng loạt loại hướng giữa không trung tiêu phàm kích bắn đi. Một danh khác tuần tra sứ giả không ngừng chút nào, ngược lại dưới chân tăng lực, hướng về lẳng lặng đậu ở chỗ này Lamborghini xe thể thao vào tới may mà tại đây đang đứng ở một cái góc rẽ, một tòa núi nhỏ che ở bên này hết thảy, nếu không, chỉ sợ tại trên đường cao tốc bay nhanh mặt khác cỗ xe sẽ rất nhanh phát giác tại đây phát sinh hết thảy, sau đó lập tức báo động. Quay mắt về phía hàng loạt loại phóng tới hơn 10 miếng huyết trùy, tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một trưởng đánh ra. Bị tiêu phàm diệt sát chính là cái kia tuần tra sứ giả Iliic, đã từng đối với tiêu phàm sử dụng qua loại này huyết trùy, bị tiêu phàm dùng, đỉnh càn khôn, thu đi, Cẩn thận nghiên cứu một phen, liền phát hiện những này huyết truy kỳ thật cũng không phải thể rắn, mà là dùng nào đó vì ngưng kết mà thành ám khí. Chỉ cần bắn chúng so sánh cứng rắn ngạch vật thể, tự sẽ lập tức biến hình, hóa thành huyết vụ, ô nhiễm đối thủ pháp khí bảo vật, hoặc là trực tiếp lệnh trong địch nhân độc hôn mê. Không rõ ý tưởng người, nếu như cùng bọn họ lần đầu giao thủ, bất ngờ không đề phòng, rất dễ dàng gặp đạo nhi tiêu phàm dùng, đỉnh càn khôn, thu vài miếng huyết trùy đến tiến hành nghiên cứu. Trùng hợp đánh bậy đánh bạ, phá giải cái môn này ác độc công pháp. Về phần huyết trùy có thể ô nhiễm pháp khí bảo vật công năng, quay mắt về phía, đỉnh càn khôn, như vậy cấp tột cùng bảo vật, song phương đẳng cấp kém quá xa. Tự nhiên là không hề có tác dụng liễu tương đương. Coi như là tiêu phàm bản thân, cũng không ZSI đao muốn dùng như thế nào phương pháp mới có thể năng lực hủy hoại, đỉnh càn khôn tự trước mắt mà nói, tiêu phàm đối với, đỉnh càn khôn, hiểu rõ còn ở vào phi thường nông cạn giai đoạn, biết rất ít. Nghĩ đến, đỉnh càn khôn, chính thức huy năng, phát huy đến mức tận cùng thời điểm, tuyệt không chỉ như vậy một chút hiệu dụng. Hiểu rõ những này huyết truy tình huống về sau, tiêu phàm tự nhiên ZSI đao nên như thế nào đối phó. Nhìn như bình thường một trường, lại ẩn chứa rất mạnh kinh lực, hô, một tiếng, hơn 10 miếng huyết truy lập tức bị trường lực bao phủ ở bên trong, bắt đầu quay tròn mà đảo quanh, mất đi chính xác. Tiêu phàm một trưởng này, ẩn hàm thái cực hay lý, lấy nhu thắng cương. Huyết truy được nhu hòa kinh lực bao vây lấy, vô pháp bạo liệt ra đến, hóa thành huyết vụ đả thương địch thủ, rất nhanh sẽ động lực hao hết, tùy ý tiêu phàm xử trí. Tiêu phàm lại vung dơ tay lên, hơn người miếng huyết truy thay đổi phương hướng, hướng một danh khác tuần tra sứ giả kích bắn đi, đồng thời dương lên tay trái, sáu bảy cái phù lục hóa thành hỏa hồng hỗn độn mạng lưới khổng lồ, quay đầu hướng tên kia tuần tra sứ giả bao phủ xuống đi. Cái này một như gió bão mưa rào liên hoàn công kích, lập tức tự làm đắc tên kia tuần tra sứ giả luống cuống tay chân, không thể không dừng lại thân hình, trước ứng phó rồi cái này một luân phiên công kích nói sau. Hơn 10 miếng huyết trụy đảo không tại người này lời nói hạ, dù sao loại này huyết trụy cũng là hắn thường dùng ám khí, ZSI đao ứng đối như thế nào. Bất quá cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể dùng xảo kình đem những này huyết trùy dẫn thiên phương hướng. Ngay sau đó, bùa hóa thành mạng lưới khổng lồ, sẽ đem tên tuần tra sứ giả không chút khách khí mà vây ở trong đó. Người này tuần tra sứ giả lập tức hoa hoa kêu to lên, trên người phàm là cùng hỗn độn mạng lưới khổng lồ tiếp xúc địa phương, đều thoát ra một cổ khói xanh, ẩn ẩn mang theo khét lẹt khí tức, giống như bị nóng bỏng bàn ủi bị phỏng đồng dạng. Những này bùa, đúng vậy tiêu phàm thân mình pháp lực biến thành, hạo nhiên chính khí là hết thảy tà ma ngoại đạo công pháp khắc tinh. Cái này tuần tra sứ giả mặc dù là thuần khiết huyết tộc huyết mạch, tu luyện công pháp dĩ nhiên đi vào tà đạo, lập tức đã bị hạo nhiên chính khí chỗ khắc chế. Hơn nữa song phương cùng bậc kém khá xa, hạo nhiên chính khí ỷ cường lăng yếu, cái này một tướng hắn vây kín, lập tức tự bị khắc chế ở, bất quá những thứ khác thần thông thủ đoạn, cũng thi triển không được. Bi bông, sa đát chấn động, trong miệng phát ra kêu to một tiếng, cố tình muốn tiến lên giải cứu đồng bạn, trực giác lại nói cho hắn biết, có lẽ hay là nhanh lên chạy trốn tương đối đáng tin cậy. Song phương thực lực kém thật sự quá xa, cho dù liều lĩnh vào tới, mình cũng không có biện pháp phá vỡ cái kia trương tấm quỷ dị màu đỏ tươi, lưới lửa đem đồng bạn giải cứu ra. Thoảng qua như vậy một trần chờ, liền đem sa đát đưa vào quỷ môn quan. Sự thật chứng minh, mặt đối với chính mình không thể cùng kháng đối thủ thời điểm, ngàn vạn không cần phải trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn, chạy đi bỏ chạy, chính là tốt nhất sách lược. Rất nhiều người chính là bằng vào cái này sách lược, bảo vệ một đầu tánh mạng. Sadat lần trước chạy trốn rất nhanh, lúc này đây có lẽ là bởi vì Amy Na tự tại bên người nguyên nhân, do dự lần này. Không đợi Sadat làm ra quyết định. Từ trên trời giáng xuống tiêu phàm tựu đã đến đỉnh đầu của hắn, Sadat chỉ cảm thấy trói mắt hồng quang bỗng nhiên tại trước mắt sáng lên, không trung độ ấm như là bỗng nhiên đề cao vài độ, một cổ cực độ nguy hiểm trực giác, mãnh liệt sông lên đầu. Sa đát trong nội tâm vong hồn đại bốc lên, mãnh liệt một cái màu đen cánh bằng thịt, đã nghĩ muốn bỏ trốn mất dạng, cũng đã không còn kịp rồi. Trước mắt hồng mang lóe lên, một cổ nóng bỏng vô cùng hỏa tuyến, từ đầu cắt xuống dưới. Đây là sa đát trên thế gian cuối cùng cảm giác, sau đó, tự lâm vào vô biên trong bóng tối. Bị hỗn độn hỏa võng bao vây lấy một danh khác tuần tra sứ giả, hoảng sợ mà chứng kiến, Sadat bị tiêu phàm trong tay một thanh hỏa hồng sắc trường đao từ đầu trẻ thành hai mảnh, sau đó liền hóa thành một cổ khói đen, tiêu tán trên không trung. Không ZSI đao chuôi này hỏa hồng sắc trường đao, rốt cuộc là loại nào khủng bố vũ khí, Sadat ngay nửa phần dãy ruộng kháng cự đường sống đều không có, lập tức tan thành mây khói. Sadat, giữa không trung, truyền đến Amina vừa sợ vừa giận tiếng thét chói tai, tràn đầy nổi giận cùng không dám tin ý. Cứ như vậy chỉ chớp mắt gian, ở trước mặt nàng, nàng hai gã thủ hạ liền vừa chết một tổn thương. Dùng ít địch nhiều, nhưng lại phải bảo vệ Adelina không việc gì, tiêu phàm cũng là không chút khách khí, đau nhức hạ sát thủ. Thậm chí không tiếc hao phí pháp lực, vận dụng viêm linh chi lưỡi kiếm. Cũng may Sadat tu vi không cao, tiêu phàm không cần toàn lực thúc giục viêm linh chi lưỡi kiếm, chỉ cần phóng xuất ra hỏa diễm đao bộ phận uy năng là được rồi, hao phí pháp lực, thật cũng không tính toán quá nhiều huống chi bước vào, thiên nhân cảnh, ngừng kết ra kim đan về sau, tiêu phàm trong cơ thể pháp lực chi dày đặc, cùng trước kia hoàn toàn là cách biệt một trời. Trụ cột sáu tương cùng, phi thăng ba pha, khác nhau, còn là phi thường rõ ràng đích. Chỉ là ngay thần bí kia khó lường si ân thân vương mặt đều chưa từng thấy đến, cũng đã pháp bảo ra hết, tiêu phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Ây na đại sứ, nhanh cứu ta. Mắt thấy tiêu phàm tay cầm đã muốn biến thành màu đỏ sậm trường đao, chuyển hướng về phía chính mình, bị nhốt tại hỗn độn hỏa trong lưới một danh khác tuần tra sứ giả bị bồng, lại càng vong hồn đại bốc lên, bất chấp bị hỗn độn hỏa võng thiêu đốt thiêu đốt thống khổ, khàn cả giọng về phía không trung hắc y mỹ nữ cầu cứu bắt đầu đứng dậy. Cái này đương làm khẩu, tiêu phàm muốn gỡ yêu ta ít hắn lời mà nói, hắn ngay cơ hội chạy trốn đều không có. Amy na một tiếng tức giận mắng, miệng hơi mở, một cổ huyết thủy phún dũng ra, theo này cổ huyết thủy phun ra, Amy na sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt vài phần. Xong giơ tay lên, vẻ này huyết thủy lập tức biến ảo thành một quả thật dài huyết thương. Amy na hai tay siết chặt, cầm chuôi này thật dài huyết thương, sau lưng lượng chỉ trích màu đen cánh bằng thịt mãnh lực một cái, một cổ cụ gió gào thét mà dậy. Cánh bằng thịt lại mãnh liệt thu hồi, đem nàng thân hình cái bọc trong đó. Amy na cả người giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, hướng về tiêu phàm kích xạ mà đến nhanh vô cùng. Cùng lúc đó, vẻ này đặc hơn mùi máu tanh, đập vào mặt, thậm chí so Amy Sudo nhanh hơn. Tiêu phàm lạnh lùng mà nhìn qua lăng không mà ở dưới Amy Na, vững vàng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Rất hiển nhiên, tiêu phàm là muốn lại lĩnh giáo thoáng một tí vị này huyết tộc tuần tra đại sứ nhanh đến làm cho người đẹp mắt thân Pháp. Amy Na khóe miệng, hiện lên một tia trào phùng ý, bỗng nhiên phải giơ tay lên, cái kia cán do nàng bản thân máu huyết biến ảo mà thành huyết thương, Rời tay bay ra, bắn thẳng đến tiêu phàm. Oanh! Huyết thương tại tiêu phàm đỉnh đầu nơi hóa thành vô số huyết vũ, bao phủ mà xuống. Một chiêu này, cùng Amy Na lúc trước đem ra sử dụng huyết sắc vòi rồng vây hãm địch tác dụng là giống nhau, chỉ có điều, cái này huyết thương là nàng bản thân máu huyết biến thành, công hiệu xa không phải huyết sắc vòi rồng có thể so sánh đích, hơn nữa Sudu cũng muốn nhanh nhiều lắm. Tiêu phàm bất ngờ không đề phòng, tuyệt đối không kịp tế ra cái kia trừ màu đỏ tiểu đỉnh đến thu những này máu huyết. Chỉ cần tiêu phàm bị một giọt huyết vũ nhiễm đến, rất nhanh cũng sẽ bị huyết độc lan tràn toàn thân, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Hiển nhiên huyết vũ muốn đem tiêu phàm hoàn toàn bao phủ hắn hạ, Amy na cười ha hả. Nàng đã muốn quyết định, đợi bắt được cái này người phương đông, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi một phen, nhìn xem vị này Adelina công chúa điện hạ đông sàng con rể, rốt cuộc có những thứ gì không giống người thường chỗ. Thậm chí ngay tâm cao khí ngạo Miranda Vương Phi, đều cam tâm tình nguyện đem độc thân ái nữ hai tay dâng tặng đưa cho hắn. Amina không ngại hảo hảo nhấm nháp thoáng một tí, vị này, phò mã độ ý, hương vị. Hơn nữa, tại hút khô máu tươi của hắn trước kia, Amina còn quyết định muốn trước thử xem tiêu phàm phương diện khác bổn sự. Cái này gọi là toàn bộ là nhân tài. Audio điện tử võ tấn bền